Dương Thiên Minh càng lúc càng tò mò, tốt nghiệp trường cảnh sát thì hơi hạn hẹp. Triệu Quốc Đống này đến khu khai phát huyện Giang Khẩu làm phó chủ nhiệm, mặc dù khu khai phát cấp huyện không có cấp bậc gì nhưng đó là cửa sổ phát triển kinh tế một nơi. Có thể làm phó chủ nhiệm khu khai phát tức là giỏi làm công tác kinh tế. Quá trình chuyển đổi từ cảnh sát sang kinh tế là không dễ. Về phần Triệu Quốc Đống công tác ở sở giao thông thì Triệu Quốc Đống không để ý. Theo Dương Thiên Minh đánh giá thì ở quan trọng nhất là những năm công tác ở cơ sở. Xem ra Tiểu Triệu làm rất tốt ở huyện. Dương Thiên Minh cười nói, y rất muốn biết biểu hiện trong một năm làm chủ tịch huyện của Triệu Quốc Đống này, xem dựa vào cái gì mà thị ủy Ninh Lăng đánh giá cao mà để chủ tịch huyện trẻ tuổi lên làm bí thư huyện ủy. Huyện Hoa Lâm vẫn là huyện nghèo cấp quốc gia, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều xếp đáy của thị xã Ninh Lăng. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng GDP, giá trị sản xuất công nghiệp và thu nhập của dân chúng, thu thuế của Hoa Lâm đứng đầu thị xã Ninh Lăng. Tăng trưởng GDP và thu nhập của nông dân đều hơn so với xếp thứ 2 trên 20%. Dương Thiên Minh có chút giật mình vì những điều Triệu Quốc Đống nói. Mặc dù Dương Thiên Minh không hoàn toàn đồng ý với việc tăng tốc GDP mà bất chấp tất cả của Ninh Pháp, nhưng Dương Thiên Minh cũng phải thừa nhận trong giai đoạn này nếu anh muốn cải thiện cuộc sống dân chúng, nhất là tăng thu nhập của dân chúng tỉnh An Nguyên với tỷ lệ 80% ở nông thôn, anh không phát triển công nghiệp là không được. Nhưng phát triển công nghiệp cần có điều kiện tốt đẹp, mà Ninh Lăng theo Dương Thiên Minh đánh giá là thị xã nông nghiệp, thiếu tài nguyên thiên nhiên, nhất là Hoa Lâm là huyện nghèo cấp quốc gia, trụ cột công nghiệp gần như không có, vậy sao có thể tăng trưởng cao như vậy? Triệu Quốc Đống này dám nói ra, Dương Thiên Minh tin đối phương không thể nói dối trước mặt mình. Hơn nữa nghe giọng thì những chỉ tiêu đó đạt được đều nhờ công sức của hắn vậy, điều này làm Dương Thiên Minh có chút tò mò. Tiểu Triệu, cậu đúng là làm tôi thấy hứng thú. Cậu có thể giới thiệu tình hình phát triển 2 năm qua của Hoa Lâm không? Dương Thiên Minh bỏ cần câu xuống rồi nói. Thanh niên này thì mấy năm trước Dương Thiên Minh đã nghe Lưu Triệu Quốc nhắc tới. Chẳng qua Lưu Triệu Quốc cũng chưa từng đưa Triệu Quốc Đống này xuất hiện. Hôm nay cho Triệu Quốc Đống xuất hiện tự nhiên là thấy cậu ta có tư cách xuất hiện trước mặt mình. Vừa nãy nghe đối phương nói thì Dương Thiên Minh cảm thấy đúng là như vậy. Y cũng muốn nghe người này làm việc như thế nào, là người làm việc thật hay chỉ là kẻ ngồi mà hưởng thụ công lao cấp dưới. Quyển 7, chương 84. Triệu Quốc Đống cũng không hề nói quá mà nói sự thật, điều này thực ra rất hợp với ý của Dương Thiên Minh. Triệu Quốc Đống thấy Dương Thiên Minh rất chú ý đến việc nông dân tăng thu nhập cho nên hắn cố nói huyện Hoa Lâm làm như thế nào tăng giá cho thuê đất, trọng điểm nắm bắt cơ hội trụ sở trồng cỏ mà phát triển ngành chăn nuôi gia súc, dựa vào việc phát triển chăn nuôi gia súc ở miền núi để thu hút các công ty chế biến thực phẩm và ngành phụ trách tiến vào. Làm như thế nào để các sản phẩm nông nghiệp tiến vào ngành chế biến thực phẩm này? Dương Thiên Minh nghe thấy chỉ riêng việc chăn nuôi gia súc đã khiến thu nhập bình quân của nông dân vượt trên 300 tệ. Y không nhịn được mà hơi đổi mặt một chút. Bình quân tăng thu nhập trên 300 tệ không phải con số nhỏ. Nhất là thu nhập của một huyện nghèo cấp quốc gia thì thu nhập của nông dân thoáng cái tăng thêm 300 tệ, điều này có nghĩa là thu nhập tăng trên 30%, số tăng này thì sợ đứng số 1 số 2 toàn tỉnh. Mà khi Triệu Quốc Đống giới thiệu ngành chăn nuôi gia súc phát triển khiến cho việc nuôi dưỡng bò, dê thịt mở rộng sang ngành sữa bò, tiến dần vào chuyên nghiệp. Khiến tập đoàn Eli Pháp kết hợp với công ty sữa tỉnh An Nguyên muốn thành lập nhà máy sữa Tây Hoa ở Hoa Lâm, Dương Thiên Minh càng phải chú ý hơn nữa. Dương Thiên Minh vẫn rất chú ý đến vấn đề thoát nghèo và làm giàu của nông dân. Theo y thấy muốn giải quyết việc này thì quan trọng nhất chính là tìm đường ra hợp lý cho lao động dư thừa. Không cần biết anh là phát triển công nghiệp hay là anh tổ chức lao động làm ngành nghề gì đó, không cần biết là anh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp hay là tăng hiệu quả trên một đơn vị đất. Anh chỉ cần một điều là phát huy giá trị lao động thừa ở nông thôn. Hoa Lâm không có cơ sở công nghiệp trụ cột thì tỷ lệ dân cư nông thôn chiếm trên 90%, thoáng cái muốn thông qua phát triển công nghiệp giải quyết hết lao động dư thừa là không thể. Mà điều kiện của Hoa Lâm cũng không có tài nguyên thiên nhiên phong phú, không thích hợp trồng cây lương thực. Nhưng Triệu Quốc Đống này có thể lôi kéo Học viện Nông nghiệp đến làm khu thí nghiệm trồng cỏ, sau đó phát triển ngành trồng cỏ và lôi kéo ngành chăn nuôi gia súc của Hoa Lâm phát triển. Chỉ điểm này đã thấy Triệu Quốc Đống không hề đơn giản. Dương Thiên Minh có thể nghe ra bây giờ Hoa Lâm đã thành trung tâm của ngành chế biến thực phẩm quanh vùng, các huyện xung quanh cũng bắt đầu phát triển chăn nuôi gia súc để cung cấp cho mấy nhà máy bên Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận ra tâm trạng của Dương Thiên Minh đã biến đổi. Hắn liền nói đến việc cải cách khiến cho ngành sản xuất chè phát triển mạnh, sau đó đến phát triển ngành trồng cây ăn quả và thu hút các công ty chế biến hoa quả, tăng giá trị sản phẩm.
Dương Thiên Minh càng nghe càng hứng thú. Y trước đây từng làm thị trưởng, bí thư thị ủy Hoài Khánh. Hoài Khánh là một thị xã thuần nông nghiệp, làm như thế nào để phát triển kinh tế, khiến nông dân giàu lên là tâm nguyện nhiều năm của Dương Thiên Minh. Mặc dù sau khi làm lãnh đạo tỉnh, Dương Thiên Minh vẫn chú ý phát triển nông nghiệp, nhưng mấy năm gần đây các nơi không chú ý tình hình thực tế của địa phương, chỉ mong xây dựng khu khai phát không thực tế, hơn nữa thu hút đầu tư toàn là các hạng mục gây ô nhiễm môi trường cao. Các ngành chính thức liên quan tới sản xuất nông nghiệp lại rất ít. Nhưng Triệu Quốc Đống này lại đưa ra một loạt cách thức phát triển sản xuất nông nghiệp làm mắt Dương Thiên Minh sáng lên. Nhất là nghe nói Hoa Lâm còn giúp hai nhà máy chế biến thịt và nhà máy chế biến nước hoa quả kia vay vốn của Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh, điều này càng làm Dương Thiên Minh cảm thấy Triệu Quốc Đống có tư tưởng phát triển cao. Quốc Đống không hề nhắc tới việc cải thiện hệ thống giao thông và khu công nghiệp chế biến. Hắn cảm thấy rằng Triệu Quốc Đống không có hứng thú với ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao và việc vấn đề giao thông. Dương Thiên Minh cảm thấy hứng thú chính là có thể nhân rộng mô hình điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nông nghiệp này của Hoa Lâm ra toàn tỉnh hay không. Hai người nói chuyện liên tục gần 2 tiếng. Lưu Triệu Quốc biết ý ngồi ở xa xa mà câu cá. Lần này hai người đã nói rõ do Triệu Quốc Đống tự do phát huy, nói được đến đâu thì nói. Nếu Lưu Triệu Quốc xen vào có lẽ còn phản tác dụng. Bây giờ Lưu Triệu Quốc cũng đã yên tâm hơn. Xem ra Lưu Triệu Quốc này cũng có tài ăn nói. Có thể nói cho Dương Thiên Minh hứng thú đâu hề dễ. Bảo sao Triệu Quốc Đống này có duyên với phụ nữ, bao cô gái chỉ sợ bị mồm mép của tên này mê hoặc. Nói như vậy tức là Hoa Lâm đã tự tìm ra được con đường phát triển. Câu nói điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã nhắc từ nhiều năm. Tôi nhớ khi tôi làm bí thư thị ủy Hoài Khánh thì đã có câu nói này, nhưng điều chỉnh như thế nào thì mọi người đều không rõ, có phải là dồn hết trồng rau, hoặc là nuôi lợn, nuôi gia cầm, trồng hoa quả hay không. Nếu làm như vậy thì chỉ mang tới tổn thất và bài học đau đớn cho kinh tế nông thôn. Dương Thiên Minh có chút cảm xúc mà nói. Hoa Lâm làm rất tốt, có thể lợi dụng ưu thế địa phương, hấp dẫn và thu hút các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp đến Hoa Lâm, sau đó hình thành ngành sản xuất gia công mà kéo sản xuất nông nghiệp phát triển. Đây là một vòng tròn tuần hoàn, hơn nữa còn thúc đẩy mấy huyện xung quanh làm theo, đúng là đáng để tham khảo. Bí thư Dương, thực ra nghe thì phức tạp nhưng mấu chốt chỉ có một điểm, đó là làm như thế nào lợi dụng tốt điều kiện bản thân. Mỗi huyện, mỗi xã, thị trấn có điều kiện tự nhiên và xã hội khác nhau. Lãnh đạo phải có trách nhiệm tìm ra ưu và khuyết điểm của địa phương mình. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Hoa Lâm có thể đi trước chính là do có khu thí nghiệm nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp. Bởi vì có khu thí nghiệm này nên thông qua điều tra thì mới thấy Hoa Lâm là vùng núi thích hợp phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Hơn nữa thông qua khu thí nghiệm nên đã nghiên cứu ra nhiều loại cỏ tốt, huyện mới dám mạnh dạn cổ vũ các hộ nông dân phát triển ngành trồng cỏ và nuôi bò, dê. Dương Thiên Minh rất đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Đi trước một bước là rất quan trọng, duyên hải phát triển cũng là nhờ như vậy, từ chính sách quốc tế đến ưu thế vị trí khiến bọn họ phát triển trước một bước, khiến kinh tế duyên hải phát triển nhanh chóng. Mà bây giờ vùng Trung Tây muốn vượt người ta mà dựa vào những gì họ đã làm thì chỉ là đi theo, không thể vượt qua. Đến giờ trưa, hai người thu đồ lại. Lưu Triệu Quốc có thể nhìn ra Dương Thiên Minh có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, nhưng ấn tượng tốt này đã đạt đủ mức để mình nói ra chưa thì Lưu Triệu Quốc chưa thể quyết định. Dương Thiên Minh là người có tính cách kiên định, thậm chí là cố chấp. Y có ấn tượng cùng với việc có thể đề cử là hai điều khác nhau. Triệu Quốc, ông đưa cậu ta đến đây là có ý gì? Dương Thiên Minh chắp tay sau lưng đi dạo quanh hồ và nói với. Ha ha, tôi có ý gì chứ? Tôi và cậu ta không họ hàng gì mà. Chẳng qua tôi thấy ông và cậu ta nói chuyện khá hòa hợp nên cũng không tới quấy rầy. Lưu Triệu Quốc thản nhiên nói. Ồ, đầu óc cậu ta đúng là linh hoạt, đúng là nhân tài về kinh tế. Thiên Minh, cậu ta đã là bí thư huyện ủy phụ trách một huyện mấy trăm ngàn dân. Bằng tuổi cậu ta thì tôi và ông đang làm gì? Ông vẫn còn ở khu ủy phải không? Tôi thì vẫn tập luyện trong quân đội. Lưu Triệu Quốc nhìn Dương Thiên Minh mà nói. Đây là một nhân tài hiếm có. Ông biết Nghiêm Lập Dân, phó bí thư thị ủy Ninh Lăng không? Khi Nghiêm Lập Dân làm bí thư đảng ủy chính pháp, Quốc Đống mới làm chủ tịch huyện mà đã không bị đối phương muốn làm gì thì làm. Ha ha, ông nghĩ cậu ta chỉ giỏi làm kinh tế sao? Dương Thiên Minh có chút hứng thú. Nghiêm Lập Dân bây giờ là phó bí thư thị ủy Ninh Lăng và thông qua quan hệ nào thì Dương Thiên Minh biết. Chẳng qua y không ngờ Triệu Quốc Đống kia dám đấu với Nghiêm Lập Dân. Chuyện như thế nào?
Nghe Lưu Triệu Quốc nói, Dương Thiên Minh cười phá lên. Không ngờ cậu ta còn có tính cách như vậy, làm chủ tịch huyện mà dám đấu với thường vụ thị ủy. Dương Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Triệu Quốc, cậu ta tên là gì? Triệu Quốc Đống hả? Đúng thế. Lưu Triệu Quốc gật đầu nói. Đã kết hôn chưa? Dương Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Lưu Triệu Quốc mà nói. Ừ, vẫn chưa, chẳng qua cũng nhanh thôi. Lưu Triệu Quốc thầm mắng Triệu Quốc Đống một câu đúng là không khiến người ta được yên tâm. Nghe nói cậu ta đã có bạn gái, có lẽ chỉ năm nay hoặc năm sau là lấy. Bạn gái cậu ta ở đâu? Dương Thiên Minh hỏi. Ừ, hình như là công tác ở Bộ Ngoại giao. Lưu Triệu Quốc cảm thấy Dương Thiên Minh hình như không quá chú ý đến việc Triệu Quốc Đống đã kết hôn hay chưa, vậy mà lại hứng thú với bạn gái của Triệu Quốc Đống làm gì? Ồ, tôi biết rồi. Thú vị đây. Sao thế Thiên Minh? Lưu Triệu Quốc có chút khó hiểu nói. Không có gì, ông nói đi, ông mang cậu ta đến đây làm gì, đừng có đi đường vòng. Ha ha, nghe nói trên tỉnh muốn áp dụng mô hình cho bí thư quận ủy quận phát triển vào thường vụ thị ủy ở Miên Châu cùng kiến Dương gia toàn tỉnh. Lưu Triệu Quốc cũng không hề giấu, việc này cũng có gì không thể nói chuyện chứ. Ai chẳng muốn tiến lên, mà Triệu Quốc Đống cũng đủ tư cách để được lựa chọn. Dương Thiên Minh gật đầu không nói gì. Quyển 7, chương 85. Triệu Quốc Đống không biết vận mệnh của mình có thể thay đổi sau khi gặp Dương Thiên Minh hay không. Hắn có thể cảm nhận ra Dương Thiên Minh coi trọng mình, nhưng từ coi trọng có thể sang hành động thiết thực hay không thì ngay cả Lưu Triệu Quốc cũng không rõ. Mặc kệ vận mệnh sau này như thế nào, chuyện cần bây giờ là làm thế nào xác định được về nhà máy sữa. Đoàn xe vừa mới tiến vào trụ sở huyện ủy, Triệu Quốc Đống cười nói. Các anh xem. Công ty sữa Tây Hoa là công ty hàng đầu trong lĩnh vực này của tỉnh ta. Bọn họ có thể đến sẽ kích thích một đối thủ khác là tập đoàn Eli. Chúng ta có 200.000 mẫu đồng cỏ chất lượng tốt, có thể cung cấp tài nguyên sữa phong phú cho bọn họ, không sợ bọn họ không mắc câu. Bí thư Triệu, xem ra chúng ta nên sớm chuẩn bị làm quốc lộ Hoa Tây mới được. Nếu công ty Tây Hoa và tập đoàn Eli đều tới Hoa Lâm, như vậy đồng cỏ ở huyện ta còn không ít tiềm lực để nhận. Nhưng sẽ xuất hiện mâu thuẫn cỏ dùng cho bò sữa và bò thịt. Nhưng nếu quốc lộ Hoa Tây xây dựng xong, khu vực phía nam huyện Tây Hà sẽ gắn vào Hoa Lâm chúng ta, điều kiện tự nhiên bên đó giống chúng ta, ngành chăn nuôi gia súc mới bắt đầu phát triển, chỉ cần chúng ta dẫn dắt tốt thì nhất định sẽ thành nơi cung cấp nguyên liệu cho mấy nhà máy của huyện ta. Đường Diệu Văn có chút hưng phấn mà nói, công ty Tây Hoa là do một tay y đưa vào Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống mặc dù cũng giúp một chút nhưng hầu hết mọi lúc Triệu Quốc Đống đều đứng sau. Nhiều lắm chỉ là lúc quan trọng ra mặt tỏ thái độ. Điều này làm Đường Diệu Văn có cơ hội thể hiện mình. Ừ, Chủ tịch Đường nói đúng. Bên huyện Tây Hà thì có thể đi thông quốc lộ 915 hay không là điều sống còn với bọn họ. Hơn nữa Hoa Lâm nguyện ý làm đường bên mình, bọn họ sao lại không làm. Hoàng Thiết Thần phụ trách mảng nông nghiệp cũng rất bận, gần như cả ngày chạy xuống nông thôn. Triệu Quốc Đống giao cho y đề tài làm như thế nào phát triển sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm làm y vừa có chút hưng phấn vừa thấy áp lực. Nhất là đề tài này kết hợp với học viện nông nghiệp coi như đây là đề tài thí nghiệm. Sự phối hợp giữa học viện nông nghiệp và huyện là rất tốt, thậm chí còn chuyên môn thông qua 50.000 tệ để làm kinh phí nghiên cứu. Con đường này một khi thông thì trên thực tế đã kéo gần Hoa Lâm và Tây Hà lại một bước, cũng tương đương với kéo xa Tây Hà với Thông Thành một bước. Sức hấp dẫn của Thông Thành đối với Tây Hà giảm đi. Hoắc Vân Đạt cười nói. Càng như vậy thì tài nguyên Tây Hà càng có thể do Hoa Lâm chúng ta lợi dụng. Trên thực tế chúng ta cũng đoạt cơ hội thu hút đầu tư của Tây Hà với các nhà máy, chẳng qua bây giờ Tây Hà chưa phát hiện mà thôi. Bên Tây Hà chính là thấy không có sự lựa chọn. Thông Thành cách Tây Hà hơn 70 km, trên đường còn thông qua Phổ La. Mà Phổ La và Tây Hà có điều kiện kinh tế không khác gì Thương Hóa bên Ninh Lăng chúng ta. Có thể nói Hoa Lâm có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Vừa đi, Triệu Quốc Đống vừa nói. Khu vực quản hạt hành chính đúng là có sức hấp dẫn đối với kinh tế, cũng hạn chế một phần tác dụng của chúng ta. Nhưng vượt qua một hạn độ nhất định thì kinh tế sẽ vùng vẫy khỏi trói buộc, sẽ hướng về lợi ích cao nhất. Công ty Tây Hoa đưa ra phương thức công ty kết hợp hộ nông dân là rất hấp dẫn. Như vậy chẳng những khiến nông dân có thu nhập ổn định, hơn nữa cũng là nơi cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy. Cách này là khá lưu hành trong ngành chế biến thực phẩm. Hoắc Vân Đạt suy nghĩ một chút rồi nói. Sớm ký hợp đồng tránh cho sau này hai bên có nguy cơ về thị trường. Ừ, năm nay chúng ta tranh thủ vượt lên một chút.
Năm trước chúng ta kém Khuê Dương một chút, năm nay Khuê Dương có hạng mục lớn như vậy chỉ sợ khoảng cách với chúng ta càng lúc càng lớn. Chúng ta phải vượt qua Tào Tập cùng Thổ Thành mới được. Triệu Quốc Đống rất tự tin mà nói. GDP đứng thứ 3 trong thị xã là mục tiêu thấp nhất của chúng ta. Mà các chỉ tiêu khác cùng với thu nhập của nông dân phải tăng cao nhất thị xã, hơn nữa còn phải vượt qua vị trí thứ 2. Đây không phải là vấn đề tăng thu nhập của nông dân đứng thứ 1 thứ 2. Năm trước chúng ta đã vượt xa Tào Tập đứng thứ 2, về phần GDP đứng thứ 3, Tào Tập năm ngoái chỉ hơn chúng ta 60 triệu, tôi cảm thấy cứ theo tốc độ phát triển của chúng ta thì năm nay nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Đường Diệu Văn nắm rõ mấy số liệu này, mặc dù năm ngoái y không ở đây nhưng chỉ tiêu từng quý năm nay đều được xác định rõ ràng. Ừ, ban nông nghiệp của đài truyền hình tỉnh không phải hôm nay sẽ tới Ninh Lăng sao? Có lẽ mai sẽ tới Hoa Lâm chúng ta, các anh đã chuẩn bị tốt chưa? Đây là cơ hội hiếm có. Diệu Văn, anh phải trọng điểm giới thiệu bố cục và ý tưởng của sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của huyện ta, ngoài ra phải nhắc tới kế hoạch tập huấn nghề cho nông dân. Trường số 2 Hoa Lâm sẽ chuyển thành trường dạy nghề, là trung tâm tập huấn kỹ năng cho nông dân, điểm này nhất định phải nhắc tới. Thiết Thần, anh cùng bọn họ đi phỏng vấn, trong đó có thể sẽ phỏng vấn anh cần chủ yếu giới thiệu cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm, nhờ sự giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của Học viện Nông nghiệp mà phát triển ngành đặc sắc của Hoa Lâm, khiến dân chúng thoát nghèo, giàu lên. Ngoài ra ngày mai phóng viên thường trú của Nhật báo Nhân dân tại Ando sẽ tới nghiên cứu và phỏng vấn tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm. Trưởng Ban Tương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề cử Hoa Lâm với bọn họ. Cho nên Lão Đường và Lão Hoắc phụ trách tiếp đón bọn họ, cùng bọn họ tới Đại Hoa, Tam Điệp, Tập đoàn Trần Thị, Dụ Thái, nhà máy chè Hà Khẩu khảo sát. Ngoài ra làm cho ban tuyên giáo và ủy ban huyện chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Bí thư Triệu, tốt nhất là do anh. Đường Diệu Văn hơi động tâm, đây là cơ hội hiếm có, bí thư huyện ủy đương nhiên phải là người nhận phỏng vấn chứ. Lão Đường, chúng ta nói rồi, nếu có phỏng vấn về phương hướng và xây dựng tác phong làm việc thì tôi sẽ nhận. Công tác kinh tế thì do ủy ban huyện phụ trách, anh là chủ tịch huyện, Thiết Thần và Vân Đạt là phó chủ tịch phụ trách, đây là công việc của các anh. Có thể được cấp trên khẳng định thì chúng ta ai cũng nở mày nở mặt mà. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Tương Uẩn Hoa đúng là rất bận, hai đợt tuyên truyền này do một tay y làm ra, điều này làm Triệu Quốc Đống rất cảm kích. Ở tình huống này tuyên truyền sẽ đại biểu hướng gió, mặc dù chưa chắc là nhân tố quyết định nhưng ở trình độ nào đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng lãnh đạo. Lão Kỳ, hôm nào mấy huyện tôi muốn sang Ninh Lăng học tập được chứ? Vừa tan họp ở tỉnh ủy, có người gọi Kỳ Dư Hồng. Ồ, bí thư Thẩm, lời này có phải trêu tôi không? Ninh Lăng chúng tôi có gì đáng để các anh học, nếu học thì Ninh Lăng phải sang Lam Sơn học mới đúng. Kỳ Dư Hồng cười cười bắt tay đối phương, bí thư thị ủy Lam Sơn, Trầm Quốc Hoa. Lão Kỳ, trước mặt tôi mà anh còn giả vờ. Mấy hôm trước chuyên mục nông nghiệp đài truyền hình tỉnh đã đưa tin 25 phút về Hoa Lâm. Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm làm rất tốt. Tổng giá trị sản xuất lương thực chỉ chiếm chưa đầy 30% giá trị sản xuất nông nghiệp. Được đó, Lão Kỳ, Ninh Lăng coi như đã đi trước toàn tỉnh. Trầm Quốc Hoa thuận tay đưa cặp cho thư ký, sau đó lấy thuốc ra mời Kỳ Dư Hồng. Hôm nay Nhật báo Nhân dân cũng đưa tin việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm là con đường mới. Ha ha, bí thư quý và chủ tịch Ninh đều thấy. Kỳ Dư Hồng ngẩn ra, y biết chuyên mục kia đến Ninh Lăng phỏng vấn. Mao Bình cũng báo cáo với y nhưng không ngờ lại nhằm vào Hoa Lâm. Trầm Quốc Hoa thấy vẻ mặt của Kỳ Dư Hồng nhưng vẫn nói. Lam Sơn chúng tôi rất chậm trong phương diện này. Phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp dự định dẫn mấy chủ tịch huyện sang Hoa Lâm xem, đến lúc đó còn mời Lão Kỳ ủng hộ. Anh khách khí rồi, có thể được thành phố anh em tới chỉ bảo, thị xã Ninh Lăng chúng tôi luôn chào đón. Kỳ Dư Hồng vội vàng nói. Đang nói chuyện, thư ký của Kỳ Dư Hồng đã tới mà nói. Bí thư Kỳ, thư ký của Chủ tịch Tần gọi tới nói ngày sau khi kết thúc hội nghị thì đến văn phòng của Chủ tịch Tần. Lão Kỳ thấy chưa, lãnh đạo gọi là việc tốt, nghe nói Trung ương bây giờ rất chú trọng sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Tần mấy hôm đó đã sang Lam Sơn chúng tôi khảo sát sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Ha ha, Ninh Lăng bảo trì cao độ với Trung ương. Trầm Quốc Hoa bắt tay Kỳ Dư Hồng rồi nói. Lão Kỳ, khi nào rảnh thì sang Lam Sơn tôi chơi. Quyển 7 Chương 86. Ra khỏi văn phòng Tần Hạo Nghiên, Kỳ Dư Hồng có chút lo lắng.
Tần Hạo Nghiên rất quan tâm tới hình thức sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm. Tần Hạo Nghiên vốn phụ trách mảng nông nghiệp, bây giờ mặc dù lên làm phó chủ tịch thường trực nhưng vẫn rất hứng thú với sản xuất nông nghiệp. Huyện Hoa Lâm có thể được chuyên mục nông nghiệp đài truyền hình tỉnh đưa tin, điều này đã là một điểm sáng. Hơn nữa còn được đưa tin trên Nhật báo Nhân dân thì càng làm người ta không muốn biết cũng không khó. Mặc dù Kỳ Dư Hồng có chút lo lắng lúc này được Hoa Lâm tuyên truyền sẽ ảnh hưởng đến bố trí của mình, nhưng Kỳ Dư Hồng vẫn vui vẻ. Dù sao chuyện này có lợi cho tăng hình ảnh của Ninh Lăng, đồng thời cũng tăng thành tích của y. Nhất là Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp càng lúc càng coi trọng phát triển kinh tế của các địa phương. Về phần chuyện kia thì quyền đề cử nằm trong tay thị ủy, chỉ cần trên tỉnh không phản đối thì không vấn đề gì. Nghĩ rằng lên đài truyền hình tỉnh và Nhật báo Nhân dân là thay đổi được tình hình sao? Nực cười. Trưởng ban Phan, tối nay có rảnh không, chúng ta ngồi một chút. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút và quyết định nên hỏi Phan Viên Chiêu mới yên tâm được. Triệu Quốc Đống này tuy nhỏ nhưng quan hệ rất rộng, cũng có chút bản lĩnh. Nếu không phải Sử Chí Hòa vẫn trung thành với mình thì Kỳ Dư Hồng đúng là sẽ nghĩ tới Triệu Quốc Đống. Kỳ Dư Hồng biết sau lưng Triệu Quốc Đống có Liễu Đạo Nguyên và Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại, Thái Chánh Dương. Nhưng Liễu Đạo Nguyên đã không còn công tác ở tỉnh An Nguyên, tin rằng chỉ cần mình kiên trì thì Phan Viên Chiêu cũng có thể hiểu cho mình. Liễu Đạo Nguyên có thể làm gì được chứ? Về phần Thái Chánh Dương thì Hoàng đế ở quá xa, chuyện tỉnh An Nguyên không đến lượt y chỉ trỏ. Vậy được, trưởng ban Phan xem ở Victoria có được không? Tôi nghe nói hải sản ở đấy tươi ngon, đều là vận chuyển bằng đường hàng không. Ừ, được, gọi thêm Lão Ngô nữa là được. Được, vậy gọi thêm cả Lão Tạ nữa, tôi sẽ gọi cho bọn họ. 6:30, không gặp không về. Bỏ máy xuống, Kỳ Dư Hồng đi tới bãi đỗ xe. Y vừa lên xe vừa nói với thư ký. Cậu gọi điện cho Vưu Liên Hương bảo hủy hoạt động sáng mai, đổi sang chiều. Nói là tôi có việc trên tỉnh, trưa mai mới về kịp. Khi Triệu Quốc Đống nhận được điện của Thái Chánh Dương cũng là lúc Thái Chánh Dương chuẩn bị lên máy bay. Thái Chánh Dương gọi điện nhắc Triệu Quốc Đống chủ động liên lạc với Lưu Nhược Đồng, hai người phải gặp nhiều, tiếp xúc nhiều. Điều này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Thái Chánh Dương nói nhiều như vậy chứng tỏ y coi trọng việc hôn nhân của Triệu Quốc Đống như thế nào. Xem ra Lưu gia kia có lai lịch không nhỏ. Triệu Quốc Đống chỉ biết Lưu gia có căn cơ sâu, nghe Thái Chánh Dương nói hình như có một người nhà này công tác tại Bộ Thương mại. Thái Chánh Dương cùng Thủ tướng đến 8 nước châu Phi. Trọng điểm là 4 nước Nigeria, Sudan, Cameroon, Angola. Thái Chánh Dương với danh nghĩa Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại kiêm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Nguồn Năng lượng Quốc gia lần đầu ra nước ngoài, điều này làm trong nước khá chú ý. Nhất là mấy tháng qua Thái Chánh Dương vẫn tiến hành khảo sát các tập đoàn lớn về điện, dầu mỏ, than khá tích cực, đồng thời còn chủ động hội đàm với các công ty tư nhân trong làm việc này. Một loạt động tác làm người ta phải chú ý. Dư luận đồn rằng quốc gia có ý thành lập bộ năng lượng, một lần nữa định vị lại ngành sản xuất năng lượng này của quốc gia. Có lẽ sau đại hội 15 sẽ bắt đầu có manh mối, trước đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 sẽ có tin rõ ràng. Còn có người nói mấy ủy viên trong đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã hỏi về việc này, nghe nói bọn họ hỏi có nên thành lập bộ năng lượng hay không. Một nhân vật lớn như vậy trước khi lên máy bay gọi điện cho mình làm Triệu Quốc Đống hơi giật mình. Lúc này Triệu Quốc Đống đang nghỉ phép ở Ando. Lúc này công ty sữa Tây Hoa đã chính thức ký hợp đồng với chính quyền huyện Hoa Lâm, thành lập một nhà máy sữa tại khu công nghiệp. Ngoài ra tập đoàn Elis, tập đoàn đứng đầu về ngành sữa trong nước cuối cùng đã ngồi xuống đàm phán thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy ở huyện Hoa Lâm. Giống hệt công ty Tây Hoa, tập đoàn Elis khá nghi ngờ việc huyện Hoa Lâm có đảm bảo đủ nguồn cỏ và bò sữa hay không. Nhất là khi công ty Tây Hoa đã ký kết hợp đồng trước càng làm tập đoàn Elis lo lắng nguyên liệu sữa sẽ thiếu hụt, lo rằng ngành chăn nuôi bò thịt của Hoa Lâm sẽ chiếm lấy nguồn cỏ. Chẳng qua sau khi thị sát hơn 100.000 mẫu đồng cỏ ở 4 xã, thị trấn, cùng với khu trồng cỏ đang được quy hoạch của 2 xã tại Phổ Độ, nhân viên quản lý của tập đoàn Elis đã yên tâm hơn. Sau đó Hoa Lâm chủ động thay mặt tập đoàn Elis liên lạc với Tây Hà, yêu cầu Tây Hà nói chuyện với tập đoàn Elis. Cũng cùng đối phương sang 5 xã phía Nam Tây Hà khảo sát. Thậm chí Hoa Lâm còn mời giáo sư của Học viện Nông nghiệp sang Tây Hà, điều này càng làm cho tập đoàn Elis tin vào việc xây dựng nhà máy ở Hoa Lâm. Do Hoác Vân Đạt phụ trách, ngoài 4 nhà máy chế biến vào đợt đầu, 2 nhà máy có quy mô lớn vào sau cuối cùng đã chấp nhận phương án cùng Hoa Lâm liên doanh thành lập nhà máy xử lý nước thải, quy mô sẽ xử lý nước thải 200.000 mét khối, quy mô đầu tư là 30 triệu.
trong đó 20 triệu do Hoa Lâm bỏ ra, 10 triệu do 6 nhà máy kia dựa theo quy mô mà lượng nước thải ra đóng góp. Một nhà máy xử lý nước thải lớn như vậy được thành lập mặc dù không dám nói không cần lo mở rộng, nhưng ít nhất trong vòng 5 năm sẽ không lo tới vấn đề này. Chẳng những có thể bảo vệ môi trường cho khu công nghiệp chế biến, đồng thời cũng giải quyết được nước gây ô nhiễm môi trường của ngành chế biến thực phẩm. Nói thật Triệu Quốc Đống đúng là không muốn rời khỏi Hoa Lâm, nhưng hắn biết nếu mình đoạt được chức thường vụ thị ủy thì gần như không thể ở lại Hoa Lâm. Tây Giang có trụ cột tốt, tỷ lệ GDP hơn xa các quận, huyện khác. Dù là Hoa Lâm muốn đuổi theo thì sợ 4-5 năm sau mới có thể so sánh. Hai năm nay Tây Giang gặp rất nhiều khó khăn, các công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh kém tạo thành gánh nặng lớn đối với Tây Giang. Một loạt các nhà máy, công ty nhà nước đến xin vay tiền, hỗ trợ khiến chính quyền Tây Giang rất đau đầu. Làm như thế nào tìm được biện pháp giải quyết chính là điều quận ủy, ủy ban quận cần giải quyết. Hơn nữa hai năm nay bí thư quận ủy Trương Thiệu Văn có quan hệ không tốt với lãnh đạo chủ yếu của thị ủy. Mà khu khai phát đã sang bên quận Đông Giang càng khiến Tây Giang gặp nhiều khó khăn, khiến Tây Giang khó được ưu ái. Các công ty tiến vào đều chọn khu khai phát. Tây Giang bây giờ nói mình chính là khu tăm tối dưới ánh đèn, xung quanh sáng bừng chỉ riêng Tây Giang nằm ngay trong mắt thị ủy, ủy ban thị xã là kém. Ngay cả tiền thưởng cuối năm ngoái của cán bộ cũng kém, điều này làm cán bộ phản ứng rất mạnh. Mấy điều này Triệu Quốc Đống đã được Quế Toàn Hữu cung cấp. Dù là ai đạt được trước kia thì Triệu Quốc Đống đoán người đó sẽ thay thế Trương Thiệu Văn. Phá rồi lập, mặc dù đây là cơ hội nhưng cũng là áp lực rất lớn. Nhất là Tây Giang ở ngay dưới mắt thị ủy, ủy ban thị xã, hơn nữa bên cạnh có hai nơi cạnh tranh mạnh. Một là khu khai phát được thị ủy ban thị xã coi trọng, một bên là quận Đông Giang vừa thành lập nên không có gì phải lo ngại. Trên lưng Tây Giang là tất cả cán bộ về hưu của thị ủy ban thị xã, gần như tất cả các công ty, nhà máy cũng đều trong phạm vi Tây Giang, muốn triển khai công việc cũng là rất khó khăn. Quyển 7, chương 87. Vương Phủ Mỹ ngồi nghe Triệu Quốc Đống giới thiệu. Mặc dù Triệu Quốc Đống đến Hoa Lâm 2 năm nhưng quan hệ hai người càng lúc càng thân thiết hơn nữa. Hai người thường xuyên gặp riêng nói chuyện và không có phần của Lâm Băng, điều này làm Lâm Băng có chút buồn bực. Mỗi lần hai người này gặp riêng, Lâm Băng đều oán giận, sau đó liền gọi mắng cho Triệu Quốc Đống một trận. Chẳng qua Lâm Băng thật ra rất ủng hộ chồng mình gặp Triệu Quốc Đống. Cô theo đảng Dân Chủ nên không quá ham mê chính trị, chẳng qua chồng cô lại khác. Vương Phủ Mỹ bây giờ đã là Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đây sẽ xuống dưới rèn luyện. Nếu vận động tốt thì không chừng có thể làm thị trưởng. Chẳng qua Vương Phủ Mỹ thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở. Duy nhất một lần xuống huyện của An Đô làm trợ lý chủ tịch huyện ra còn đâu không có kinh nghiệm công tác cơ sở. Vương Phủ Mỹ tiếp xúc nhiều với Triệu Quốc Đống cũng có thể học tập thêm công tác cơ sở. Tuy thị xã và huyện khác nhau nhưng chỉ là về quy mô mà thôi. Mà Triệu Quốc Đống lại làm tốt như vậy ở huyện cũng làm cho Vương Phủ Mỹ tò mò. Trên tỉnh đúng là có ý này, hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng bắt đầu bàn. Việc này đã áp dụng rất tốt ở Kiến Dương Miên Châu cùng Lam Sơn, cũng kích thích kinh tế các quận. Huyện khác phát triển, nhân rộng là sớm muộn. Chẳng qua tuy hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã bàn nhưng bao giờ xác thực thì không rõ. Có lẽ đợi ban tổ chức cán bộ đưa ra phương án cụ thể, sau đó do ba người xác định người do ban tổ chức cán bộ đưa ra. Vương Phủ Mỹ làm ở tỉnh nhiều năm nên khá hiểu trình tự bên tỉnh ủy. Dù sao thêm một thường vụ thị ủy là không quá quan trọng, người này coi như miễn cưỡng đại biểu quận, huyện của mình phát biểu trong thị xã mà thôi, không quá ai coi trọng vị trí này. Mỹ ca, chuyện này xem ra không thể xác thực nhanh phải không? Triệu Quốc Đống nghe Vương Phủ Mỹ nói như vậy thì cũng yên tâm đôi chút. Không phải như vậy, trong này phải xem ban tổ chức cán bộ làm như thế nào. Nếu làm nhanh thì chắc 1-2 tuần là có văn bản gửi xuống cho các thị xã căn cứ phương án đã xác định mà chọn người, báo cáo lên ban tổ chức cán bộ, sau đó khảo sát một phen. Cuối cùng có thể đưa ra hội nghị bí thư hoặc là hội nghị ba người, thậm chí hội nghị thường ủy quyết định. Nếu nhanh thì 1 tháng là xong, chậm thì 3 tháng nửa năm. Vương Phủ Mỹ lắc đầu nói, trong này có quan hệ lớn đối với hiệu suất của ban tổ chức cán bộ. Nói cách khác trưởng ban tổ chức cán bộ nắm giữ quyền lực rất lớn. Chẳng qua nếu bí thư tỉnh ủy và phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng, đàn cũng có quyền yêu cầu ban tổ chức cán bộ làm nhanh hoặc chậm, vậy anh phải suy nghĩ hoặc nói khó nghe người anh đề cử thì hai vị lãnh đạo tỉnh ủy kia có thể trực tiếp phủ quyết cũng là bình thường. Triệu Quốc Đống nghĩ cũng đúng. Phan Viên Chiêu nếu muốn giúp Kỳ Dư Hồng thì phải chọn thời cơ thích hợp để người được chọn vượt qua.
chẳng qua đến lúc nào mới thích hợp thì phải do anh thao tác. Triệu Quốc Đống cũng không rõ lần vừa rồi mình tiếp xúc với Dương Thiên Minh có tác dụng gì không. Nhưng dù chỉ một tia hy vọng thì hắn cũng phải tranh thủ. Mỹ ca, không nói chuyện này nữa, vẫn câu kia thôi, cố hết sức. Em cũng không miễn cưỡng, mà dù có cố hơn nữa cũng khó khăn. Triệu Quốc Đống cười nói. Thực ra Mỹ ca chẳng lẽ không có suy nghĩ sao? Ở cơ quan lâu như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của anh. Bây giờ từ trung ương tới tỉnh đều coi trọng cán bộ đã có kinh nghiệm công tác cơ sở, em cảm thấy Mỹ ca nên tìm cơ hội đi xuống, dù vị trí không tốt thì cũng được. Rèn luyện 2 năm cũng có lợi cho sự phát triển của anh mà. Ừ, anh cũng định như vậy, chẳng qua bây giờ sắp đại hội đảng lần 15, sau đó là đại hội đại biểu nhân dân thứ 9, tiếp theo đại hội đảng của tỉnh cũng diễn ra nên rất bận. Có lẽ phải sang năm mới xuống được. Vương Phủ Mỹ cũng có chút tự tin, y làm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh chưa lâu, nếu xuống dưới thì chỉ có thể làm phó bí thư mà thôi, nếu muốn làm thị trưởng thì khác. Nếu có thể đợi sang năm sau thì khác, thời cơ thích hợp thì ít nhất sẽ giúp y tiết kiệm 3-4 năm thời gian. Năm nay sợ là suốt ngày họp, một loạt chuyện lớn xuất hiện cùng nhau. Trùng Khánh lên làm thành phố trực thuộc Trung ương, Hong Kong về Trung Quốc, sau đó là đại hội đảng 15 kết thúc sẽ sinh ra bộ máy mới. Sang năm bộ máy quốc vụ viện cũng sẽ thay mới, dân chúng bên dưới chỉ có thể mở to mắt mà nhìn. Được rồi, chú đừng ở đó mà giả vờ, vừa nãy còn tỏ vẻ muốn thử một phen, bây giờ lại ra vẻ như vậy. Vương Phủ Mỹ cũng không nghĩ lần này Triệu Quốc Đống sẽ thành công. Theo y thấy nếu như bí thư thị ủy Ninh Lăng không đề cử Triệu Quốc Đống, như vậy không hy vọng. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì trên tỉnh ủy sẽ không bác đề cử của bên dưới. Em chỉ cảm thấy thế sự vô thường mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng không nói rõ tất cả tình hình cho Vương Phủ Mỹ nghe. Dù sao hắn chỉ gặp Dương Thiên Minh một lần, đối phương có ấn tượng với mình như thế nào thì Triệu Quốc Đống không rõ. Hơn nữa cũng không biết chút ấn tượng tốt đó có đủ để Dương Thiên Minh nói giúp hắn không. Mỹ ca, lần này có 3 ngày nghỉ, anh có định ra ngoài không? Triệu Quốc Đống cười nói. Hay là sáng mai chúng ta lái xe đi Kiềm Dương? Sang Kiềm Dương, chú muốn mệt chết người sao? Bí thư Liễu gọi chú sang à? Vương Phủ Mỹ biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Liễu Đạo Nguyên là khá mật thiết. Không mời thì em cũng sang. Em có một người bạn công tác ở văn phòng thị ủy Kiềm Dương. Triệu Quốc Đống cười nói. Cao tốc An Quế sắp thông xe tới đường Giang mà. Từ đường Giang xuống phía Nam có 2 đường, đi hơn 3 tiếng là tới Lô Hóa. Từ Lô Hóa đi về Nam 2 tiếng là vào Kiềm Nam, đi thêm 3 tiếng nữa là tới Kiềm Dương, tính ra chỉ có hơn chục tiếng là tới Kiềm Dương. 7 giờ sáng đi, tầm 5 giờ chiều là tới. Vậy hại người à, chơi được có một hôm, sáng hôm sau đã phải vội vàng về. Thôi, chờ đường cao tốc làm xong hết rồi nói. Vương Phủ Mỹ vội vàng lắc đầu nói. Cao tốc xong hết thì chờ đến năm nào. Bây giờ cao tốc An Quế đang đẩy nhanh tốc độ. Cao tốc Trùng An thì không biết Trùng Khánh lên cấp có thể làm nhanh được không. Nhưng chờ 2 con đường này thông xe thì phải sang năm nữa. Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Cao tốc An Kiềm, cao tốc An Tương, cao tốc Thiểm An chắc cũng đã được đưa ra bàn rồi phải không anh? Ừ, Chủ tịch Ninh rất coi trọng xây dựng giao thông, chủ trương thu hút các công ty tiến vào phương tiện giao thông, khiến cho ngành xây dựng cơ sở phát triển, khiến nền kinh tế phát triển. Theo anh biết tỉnh đã tiếp xúc với mấy công ty xây dựng có tiềm lực, đồng thời chuẩn bị tổng kết lại các bài học trong quá trình làm đường. Vương Phủ Mỹ công tác trên ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nên hiểu khá rõ về tác phong làm việc của Ninh Pháp. Ninh Pháp và Quý Thành Công có tính cách khác hẳn nhau. Mặc dù trong công việc thì Ninh Pháp cũng tôn trọng Quý Thành Công, nhưng công tác kinh tế bên Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Ninh Pháp lát độc đoán, suy nghĩ phát triển cũng không phù hợp với tác phong làm việc cẩn thận của Quý Thành Công, điều này làm hai người hay tranh chấp trong hội nghị thường ủy. Ở vấn đề kinh tế thì Ninh Pháp ít khi chịu nhường. Quyển 7, chương 88. Vương Phủ Mỹ thích chè xanh, nhất là chè Nga Mi Trúc Diệp Thanh, chỉ là thời buổi này cá tôm lẫn lộn. Nhiều Trúc Diệp Thanh hàng giả, người bình thường khó phân biệt được. Vì thế Vương Phủ Mỹ ra ngoài thường mang theo một túi lá trà và tự pha. Chè mà Vương Phủ Mỹ uống đều là nhờ người mang từ Nga Mi về, nếu không sẽ nhờ bạn bên Tứ Xuyên gửi cho mình. Triệu Quốc Đống lại là động vật ăn tạp, mặc dù hắn không thể không có trà nhưng trà gì uống cũng được. Cả chè xanh, chè sao đều uống tốt. Một nắm Trúc Diệp Thanh được cho vào nước, uống một lượt nước là bắt đầu nhạt đi. Chẳng qua uống chè là do tâm trạng mà thôi. Suy nghĩ này của Chủ tịch Ninh đúng là vượt qua hiện tại,
ba đường cao tốc cùng làm có nghĩa là gì? Mấy con đường này đã vài tỷ, đây là một vấn đề rất khó khăn. Cũng không biết Chủ tịch Ninh có thể có biện pháp gì không? Nếu như cao tốc An Tương có thể nhanh chóng động thổ bên Ninh Lăng em sẽ có thời cơ rất tốt. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, nếu An Tương khởi động thì đó là cơ hội rất lớn đối với Ninh Lăng. Chỉ là phương án làm cao tốc An Tương có vài bản khác nhau, mặc dù phương hướng chung thì không thay đổi nhưng chỉ điều chỉnh nhỏ cũng là rất quan trọng đối với huyện nào đó. Nếu nói điều kiện thì An Kiềm là đầy đủ nhất, hơn nữa đường từ Đường Giang đến Lô Hóa vốn là khu vực phát triển công nghiệp từ trước, nhất là nó đi xuyên qua bốn quận, huyện Lô Hóa, có thể nói là con đường sống còn đối với Lô Hóa, cũng có thể tăng địa vị của Đường Giang. Vương Phủ Mỹ cười nói, đương nhiên An Tương cũng có giá trị, nó đi xuyên qua Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng đến thẳng Tương Trung, nó có ý nghĩa lớn đối với khu vực Trung Tây. Vậy cao tốc Thiểm An không có hy vọng sao anh? Cũng không chắc, mấy nơi kia phát triển chậm nhưng nếu quy kết hết cho thị ủy và ủy ban là không công bằng. Hệ thống giao thông quá lạc hậu là nguyên nhân quan trọng ngăn cản sự phát triển của bọn họ, nếu cao tốc Thiểm An được xây dựng thì đó là tin quá tốt đối với Thông Thành và Nam Hoa. Hai thị xã có kinh tế chậm phát triển. Hơn nữa Chủ tịch Ninh Pháp và Bí thư Quý Thành Công cũng nhất trí trong việc giúp các huyện nghèo của tỉnh thoát nghèo. Đối với các tỉnh khu vực Trung Tây mà nói thì vấn đề giao thông luôn là điều khiến người ta khó giải quyết. Mà muốn giải quyết vấn đề giao thông thì ngoài việc mong quốc gia cho chính sách và đầu tư, còn đâu chủ yếu là phải do chính quyền địa phương quyết tâm và có tài chính khởi động. Vị trí địa lý của tỉnh An Nguyên khá phức tạp, phía Bắc và Đông đều là khu vực đồi núi. Phía Nam lại là đồng bằng, sông suối nhiều, chỉ có phía Trung và Tây là hoàn toàn đồng bằng, tổng thể mà nói địa lý chia cắt nhiều. Các nơi có truyền thống phát triển công nghiệp nặng của tỉnh An Nguyên chính là Kiến Dương, Nguyên Châu cùng với Lô Hóa, Vinh Sơn, mấy nơi khác hầu hết đều chỉ có sản xuất công nghiệp nhẹ. Mà mấy thị xã như Nam Hoa, Vĩnh Lương, Hoài Khánh, Ninh Lăng, Thiên Châu cùng Thông Thành thì gần như không có quy mô sản xuất công nghiệp, điều này làm tình hình tài chính tỉnh An Nguyên càng thêm khó khăn. Đương nhiên đây cũng là bệnh chung đối với các tỉnh khu vực Trung Tây. Bây giờ lãnh đạo tỉnh An Nguyên cũng ý thức được điểm này, chẳng những cố gắng thay đổi quan niệm của cán bộ toàn tỉnh, cũng bắt đầu dồn nhiều tâm trí vào việc xây dựng cơ sở trụ cột. Cao tốc An Quế, An Du năm đó sau mấy lần tranh cãi đã được khởi công. Mặc dù là như vậy nhưng so sánh với mấy tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam cùng với Thiểm Tây lân cận thì An Nguyên vẫn lạc hậu hơn. Cũng may hai con đường này thông khiến An Nguyên không quá bị chia cắt với các nơi. Hệ thống giao thông là rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của một địa phương. Có thêm đường cao tốc càng khác hơn nữa. Nếu cao tốc An Tương làm thì chỉ có hơn 2 tiếng là từ Ninh Lăng tới được An Đô. Không những khoảng cách thực tế rút ngắn, tâm lý con người cũng rút ngắn. Anh nghĩ xem, chỉ 2 tiếng là lên được tỉnh thành, anh sẽ thấy có tới Ninh Lăng cũng không vấn đề gì. Có việc thì chạy về 2 tiếng là được. Hay nhớ gia đình có thể về ngay được. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, chú nhớ gia đình cơ à? Vậy sao còn không mau tìm ai đó đi? Anh thấy có không ít cô bé quanh chú, sao không tìm được một người ư? Vương Phủ Mỹ cười hì hì mà nói. Không nhắc chuyện này, em bây giờ còn chưa nghĩ đến nó. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nhắc tới lại làm Triệu Quốc Đống phiền lòng. Chuyện của Cổ Tiểu Âu làm hắn rất áy náy. Mặc dù Cổ Tiểu Âu nghĩ thoáng nhưng Triệu Quốc Đống vẫn thấy có vấn đề. Chẳng qua Cổ Tiểu Âu lại nói thẳng cô cả đời không muốn lấy chồng, nếu tìm được ai thì làm tình nhân thoải mái hơn. Bây giờ thì cô chỉ thấy vừa mắt với mỗi Triệu Quốc Đống, cho nên cũng chỉ tạm thời dùng Triệu Quốc Đống làm tình nhân. Quốc Đống, không nghĩ tới không có nghĩa không nghĩ tới. Bây giờ tuổi của chú cũng nên suy nghĩ rồi, vị trí của chú giờ đã khác, không gian phát triển rộng hơn. Nếu vấn đề hôn nhân không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của chú. Điểm này chú phải hiểu. Vương Phủ Mỹ cũng biết Triệu Quốc Đống là kẻ phong lưu, các cô gái bên cạnh không ít. Nhưng người môn đăng hộ đối để giúp cho hắn phát triển về chính trị lại không có. Các cô nữ sinh viên cũng được, bạn từ bé cũng được nhưng đó là nếu Triệu Quốc Đống chỉ là người bình thường, hoặc quan chức bình thường mà thôi. Nhưng Triệu Quốc Đống mới 26, 27 tuổi đã làm bí thư huyện ủy. Một bí thư huyện ủy nếu có thể tìm một người vợ thích hợp thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Vương Phủ Mỹ biết chỉ sợ cả tỉnh An Nguyên này cũng không tìm được ai thích hợp. Sợ là chỉ có con gái của Quý Thành Công hay Phan Viên Chiêu là miễn cưỡng thích hợp với Triệu Quốc Đống. Mỹ ca, em biết việc này. Ôi, chỉ là chuyện này cũng còn phải do duyên phận nữa mà. Nếu tùy tiện lấy một người và sống cả đời với nhau sẽ rất khó chịu.
Triệu Quốc Đống thở dài nói. Không nói chuyện này, em tự có chừng mực. Anh nói trên tỉnh đang suy nghĩ ba đường cao tốc kia. Ừ, cuối tháng 3 Chủ tịch Ninh đã dẫn đoàn đại biểu sang Hà Nam khảo sát, vừa lúc tiến hành thông xe của cao tốc Hứa Cao. Hứa Cao khởi công vào tháng 12 mà đã xong rồi. Chỉ riêng Hà Nam đã có 4 con đường cao tốc được xây dựng xong và đang xây, hơn nữa còn vài đường cao tốc khác được trình lên, điều này làm Chủ tịch Ninh bị đả kích. Vương Phủ Mỹ gật đầu nói. Chủ tịch Ninh đã nói GDP và thu nhập bình quân đầu người của Hà Nam chỉ hơn An Nguyên một chút mà thôi. Tại sao công tác xây dựng giao thông của An Nguyên lại kém người ta quá xa như vậy? Chỉ vì điều kiện tự nhiên của An Nguyên phức tạp hơn sao? Lúc ấy giám đốc sở giao thông đi cùng phải tái mặt và đổ mồ hôi. Cuối cùng Chủ tịch Ninh kết luận một điểm không phải do địa lý, không phải do tài chính khó khăn, xét tới cùng là do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thiếu quyết tâm, các cơ quan chuyên môn không có tinh thần nghiên cứu. Lời này rất nặng, nghe nói sau đó trong một hội nghị bí thư Quý Thành Công đã nói công tác xây dựng giao thông mấy năm nay làm tốt, nói có lãnh đạo không thể vì cái lợi trước mắt, còn khen công tác của sở giao thông. Vương Phủ Mỹ nói như vậy, Triệu Quốc Đống liền hiểu ý cuối cùng. Hai vị bí thư và chủ tịch thường không mấy khi hòa hợp. Chủ tịch Ninh cảm thấy việc xây dựng đường cao tốc của Hà Nam làm quá nhanh, nên muốn làm như vậy ở An Nguyên phải không anh? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, Chủ tịch Ninh nói mục tiêu là xây dựng An Đô thành thành phố quốc tế, An Nguyên sẽ là tỉnh đứng đầu về kinh tế của khu vực Trung Tây, giao thông cũng phải đi đầu trong toàn khu vực. Xem ra năm nay sở giao thông sẽ bị Chủ tịch Ninh điều chỉnh. Anh thấy không chừng cả ba đường cao tốc kia sẽ nhanh chóng được tiến hành. Vương Phủ Mỹ cười nói. Quyển 7, chương 89. Hạng mục Lan Khê Ngự Uyển đã chính thức được bán nhưng vẫn duy trì sự thần bí, điều này lại làm cho hạng mục được nhiều người theo đuổi. Mai Giang Minh Châu giai đoạn 1, 2 nhằm vào người có tiền trong nước, như vậy Lan Khê Ngự Uyển chủ yếu nhằm vào người giàu trong tỉnh. Bán chạy như vậy làm Triệu Quốc Đống phải thừa nhận ít nhất trước mắt cơn lốc tài chính châu Á tạm thời còn chưa ảnh hưởng tới người trong nước ngoài nhân viên chuyên môn. Hạng mục Khê Bạn Giật Cảnh của tập đoàn đến tháng 7 cũng bắt đầu bán, coi như là chúc mừng Hong Kong về Trung Quốc. Hai hạng mục cách nhau 2 tháng và kéo dài cơn sóng của địa ốc Thiên Phu. Triệu Quốc Đống cầm chén rượu đi lại trong khách sạn, dù là Dương Thiên Bồi, Kiều Huy hay Hứa Minh Viễn lúc này đều rất bận. Lần này địa ốc Thiên Phu tổ chức tiệc mừng đã mời đại biểu trong các vị khách, các cơ quan liên quan trong chính quyền. Xong rồi à? Thấy Hứa Minh Viễn cuối cùng đã có thể đi ra, Triệu Quốc Đống giơ chén lên cười nói. Có đôi khi tôi thấy công tác của các anh có tính sáng tạo cao, ít nhất có thể tận mắt nhìn từng ngôi nhà mọc lên giống như một đám trẻ con được mình nuôi lớn. Sau đó đưa bọn chúng ra ngoài cống hiến. Ha ha, Quốc Đống, nếu anh mà có ý vào kinh doanh thì tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Dương sẽ vui mừng giơ hai tay chào đón rồi. Hứa Minh Viễn thở dài nói. Đến hôm nay tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bán chạy lắm hả? Triệu Quốc Đống cười nói. Hứa Minh Viễn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cũng không phải chuyện tốt mà anh làm sao, đều là anh dọa Tổng Giám Đốc Dương và Huy Ca. Để bọn họ lo lắng về tương lai của thị trường bất động sản. Nhất là Huy Ca vẫn nói thầm chúng ta nhận quá nhiều đất, vì thế cả năm tập đoàn đều nhìn chằm chằm vào hạng mục này đó. Hừ, đó là tôi có ý tốt, cũng có ý nhắc nhở các anh đừng quá đắc ý quên hết mọi chuyện. Nghĩ rằng xây dựng nhà xong là có thể bán, có thể được hoan nghênh. Cứ qua vài tháng nữa là các anh sẽ thấy lời tôi nói đúng như thế nào. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Được rồi Quốc Đống. Anh không nên nói đen đủi như vậy chứ. Coi như tôi sợ, may mà hạng mục này tiêu thụ không đến mức như anh nói, nếu không tôi đúng là phải tìm anh hỏi tội. Hứa Minh Viễn nhe răng cười nói. Ồ, xem ra bán cũng được đó. Cũng được, 2-3 ngày đã bán coi như hết, hơn nữa đều là một tay trao tiền một tay trao hàng. Hứa Minh Viễn nhỏ giọng nói. Còn lại hơn 12 căn có lẽ trong một tuần là bán hết. Nếu không bán được thì coi như làm nhà cho nhân viên độc thân của tập đoàn. Triệu Quốc Đống có chút giật mình. 190 căn đâu phải con số nhỏ, thời này khác với sự điên cuồng của người dân vào 10 năm sau, khi chế độ nhà tập thể vẫn chưa hủy bỏ, người ta bỏ tiền mua bất động sản, nhà cửa là rất hiếm. Mà hạng mục của địa ốc Thiên Phu lại nhằm vào người có tiền, nhưng dù sao lớp người này có hạn, có thể thoáng cái bán nhiều như vậy đúng là làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Nếu như thoáng cái bán được nhiều như vậy tức là hạng mục này đã thành công. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
xem ra Khê Bạn Giật Cảnh cũng tương đương như vậy, chẳng qua sang năm chỉ sợ không được như vậy. Khê Bạn Giật Cảnh phải bán thật nhanh, sang năm không phải thời cơ tốt để bán nhà đâu, nhưng lại là thời cơ tốt nhất để thu mua đất, cũng là thời cơ cá lớn nuốt cá bé. Nói như vậy tức là anh vẫn nhận định năm sau rất không được. Hứa Minh Viễn đã bắt đầu tiếp nhận quan điểm của hai người DDTV. Đối với y mà nói thì tình hình kinh tế năm nay đang có xu hướng tốt, không hề thấy có vẻ gì sau đây sẽ bất lợi. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn luôn khẳng định như vậy, hai người kia lại sùng bái ánh mắt của Triệu Quốc Đống cho nên y cảm thấy không dám khinh thường. Sao vậy, anh lo à? Triệu Quốc Đống cười nói. Có thể không lo sao? Ngành bất động sản vốn không dễ làm, nếu như kinh tế có vấn đề thì thị trường sẽ giảm sút. Chúng ta làm tốt hơn nữa thì có ai mua? Hứa Minh Viễn thở dài nói. Khủng hoảng kinh tế chưa chắc đã là việc xấu. Anh khó, người khác cũng khó. Tôi nói rồi, phải duy trì việc thu tiền, hạng mục ra lập tức bán, thu lại tiền ngay lập tức, cố gắng không cho nợ. Ngoài ra phải cố gắng duy trì tài chính, sang năm các công ty khác sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng có lẽ là cơ hội của Thiên Phu. Tôi nghe nói mấy hạng mục của tập đoàn Hoa Mậu bán không chạy, mà bọn họ cầm không ít đất của chính quyền thành phố. Ha ha, mấy mảnh đất đó của họ không có tiền, không chừng sang năm tập đoàn Hoa Mậu sẽ gặp phiền phức. Triệu Quốc Đống vẫn chú ý sự phát triển của thị trường bất động sản Ando. Hoa Mậu là một trong ba công ty lớn nhất trong lĩnh vực này của Ando. Mà địa ốc Thiên Phu chỉ có thể tính là lớp sau của ngành bất động sản Ando. Mặc dù hai năm nay liên tục bán ra mấy hạng mục nhưng chủ yếu tập trung vào người giàu. Hơn nữa Mai Giang Minh Châu có khách chủ yếu là từ các nơi trong nước tới, không có nhiều người địa phương. Mặc dù làm người ta chú ý nhưng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với mấy công ty như Hoa Mậu. Đến khi Lan Khê Ngự Uyển được bán ra mới chính thức đánh vào thị trường của bọn họ. Chẳng qua khủng hoảng kinh tế rất nhanh sẽ khiến các công ty bất động sản rơi vào thời kỳ đóng băng. Lấy đất mặc dù là ký kết với thành phố, nhưng dù sao vẫn là phải vay vốn ngân hàng, phải trả tiền lãi. Tương lai sắp tới không rõ ràng thì ai dám nhận. Dương Thiên Bồi cuối cùng đã có thể rảnh, y vội vàng đi tới trước mặt Triệu Quốc Đống, giơ chai nước thánh thủy, bên dưới có mấy chữ nhỏ, tinh hoa nước suối và nói. Quốc Đống biết khách sạn văn hóa này bán chai nước với giá bao nhiêu không? Bao nhiêu, 15 hay 18? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, 20 tệ, đúng là coi tiền là giấy. Một chai 20 tệ, giá còn đắt hơn rượu. Thế giới quá điên cuồng, mà kẻ tạo ra điên cuồng cũng là người. Dương Thiên Bồi thở dài nói. Anh lúc này mới hiểu vì sao chú lại ủng hộ đám Trường Xuyên xây dựng cao ốc ở Lục Gia, đó là do tiền kiếm được quá nhiều mà không có chỗ dùng nên phải dùng cách này mà tiêu hoang. Tiêu hoang. Từ này dùng rất chính xác, không biết Mai Giang Minh Châu được bán ra có phải do tính tiêu hoang của người không nữa. Bán ở Bắc Kinh Thượng Hải còn ra vẻ thần bí gì mà xem nhà, tài trợ vé máy bay. Xem rồi không mua cũng không sao, còn mua phòng trúng thưởng du lịch Hong Kong. Ha ha, Triệu Quốc Đống cười nói. Em nghĩ cách tiêu hoang này cũng không kém chai nước 20 tệ đâu. Chú đúng là giỏi hại người, chẳng qua cách làm kia không quan hệ gì với anh. Đó là do Kiều Huy và Hứa Minh Viễn làm, anh chỉ cần biết kết quả. Dương Thiên Bồi xua tay nói. Không cần biết mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần mèo biết bắt chuột là được mà. Anh cũng thế, mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần bán được là được. Vậy đám Trường Xuyên cũng thế mà. Không cần biết dùng cách gì bán một chai nước suối chỉ có giá 1, 2 tệ mà bán được với giá 10, 20 tệ, chỉ cần được hoan nghênh là được mà. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Ha ha. Ai cũng nói không thể lấy thành bại luận anh hùng, nhưng thị trường lại có thể. Dương Thiên Bồi cười nói. Quốc Đống, chú gọi điện cho anh là có việc gì thế? Ừ, cao ốc Thương Lãng thế nào rồi anh? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Rất thuận lợi, bây giờ là lúc làm móng cho nên thời gian này anh không dám rời đi. Làm xong móng và một phần tầng thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bồi ca, tỉnh dự định làm mấy đường cao tốc, An Tương, Thiểm Cao, An Kiềm. Chuyện này không thể bỏ qua. Triệu Quốc Đống lần này tới chính là thông báo với Dương Thiên Bồi. Bây giờ ngành xây dựng và bất động sản khác 10 năm sau. Ồ, mắt Dương Thiên Bồi sáng lên mà nói. Ba đường cao tốc cùng khởi công. Nhiều tiền như vậy, tỉnh thừa nhận được không? Không theo kịp thì có Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng sau chịu mà, có thể trốn sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu không có tiền thì chỉ bằng việc Ủy ban Nhân dân tỉnh nợ tiền anh vay tiền từ hệ thống ngân hàng cũng có đủ lý do.
Quyển 7, chương 90. Điểm này cũng đúng, chẳng qua muốn nhận chính trị trên tỉnh thì sợ hơi khó với Thiên Phu. Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói. Công ty xây dựng Thiên Phu chúng ta có quan hệ với thành phố nhưng trên tỉnh lại không có qua lại gì. Anh, Chủ tịch Ninh bây giờ khi làm bí thư thị ủy An Đô không phải đã tới khảo sát công ty xây dựng Thiên Phu sao? Hơn nữa anh tiếp quản công ty xây dựng số 5, 9 của An Đô, An Đô gánh hai bao quần áo lớn như vậy, Chủ tịch Ninh có thể không hiểu sao? Chủ tịch Ninh từ Duyên Hải tới nên đánh giá công ty tư nhân khác những người kia. Em thấy anh có thể lấy thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Phu đi gặp Chủ tịch Ninh, lấy danh nghĩa công ty tư nhân thuộc tỉnh An Nguyên mà xin tham gia đấu thầu việc xây dựng đường cao tốc trong tỉnh. Triệu Quốc Đống cười nói. Chú thấy có tác dụng sao? Dương Thiên Bồi có chút khó hiểu mà nói. Bồi ca, đi một chuyến cũng không mất sợi tóc nào mà, làm lãnh đạo có thêm ấn tượng với mình cũng tốt. Hơn nữa công ty tư nhân có quy mô như Tập đoàn Thiên Phu cũng là khá nổi tiếng trong tỉnh, hàng năm nộp thuế cho quốc gia không ít mà, còn thay chính quyền giải quyết không ít công nhân mất việc. Hơn nữa lúc nhận hai công ty xây dựng kia thì đều là lúc Chủ tịch Ninh làm bí thư thị ủy An Đô, em nghĩ Chủ tịch Ninh sẽ có chút ấn tượng. Chỉ cần quang minh chính đại đi gặp, y dựa vào cái gì mà không ủng hộ. Dù không ủng hộ rõ ràng nhưng chỉ cần nói vài câu là được mà. Chuyện này thường do anh không tranh thủ nên không được. Anh tranh thủ thì mới có người chú ý chứ. Triệu Quốc Đống không đồng ý quan điểm của Dương Thiên Bồi. Các công ty tư nhân có quan điểm cực đoan là không quan hệ với chính quyền, toàn bộ dựa vào năng lực của mình mà phát triển, cảm thấy đám quan chức chính quyền đều là kẻ chỉ trỏ, quát dân. Hoặc là tìm cách lôi kéo cán bộ xuống nước, làm tha hóa cán bộ, giao dịch quyền tiền với cán bộ chính quyền. Trên thực tế nếu công ty đằng trước sẽ đánh mất cơ hội, kẻ đằng sau tuy phát triển trong lúc nhất thời nhưng khi có chuyện thì một loạt kẻ vào tù. Quan điểm của Dương Thiên Bồi nghiêng về phía trước, nhưng làm xây dựng, bất động sản không thể không có quan hệ với chính quyền. Cho nên Dương Thiên Bồi cũng cố gắng không để chính quyền gây phiền phức cho mình, mà chuyện bên chính quyền bố trí cũng cố gắng nhận. Quốc Đống, quan điểm của chú có lý, xem ra suy nghĩ của anh trước đây hơi cực đoan. Thời buổi này trong phạm vi của pháp luật thì phải biết cách lợi dụng chính sách. Tập đoàn Thiên Phu chúng ta coi như đã cống hiến không ít cho xã hội, dù là làm đường cao tốc thì cũng là cống hiến cho tỉnh mà. Anh dự định tiếp xúc với lãnh đạo phụ trách mảng xây dựng, giao thông của thành phố, nhờ thành phố nói giúp hộ. Dương Thiên Bồi gật đầu nói. Đúng, thị trưởng Diêu có quan hệ khá tốt với Chủ tịch Ninh. Mặc dù Chủ tịch Ninh đã lên tỉnh nhưng em thấy bọn họ vẫn còn qua lại. Anh có thể tìm thị trưởng Diêu, mời y giúp chuyển lời, sau đó trực tiếp tìm Chủ tịch Ninh. Triệu Quốc Đống nói, em đoán sau khi kinh tế có biến thì quốc gia sẽ đưa ra một loạt chính sách kích thích nền kinh tế, xây dựng cơ sở chính là điểm quan trọng trong đó. Với phong cách của Chủ tịch Ninh thì ba con đường cao tốc này chỉ sợ sẽ đi đầu tiên, đến lúc đó tài chính dành cho ba con đường chắc sẽ được quốc gia ủng hộ. Em đoán đầu tư cho con đường này cũng là trên 2, 3 tỷ. Công ty xây dựng Thiên Phu có thể lấy một vài đoạn thì không phải sẽ hoàn thành mục tiêu 1 tỷ sao? Ba con đường này đi qua hơn 700 km của tỉnh, khoản tiền lớn như vậy thì tỉnh sao có thể tự chịu một mình? Dương Thiên Bồi suy nghĩ rồi nói. Nếu như đúng như chú nói là Trung ương sẽ đưa ra chính sách, như vậy sẽ ủng hộ công ty tư nhân vay vốn, đến lúc đó An Nguyên cũng được nhờ phải không? Đó là tất nhiên, bây giờ mặc dù còn chưa dỗ nhưng em đoán Chủ tịch Ninh sẽ không đợi khi chính sách xuất hiện mới làm. Em đoán y có lẽ sẽ tiến hành làm vài đoạn đường quan trọng trong tỉnh. Khi có chính sách của Trung ương thì y sẽ tiến hành trên quy mô lớn. Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Bồi ca, tỉnh có kinh nghiệm làm đường cao tốc ở tỉnh ngoài, về cống hiến cho tỉnh cũng là hợp lý, chúng ta phải làm công tác từ trước. Chú yên tâm, bây giờ anh chỉ lo không có việc chứ không lo không có người. Hai năm qua thâu tóm công ty xây dựng số 5, 9 khiến số nhân viên quản lý, công nhân tăng mạnh. Anh sau khi nhận đã ra chế độ nghiêm ngặt, không cần biết trước đây anh như thế nào. Chỉ cần bây giờ anh có thể làm gì, có thể làm việc được hay không. Nếu làm tốt thì anh có vị trí, không muốn làm thì xin lỗi, vậy anh chỉ có thể làm một cổ đông nhỏ nhoi của tập đoàn Thiên Phu, chờ cuối năm nhận tiền. Ra ngoài làm việc thì đúng là mệt nhưng tiền lương công tác trả sẽ không thiếu. Đến Thượng Hải xây dựng cao ốc thì ai cũng biết sẽ mệt nhưng ai cũng muốn đi vì có thể có tiền. Đi làm là vì kiếm tiền, ngày làm mệt nhưng chiều lại có thể ngồi đọc báo, uống cà phê. Một tháng kiếm được nhiều tiền hơn là kể chỉ kiếm được 100, 200 mà nhàn. Triệu Quốc Đống đã lâu không tâm sự với Dương Thiên Bồi, thời gian này hắn rất bận công việc của huyện.
Kiều Huy cuối cùng cũng trốn được khỏi đám người. Mặc dù không có chức danh gì trong thiên phu, nhưng dù là xây dựng thiên phu hay địa ốc thiên phu thì Kiều Huy đều đóng góp nhiều. Y đàm phán hạng mục trong xây dựng, lấy đất và giải tỏa bên địa ốc thiên phu. Chính Kiều Huy đã nói nửa đời còn lại sẽ bị tập đoàn thiên phu hành hạ. Việc kinh doanh trạm xăng của Y đã vứt sang cho Đại Phong làm hết. Ba người nhanh chóng chuyển sang đề tài xu thế kinh tế năm sau sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tập đoàn thiên phu. Triệu Quốc Đống khẳng định với hai người rằng kinh tế sẽ khủng hoảng, quốc gia sẽ đưa chính sách đối phó, kích thích tiêu dùng trong nước. Như vậy sẽ tăng đầu tư vào xây dựng cơ bản, nó sẽ có lợi cho xây dựng thiên phu. Mà chính sách cho ngành bất động sản cũng nhanh chóng đưa ra. 1-2 năm tới sẽ là thời kỳ đóng băng của ngành này, cũng là một thời kỳ tẩy rửa, kẻ có thể sống sót sẽ là người có lợi, sẽ thành khổng lồ trong ngành. Triệu Quốc Đống xác định phương hướng cho thiên phu chính là xây dựng sẽ tiến hành trên quy mô lớn, cố gắng mở rộng nghiệp vụ, tăng quy mô công ty, nhất là hạng mục đường cao tốc và hạng mục bên chính quyền phải tiến vào càng nhiều càng tốt. Bên bất động sản thì tạm thời ngừng, không làm hạng mục lớn, cố gắng tích trữ đát chờ thời. Trong đó cũng không tránh khỏi nói chuyện tới quỹ đạo phát triển của tập đoàn Thương Lãng. Kiều Huy bây giờ đã biết quan hệ của Triệu Quốc Đống và tập đoàn này. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không định giấu Kiều Huy. Triệu Phu Vọng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Phu, Kiều Huy không thể không nhận ra. Khi Kiều Huy quen Triệu Quốc Đống thì hắn mới là một cảnh sát nhỏ của đồn công an Giang Miếu, chỉ sau mấy năm mà tập đoàn Thương Lãng đã đứng hàng đầu ngành sản xuất nước suối của Trung Quốc, mấy công ty lớn khác ở Duyên Hải đều bị tập đoàn Thương Lãng dẫm nát dưới chân. Mà tập đoàn Thương Lãng lại do Triệu Quốc Đống chỉ điểm hai thằng em gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Mà y đầu tư vào tập đoàn Thiên Phu thì lúc đó đã là công ty tư nhân nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng tỉnh An Nguyên, hơn nữa còn mạnh mẽ tiến quân vào thị trường bất động sản, nhân viên tập đoàn mấy ngàn người, tài sản gần đạt 1 tỷ. Vậy mà cổ đông lớn nhất chưa bao giờ ra mặt. Vì thế tất cả đều do một tay thanh niên trẻ tuổi này tạo ra, mà còn chưa tính bản thân hắn còn là một bí thư huyện ủy. Như Dương Thiên Bồi nói nếu Triệu Quốc Đống bỏ qua chính trị thì tập đoàn Thương Lãng và tập đoàn Thiên Phu còn phát triển lớn hơn nữa, có thể đứng đầu Trung Quốc. Quyển 7, chương 91. Về Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống liền vứt chuyện An Đô ra sau đầu. Triệu Quốc Đống phát hiện cuộc sống của mình có thể chia làm đôi. Hoa Lâm là một, mà Thiên Phu, Thương Lãng là một bên. Nhìn hai bên như đan xen nhau, nhưng nếu cẩn thận phân tích thì liên quan không nhiều. Nhiều lắm hắn chỉ là đứng giữa đưa ý kiến với bên kinh doanh mà thôi. Triệu Quốc Đống không biết theo sự phát triển của mình thì bên kinh doanh có thể ảnh hưởng gì tới bên chính trị của hắn hay không. Có lẽ hắn mặc dù muốn tránh hiện tượng kia xảy ra nhưng không chắc đã được theo ý mình. Triệu Quốc Đống cũng cố gắng tránh việc này xuất hiện. So với việc tập đoàn Thương Lãng chuyển trụ sở lên Thượng Hải, so với việc công ty của Phòng Tử Toàn chuyển công việc chính sang bên Nội Mông, như vậy Triệu Quốc Đống liền hy vọng tập đoàn Thiên Phu có thể tiến quân sang Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải. Chỉ có hai nơi này mới là nơi đặt chân của người thành công. Mà trong mắt Triệu Quốc Đống thì tập đoàn Thương Lãng và tập đoàn Thiên Phu phải xác định mục tiêu đứng đầu trong ngành của mình. Chẳng qua đây không phải điều cần nhất với hắn lúc này. Gấp nhất chính là làm như thế nào để đoạt được chức thường vụ thị ủy kia vào tay. Mà nếu muốn đạt được mục tiêu này thì ngoài cố gắng lúc trước, hắn cũng phải duy trì công việc. Tháng 5, khu du lịch tiến vào thời kỳ kinh doanh cực nhanh. Mặc dù chỉ là kỳ nghỉ 3 ngày nhưng nó vẫn kích thích các du khách tới Hoa Lâm. 3 ngày tiếp đón du khách trên 10.000, chỉ riêng ngày 1 tháng 5 đã đột phá trên 5.000 người, vượt qua năng lực tiếp đón của các nhà nghỉ, nhà hàng. May mắn là chính quyền Hoa Lâm được Triệu Quốc Đống nhắc nên đã chuẩn bị từ trước. Chính quyền huyện khẩn cấp điều động các hộ nông thôn xung quanh tổ chức cho khách nghỉ ngơi, hơn nữa còn tạm thời triệu tập xe công cộng đưa khách lên huyện thành. Lão Tần, xem ra sản nghiệp du lịch của Hoa Lâm chúng ta bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển rồi. Triệu Quốc Đống một bên xem số liệu, một bên kích động nói. 3 ngày trên 10.000 người, ha ha, đây là thượng đế. Chỉ riêng tiền thu phí đã trên 100.000, còn chưa tính các cái khác. Bí thư Triệu, đây là tất nhiên. Bây giờ khu du lịch Kỳ Lân Quan núi Hốt Luân đều thu phí, một vé 10 tệ, người địa phương vào đó được mấy lần. Theo tôi thấy trong mắt người địa phương thì anh muốn bọn họ bỏ 10 tệ ra mua vé thì sợ không mấy người muốn. Nhưng du khách lại khác hẳn. Tân Tồn Hoán cười nói, y là phó chủ tịch phụ trách mảng du lịch nên cũng thấy tự hào khi nó phát triển mạnh như vậy, hơn nữa nó vượt quá đánh giá của mọi người. Lúc đầu dự tính 3 ngày nghỉ chỉ có khoảng 3.000 người là đủ hài lòng rồi.
Hơn nữa công ty tuyên truyền ra ngoài là chính, những người này tới còn ăn, ngủ nghỉ ở Hoa Lâm, hơn nữa các sản phẩm kỷ niệm cũng bán chạy. Thống kê sơ bộ thì chỉ trong 3 ngày mà lượng tiêu thụ đồ kỷ niệm và ăn uống đã trên 8 triệu, nhất là rượu càng được người ta mua nhiều, hầu như ai cũng mang 1-2 vỏ về, có người mua 10 vỏ. Trải qua kỳ nghỉ 1/5 này, tôi đoán năm nay khu du lịch sẽ vẫn hút khách, mùa hè là mùa vàng của du lịch, năm nay có thể chính là năm trở mình của công ty khai thác khu du lịch. Triệu Quốc Đống một bên tính toán 3 ngày này mang tới bao tiền cho Hoa Lâm, một bên lợi dụng làm như thế nào thúc đẩy ngành du lịch của toàn huyện phát triển theo. Bí thư Triệu, Phó Chủ tịch Hà phụ trách mảng du lịch bên Tây Hà gọi điện tới nói với tôi và hỏi về tình hình của khu du lịch trong kỳ lễ, tôi nói qua làm y hâm mộ muốn chết, nói muốn sang Hoa Lâm học tập, xem Hoa Lâm phát triển du lịch như thế nào. Tân Tồn Hoán nhìn Triệu Quốc Đống, y cũng nghe đồn là bí thư quận ủy Tây Hà bây giờ sẽ đến Đại hội đại biểu nhân dân làm phó chủ nhiệm, chức bí thư quận ủy Tây Hà làm người ta thèm muốn do nghe tin tỉnh ủy quyết định cho các quận, huyện phát triển vào thường vụ thị ủy. Mà Tây Hà mặc dù mấy năm nay phát triển chậm chút nhưng vẫn có tổng số GDP đứng đầu Ninh Lăng. Ai có thể ngồi vào chức bí thư Tây Hà thì kẻ đó sẽ làm thường vụ thị ủy. Bây giờ có Hoàng Côn, bí thư đảng ủy khu khai phát, Sử Chí Hòa, bí thư huyện ủy Tào Tập, đương nhiên còn có bí thư huyện ủy Khuê Dương, Tiêu Phượng Minh cùng Triệu Quốc Đống. Chẳng qua hai vị sau không có cơ hội mấy vì Sử Chí Hòa là thân tín tuyệt đối tin cậy của Kỳ Dư Hồng. Tây Hà có không ít thắng cảnh du lịch mà còn cần sang Hoa Lâm học sao? Sợ là đến lửa bữa ăn thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Chúng ta phải sang đó học cách kinh doanh văn hóa thành thị của bọn họ mới đúng. Công tác này Tây Hà làm rất tốt. Thấy Triệu Quốc Đống nói tránh sang việc khác, Tân Tồn Hoán không hỏi thêm. Vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi 2 năm trước, bây giờ đã thành bí thư huyện ủy lão luyện, nói chuyện cũng trầm ổn, tự nhiên. Bí thư Triệu, chẳng qua cục trưởng Lưu, cục du lịch thị xã đã gọi tới hỏi và rất quan tâm sự phát triển ngành du lịch này của Hoa Lâm, hy vọng Hoa Lâm có thể có đột phá trong ngành, tranh thủ tạo thương hiệu cho du lịch Ninh Lăng. Tân Tồn Hoán do dự một chút rồi nói. Sau khi tôi báo cáo tình hình, cục trưởng Lưu có ý muốn cho Hoa Lâm thành một trong các điểm tổ chức hội nghị của Sở Du lịch tỉnh, yêu cầu một số chuyên gia trong ngành tới nghiên cứu một chút, tất cả phó thị trưởng phụ trách du lịch và các cục trưởng cục du lịch trong toàn tỉnh sẽ tới tham gia, chủ yếu nghiên cứu xem làm như thế nào phát triển ngành du lịch. Cục trưởng Lưu đây là muốn hội nghị này tổ chức ở Hoa Lâm. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên mà nói. Đây là việc tốt, sao anh không nói sớm? Hoa Lâm phải tranh thủ mới được. Bí thư Triệu, tôi nghe ý của cục trưởng Lưu nói thì hội nghị này phải tốn vài trăm ngàn. Tân Tồn Hoán chép miệng nói, đám người cục du lịch đúng là miệng rộng, hội nghị 2-3 ngày sẽ ăn uống, nghỉ ở khu du lịch, mời cả đám chuyên gia tới thì phải có phong bì, hơn nữa còn là hội nghị trong toàn tỉnh thì cũng phải 4-50 người, nếu thêm lái xe và thư ký thì phải hàng trăm. Nếu tổ chức hội nghị toàn tỉnh ở đây thì ăn uống không nói, còn phải có đồ kỷ niệm nữa chứ, 2-300 ngàn chưa chắc đã đủ. Tân Tồn Hoán đã nhắc khéo chuyện này với Đường Diệu Văn, Đường Diệu Văn cũng không có hứng thú với việc này. Vài trăm ngàn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tốn mặc dù không ít nhưng tôi thấy đáng. Ý tôi là có thể khiến cho các công ty du lịch của tỉnh, thậm chí toàn quốc biết đến Hoa Lâm, như vậy coi như quảng cáo cho Hoa Lâm mà. Cái này. Tân Tồn Hoán hít sâu một hơi rồi nói. Bí thư Triệu, nếu làm thì quy mô rất lớn, các công ty du lịch thì cũng phải là vài trăm. Chưa tính tới bên ngoài. Nếu mời thì con số có lẽ trên 300 người. Ngoài ra còn phải nghĩ tới nếu hội nghị có quy mô lớn như vậy thì còn có một loạt phóng viên tới, vậy kinh phí tầm 5-600 ngàn cũng không đủ. Từng đó cũng được, nếu có thể mời tất cả giám đốc các công ty du lịch tới, có thể mời giám đốc mấy công ty du lịch quanh tỉnh tới thì từng đó là đáng. Anh nghĩ xem, bọn họ tới thì sẽ có ấn tượng. Bình thường anh không có việc gì có thể tiến hành trao đổi với người trong ngành. Đây chính là hội nghị quảng cáo cho Hoa Lâm. Hơn nữa quy mô lớn thì phóng viên sẽ tới rất nhiều, đây là tạo danh tiếng cho Hoa Lâm. Bí thư Triệu, làm như vậy thì sợ hơi biến tướng, tôi lo cục trưởng Lưu không đồng ý. Tân Tồn Hoánh cũng hiểu được Triệu Quốc Đống muốn làm gì. Chuyện do người mà, lão Tần, đây là cơ hội, Hoa Lâm chúng ta lúc nào có thể có hội nghị cấp tỉnh như vậy, theo tôi nhớ thì không có. Cơ hội này có bỏ tiền ra cũng không mua được. Cho nên đừng nói cục trưởng Lưu có ý muốn kéo hội nghị tới Hoa Lâm, dù không thì chúng ta cũng phải tranh thở hắt ra. Triệu Quốc Đống đứng lên đi quanh bàn mà nói. Việc này không nên chậm trễ. Tôi thấy phải làm nhanh, làm đẹp, thành lập tổ chuẩn bị,
anh làm phó tổ trưởng phụ trách, cửa nào không thông thì nói với tôi. Tân Tồn Hoán có chút khẩn trương, nếu dựa theo ý của Triệu Quốc Đống thì sức ảnh hưởng của hội nghị này là rất lớn. Y cũng biết bản lĩnh của Triệu Quốc Đống, chỉ cần hắn đã xác định thì có thể làm. Bí thư Triệu, chủ yếu khó là bên sở du lịch. Quy mô mở rộng như vậy, nội dung cũng cần tăng thêm nên cần sở du lịch đồng ý và ủng hộ. Ngoài ra là vấn đề kinh phí. Việc này tôi lo, tôi sẽ nói chuyện với Lão Đường, đầu tiên bỏ ra 200 ngàn làm kinh phí chuẩn bị. Anh liên lạc với công ty khai thác khu du lịch, mời bọn họ ủng hộ. Quyển 7, chương 92. Phú Quyên và Liêu Bồi Hoa ra khỏi văn phòng Kỳ Dư Hồng mà có chút tức giận. Không ai ngờ việc tốt như vậy lại thành thế. Mạch Gia Huy không cho ý kiến. Kỳ Dư Hồng hỏi có thể đổi sang tổ chức trên thị xã không? Tổ chức ở Tây Giang, điều này làm Phú Quyên và Liêu Bồi Hoa có chút khó hiểu. Cuối cùng Phú Quyên tỏ vẻ sở du lịch tỉnh hy vọng tổ chức ở khu du lịch phát triển, qua đó dễ trao đổi ở ngay hiện trường. Tây Giang mặc dù có vài thắng cảnh du lịch nhưng ở đó không bằng như bên Hoa Lâm. Như Liêu Bồi Hoa nghĩ thì hai năm qua Tây Giang không chú trọng ngành du lịch, thậm chí không có quy hoạch phát triển ngành này. Tổ chức ở Tây Giang chính là làm mất mặt Ninh Lăng. Kỳ Dư Hồng cuối cùng không trả lời rõ ràng mà nói sẽ nghiên cứu một chút. Thị trưởng, bí thư Kỳ có ý gì vậy? Chuyện này các nơi tranh còn không được, không phải hai năm qua khu du lịch Kỳ Lân Quan núi Hốt Luân Hoa Lâm làm quá tốt, đồng thời quảng cáo cũng nhiều thì tỉnh sao có thể chú ý. Chúng tôi và huyện khó khăn lắm mới thảo luận khiến Hoa Lâm chịu hết chi phí, thị xã chỉ ngồi mà hưởng thành quả, chỗ tốt như vậy đi đâu mà tìm. Hơn nữa bí thư Triệu, chủ tịch Đường và chủ tịch Tân đều rất nhiệt tình, có thể nói mọi người đều vui mừng. Bí thư Kỳ còn do dự gì? Phú Quyên cũng có chút không rõ, đây là chuyện tốt mà thị trưởng Mạch Gia Huy không nóng không lạnh, mặc dù tỏ vẻ ủng hộ nhưng lại đề nghị y tốt nhất sang báo cáo với bí thư Kỳ. Bí thư Kỳ càng khó hiểu, không ngờ hỏi có thể điều chỉnh hay không, còn muốn tổ chức ở Tây Giang. Đây không phải bôi đen công tác du lịch của Ninh Lăng sao? Có phải là bí thư Kỳ lo chi phí quá lớn không? Phú Quyên khó hiểu hỏi. Hay là lo tổ chức ở Hoa Lâm thì điều kiện nơi đây không đủ, ảnh hưởng hình ảnh Ninh Lăng? Ôi, thị trưởng Phù, chúng ta báo cáo rõ ràng còn gì. Kinh phí do Hoa Lâm phụ trách, bí thư Triệu mặc dù còn trẻ nhưng lại không phải kẻ lo đầu lo đuôi. Tôi nói chuyện với anh ta về vấn đề kinh phí, nhất là mời chuyên gia tham gia thì có thể tốn không nhỏ, bí thư Triệu không hỏi nhiều, chỉ nói theo nhu cầu, dựa theo yêu cầu cấp trên mà làm. Hoa Lâm dù đập nồi cũng phải lấy danh tiếng cơ mà. Liêu Bồi Hoa lạnh nhạt nói. Về phần hình tượng thì tôi dám nói khu du lịch Hoa Lâm đứng hàng đầu của tỉnh, vậy còn có thể ảnh hưởng hình tượng Ninh Lăng sao? Tổ chức ở Tây Giang mới là mất hình tượng. Phú Quyên cũng thấy Kỳ Dư Hồng không phải không hy vọng tổ chức hội nghị này tại Ninh Lăng, mà là không muốn tổ chức ở Hoa Lâm. Nhưng Trương Thiệu Văn và Kỳ Dư Hồng mâu thuẫn thì ai cũng biết, hơn nữa Kỳ Dư Hồng còn thuận miệng hỏi có thể tổ chức ở Tào Tập không? Chỉ tiếng Tào Tập không có khu du lịch nào cả. Như vậy chỉ có một điều Kỳ Dư Hồng không muốn tổ chức ở Hoa Lâm, chỉ là các quận, huyện khác không đâu thích hợp cả. Nếu như quyết định huyện khác thì sở du lịch sẽ không chấp nhận. Phú Quyên mơ hồ cân nhắc ra một chút, xem ra Triệu Quốc Đống này đã làm Kỳ Dư Hồng khó chịu, nếu không theo lý việc này là cơ hội tăng hình tượng của Ninh Lăng, Kỳ Dư Hồng bình thường sẽ không phản đối. Nhưng theo Phú Quyên biết thì quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Kỳ Dư Hồng tốt mà. Nếu không Triệu Quốc Đống sao có thể trong 3 năm từ cán bộ kiêm nhiệm trèo lên làm bí thư huyện ủy. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống mới làm bí thư huyện ủy hơn tháng, dù là bên trên có chỗ dựa cũng không thể bay như tên lửa chứ. Chẳng lẽ nói trong một tháng vừa rồi hai người đó đánh nhau. Chẳng qua Kỳ Dư Hồng cũng không nói không thể mà bảo sẽ suy nghĩ một chút, mặc dù không biết còn cần nghiên cứu gì nhưng vẫn còn hy vọng. Khi Liêu Bồi Hoa nói chuyện này với Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống hiểu Kỳ Dư Hồng đã nhận ra động tác của mình. Chẳng qua đây là vì công việc, Kỳ Dư Hồng dù biết cũng không thể làm gì hắn. Triệu Quốc Đống không tin Kỳ Dư Hồng có thể từ chối hội nghị quan trọng có thể tăng thêm mặt mũi cho đối phương. Nếu Kỳ Dư Hồng làm như vậy thì Triệu Quốc Đống không thèm coi Kỳ Dư Hồng vào đâu. Được Liêu Bồi Hoa thông báo, Triệu Quốc Đống liền suy nghĩ xem làm như thế nào phá vỡ vấn đề này. Kỳ Dư Hồng đây là nghĩ Hoa Lâm muốn lợi dụng hội nghị mà tạo thế. Nhất là khi việc tăng thêm thường vụ thị ủy sắp diễn ra, rất khó nói có thể vì việc này mà có biến hay không. Chỉ tiếng Tào Tập không có khu du lịch nào, nếu không Kỳ Dư Hồng sẽ toàn lực dồn vào đó. Nhật báo An Nguyên đặt trước mặt làm Kỳ Dư Hồng rất buồn bực.
Thứ nhất không tính tin tức không quá bắt mắt về ngành du lịch Hoa Lâm nghênh đón thời kỳ phát triển, 1/5 đã phá vỡ lịch sử. Tin tức này vừa đập vào mắt đã khiến Kỳ Dư Hồng biết mình không có lựa chọn nào. Quả nhiên y chưa có quyết định thì Phó Chủ tịch tỉnh Điền Đào đã gọi tới. Mặc dù Điền Đào nói khá khách khí nhưng Kỳ Dư Hồng có thể cảm nhận ra đối phương có chút buồn bực vì việc Ninh Lăng chậm trễ trong hội nghị du lịch của tỉnh. Theo Phó Chủ tịch tỉnh Điền Đào cảm thấy thì cơ hội này bất cứ thành phố, thị xã nào cũng tranh đoạt với nhau, thậm chí dù bỏ ra vài trăm ngàn cũng có tác dụng tuyên truyền cho thị xã đó lớn hơn vốn bỏ ra, có sức ảnh hưởng thúc đẩy ngành du lịch của nơi đó. Sao Ninh Lăng còn chậm trễ không quyết định? Điền Đào đã hỏi Sở Du lịch và Phù Quyên của Ninh Lăng. Phù Quyên cũng nói không rõ, nói thị xã đang nghiên cứu. Điều này làm Điền Đào rất khó chịu. Nếu như không phải lo một số nguyên nhân khác thì hội nghị này nên bố trí ở Ando, không tới lượt Ninh Lăng. Điền Đào thậm chí còn muốn đập điện thoại. May là giám đốc Tạ Sở Du lịch ở bên khuyên nên y gọi cho Kỳ Dư Hồng, nếu Ninh Lăng không muốn thì đổi sang nơi khác. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi lập tức đáp ứng. Y không thể vì một vài nhân tố không ổn định mà bỏ cơ hội tốt làm mình thêm điểm trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Dù sao chỉ cần tổ chức ở Ninh Lăng là y có công lao. Sau khi nhận được thông báo chính thức của trưởng ban thư ký ủy ban thị xã rằng Sở Du lịch sẽ tổ chức hội nghị toàn tỉnh ở Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai hôm nay trên thị ủy, ủy ban thị xã vẫn kéo dài việc này, rõ ràng muốn cho tỉnh thấy Ninh Lăng không mặn mà hội nghị này, để tỉnh đổi nơi khác, như vậy Ninh Lăng cũng có thể xuôi dòng đẩy thuyền. Chẳng qua biện pháp mềm này của Kỳ Dư Hồng không có hiệu quả, áp lực trên tỉnh khiến Kỳ Dư Hồng phải cúi đầu. Trước đó Triệu Quốc Đống đã đoán được việc Kỳ Dư Hồng sẽ kéo dài nên có biện pháp xử lý. Hắn rất chú ý trong việc giao tiếp với giám đốc Tạ, Sở Du lịch, may là giám đốc Tạ cũng đánh giá cao Cù Vận Bạch, có Cù Vận Bạch đứng giữa, Triệu Quốc Đống còn tự mình ra mặt nên chuyện mới xác định do Hoa Lâm làm, cũng mới do Phó Chủ tịch tỉnh Điền Đào gọi điện. Quyển 7, chương 93. Tháng 6, trời bắt đầu nóng lên, ngay cả Hoa Lâm được thiên nhiên ưu đãi cũng có cảm giác nắng nóng. Cứ tầm 6 giờ sáng là mặt trời mọc. Triệu Quốc Đống đổi bộ đồ thể thao đi dạo trên bờ sông Quế Khê. Hai bên bờ sông đã được dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu trồng cây, tạo thành một đường đẹp cho người đi bộ. Triệu Quốc Đống rất coi trọng kế hoạch xanh hóa hai bên bờ sông Quế Khê. Theo hắn thấy cùng với việc làm mấy thứ không thực tế thì không bằng tặng hai bên sông Quế Khê cho dân chúng huyện thành, vừa có thể tạo ra một phong cảnh đẹp của Hoa Lâm, vừa có thể tăng hình ảnh của Hoa Lâm. Hơn nữa cũng là nơi vui chơi, đi bộ cho dân chúng Hoa Lâm. Hai sân bóng được xây dựng phía tây sông Quế Khê, đây là do Triệu Quốc Đống chuyên môn đặt ra. Đối với dân chúng huyện thành thì tennis hay bóng chuyền không quá thích hợp, bóng bàn rất nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng lại chỉ là một, hai đấu nhau, không bằng trò chơi tập thể. Hai bên sông Quế Khê đã là nơi náo nhiệt nhất Hoa Lâm vào buổi sáng sớm và tối. Hai sân bóng kia cũng vậy, đến tối nó được các cơ quan nhà nước đến thi đấu. Cũng có đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đề nghị xây dựng phía đông sông Quế Khê hai sân bóng nữa, tiền không nhiều nhưng được dân chúng hoan nghênh. Triệu Quốc Đống đi chậm chuyển sang đi nhanh mà hưởng thụ gió mát trên bờ sông mang tới. Mặc dù mới hơn 6 giờ nhưng đã có không ít người đến tập thể dục. Có người ta át thái cực quyền, có người nhảy lên nhảy xuống, tập mệt thì sang ghế đá, ghế băng ngồi xuống, ngắm cảnh sông. Lão Trương, cải cách đã 20 năm. Xem ra hai năm nay Hoa Lâm chúng ta mới thay đổi. Một ông lão cao gầy xoay xoay hai viên bi sắt to trong tay mà nói. Tôi không biết sao nhiều khóa chính quyền như vậy mà không nghĩ đến việc xây dựng cầu ở sông Quế Khê, không nghĩ tới việc cải tạo hai bên sông Quế Khê để cho dân chúng Hoa Lâm hưởng thụ. Lão Lý, ông cũng không xem đám người đó là như thế nào sao? Ngoài việc cả ngày tụ tập nhậu nhẹt thì biết làm gì? Ông lão béo hừ một tiếng. Từ Mã Đạo Nguyên đến Châu Trì Trường thì chẳng ai là tốt, chỉ biết chơi gái. La Đại Hải thực ra là người tốt nhưng thiếu khí phách. Nghe nói vị bí thư Triệu trẻ tuổi bây giờ chưa kết hôn. Cầu này là do cậu ta cố gắng tranh cãi mà đạt được. Nghe nói Ninh Lăng còn không muốn nhưng bị cậu ta phản đối tới cùng. Cái này hay, làm như vậy mới đúng. Ông lão gầy cười nói. Ông nói còn ông đang làm rất tốt tại thị trấn Mã Thủ phải không? Thu nhập hai năm qua có tăng lên không? Đúng thế, thu cũng tăng lên nhưng nó nói rất mệt. Nghe nó nói công trình khu du lịch đã tiến vào giai đoạn 2, khai thác các khu suối nước nóng. Trên thị trấn phải trông đất nên suốt ngày chạy vào rừng núi, mệt như chó nhưng nó nói như vậy mới thích.
Tôi không biết nó nghĩ gì nhưng nghĩ tới thu nhập tăng nhiều thì lại hiểu. Nghe nói lão Tần đã chuyển sang bên kia sông. Ông lão gầy mở miệng nói. Ừ, y thời gian này đang không ngừng mời khách để chúc mừng. Huyện thành thoáng cái có gần 10.000 người vào, các căn phòng bên Hà Đông bây giờ cũng bị người ngoài mua sạch. Ai cũng nói xây dựng xong không ai mua, bây giờ thì không còn chút nào, bị người ngoài tới mua hết. Ông lão béo lắc đầu nói. Ngay cả người có nhà cũng thấy thòm thèm. Ông đừng nói mấy cái đó. Nhà bên kia sông xây dựng rất tốt, ngoài việc xa một chút, tối yên tĩnh một chút thì điều kiện tốt hơn chỗ chúng ta nhiều. Nếu là tôi thì cũng muốn sang đó, bên đó có cây cối, quảng trường. Ông ngủ dậy là thấy mình như đang trong công viên, không khí như vậy mới tươi mát. Lão Lý, ông nếu ở đó cả đời thì sợ là sẽ không thấy nó hay nữa. Bên đó tuy được nhưng quá yên tĩnh, không có gì cả, khác hẳn bên chúng ta, vừa ra ngoài đã là đường, đi một đoạn là mua được hết thứ mình cần. Ông lão béo cười nói, vị trí khác nhau không phải một hai ngày là giải quyết được, tôi muốn ở bên này hơn. Tôi thấy theo tình hình này thì chỉ sợ 2-3 năm bên đó sẽ vượt qua hẳn bên này, tôi đúng là muốn mua một căn nhà bên đó. Triệu Quốc Đống một bên tập thể dục một bên nghe hai ông lão nói chuyện về sự biến hóa của Hoa Lâm. Từ cuộc nói chuyện của họ, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận kỳ vọng của người dân. Đây là ấn tượng cho mọi người, Triệu Quốc Đống rất hưởng thụ nếu sau này mọi người nghĩ tới mình vì những gì mình đã làm. Trung tuần tháng 6 sẽ diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác du lịch toàn tỉnh. Theo bố trí của Triệu Quốc Đống, Tân Tồn Hoán đã dẫn theo một đám người bắt đầu đi lại quanh các thành phố tại những tỉnh lân cận, mang theo thư giới thiệu của Sở Du lịch tỉnh An Nguyên mà mời các công ty du lịch có tiếng, mời bọn họ tham gia hội nghị. Làm rất tốt. Triệu Quốc Đống đứng sau lưng Tương Uẩn Hoa không biết đối phương đang nói cảnh trước mặt hay là nói mình vận động tốt khiến Kỳ Dư Hồng không thể không chấp nhận tổ chức hội nghị kia ở Hoa Lâm. Ha ha, trưởng ban Tương, đây đều là nhờ ngài. Triệu Quốc Đống hàm hồ nói một câu. Cậu đó, chiều này tôi không dạy cậu cơ mà. Kỳ Dư Hồng đã bị cậu đưa vào trong, ngoài các công ty du lịch trong tỉnh thì sợ rằng còn có mấy chục công ty du lịch nổi tiếng trong nước tới tham gia, cậu đúng là có thể bỏ tiền. Quốc Đống, cậu không sợ thị ủy Ninh Lăng truy cứu lãng phí sao? Tiền dùng không ít đâu. Tương Uẩn Hoa cười nói. Trưởng ban Tương, phát triển ngành du lịch được xác định là một cực trong sự tăng trưởng kinh tế của Hoa Lâm chúng ta. Căn cứ thống kê thì ngành du lịch từ những năm 90 đã vượt qua dầu mỏ và ô tô. Mặc dù từ bề ngoài nhìn nó bình thường nhưng nó đã nhảy lên chiếm trên 10% GDP toàn cầu, nó khiến nhiều ngành nghề khác phát triển theo, ăn uống, ngủ nghỉ cũng đi theo. Triệu Quốc Đống nói, Hoa Lâm có thắng cảnh du lịch trời ban, lại có di sản văn hóa, đồng thời còn có trụ sở đạo giáo nổi tiếng toàn tỉnh, đủ để phát triển du lịch. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân trong giai đoạn 1 chỉ là thử nghiệm. Giai đoạn 2 mới là chính thức. Mà tôi đã tra cứu tư liệu thì bây giờ Kỳ Lân Quan là nơi được bảo trì tốt nhất của tỉnh An Nguyên, dù là quy mô hay công trình kiến trúc đều đáng để nghiên cứu. Được rồi Quốc Đống, cậu đừng có ra vẻ với tôi. Tương Uẩn Hoa xua tay nói. Thấy Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ gãi đầu, Tương Uẩn Hoa nói. Cậu đó, cái gì đặt vào tay cậu đều có thể mở rộng nó ra vô hạn, ở điểm này tại Ninh Lăng không ai có thể so sánh với cậu. Tôi đây không phải là khen mà đó là sự thật. Quyển 7, chương 9-14. Triệu Quốc Đống còn định giải thích thì Tương Uẩn Hoa đã nhìn về phía Đông Nam mà nói. Quốc gia không nhìn lầm người, Hoa Lâm giao vào tay cậu tốt hơn nhiều so với Mai Anh Hoa. Chính xác mà nói huyện Hoa Lâm đặt vào tay cậu là thích hợp hơn bất cứ ai. Tôi không phải nói người khác không được, tôi đây là nói dưới tình huống đó chọn cậu cũng là có chút mạo hiểm, không thể phủ nhận lúc ấy là có chút tình cảm riêng xen vào. Lão Hòa thì tôi cũng nói chuyện, Lão Kỳ thì chưa có quyết định nhưng bây giờ xem ra tôi đã chọn đúng. Tương Uẩn Hoa nhớ lại chuyện lúc đó mà nói. Có lúc chọn một lãnh đạo đúng thì có thể thay đổi bộ mặt một nơi, tôi không nói là thay đổi vận mệnh nhưng từ thay đổi bộ mặt là rất chính xác. Ai cũng nói nhân dân sáng tạo lịch sử chứ không phải cá nhân sáng tạo lịch sử. Lời này không hoàn toàn chính xác, có những người trong một đoạn thời gian có thể tạo ra tác dụng hơn rất nhiều người hợp lại. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Trưởng ban Tương, tôi không dám nhận. Tương Uẩn Hoa cười phá lên nói. Tôi không nói cậu là người như vậy, tôi đây là nói những người như Đặng Công, cậu không nên tự vơ vào mình. Triệu Quốc Đống đổ mồ hôi, tuyệt đối không ngờ Tương Uẩn Hoa vẫn luôn nghiêm túc lại có lúc khôi hài như vậy.
chẳng qua tôi tin Kỳ Dư Hồng cũng phải thừa nhận tuy cho cậu làm chủ tịch huyện Hoa Lâm có chút mạo hiểm nhưng sự thật chứng minh sự lựa chọn này là chính xác. Hoa Lâm do cậu làm chủ tịch huyện đã phát triển rất mạnh, bây giờ cậu làm bí thư huyện ủy thì tốc độ phát triển vẫn duy trì. Tôi tin ở điểm này cấp trên thấy rõ. Trưởng Ban Tương, nói thì ai cũng có thể nói, nhưng nếu nói về làm kinh tế hoặc là phát triển thì quan điểm phát triển của tôi khác các lãnh đạo khác. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là GDP và thu nhập tài chính, hai hạng mục này theo bọn họ thấy là quan trọng nhất, nhưng tôi không cho rằng như vậy. Theo ý tôi phải có thêm cả thu nhập bình quân, thiếu một trong ba vấn đề đều không được. Hơn nữa về sau thu nhập bình quân sẽ là chỉ tiêu quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Tương Uẩn Hoa hơi dao động, quan điểm này có vẻ không nhất trí với quan điểm hiện nay. Bây giờ các nơi đều nói GDP và thu tài chính. Có nơi GDP là chỉ tiêu duy nhất trong công tác kinh tế. GDP của anh tăng thì có thể che tất cả vấn đề. GDP của anh kém vậy không đúng chút nào. Dù công việc khác của anh làm tốt nhưng trước mặt người khác anh cũng phải cúi thấp đầu. Quốc Đống, sao cậu lại nghĩ như vậy? Tương Uẩn Hoa cười nói. Chỉ riêng GDP là không khoa học. Nó chỉ có thể phản ánh tổng lượng kinh tế một nơi, nhưng không phản ánh được tính liên tục và khoa học của kinh tế khu vực đó. Ví dụ như mấy huyện có trữ lượng sắt thép lớn ở Sơn Tây, ngành sản xuất thép phát triển, GDP hàng năm không hề thấp nhưng ai có thể nói đó là nơi kinh tế phát triển. Một nơi có được coi là phát triển kinh tế hay không thì phải xem có thể duy trì liên tục hay không. Khai thác tài nguyên thiên nhiên nếu hết thì sao? Khu vực đó có ngành sản xuất nào thay thế không? Vậy theo cậu nói thì thu nhập bình quân sẽ đánh giá được sự phát triển kinh tế có khoa học hay không sao? Không hoàn toàn như vậy. GDP sẽ suy ra tổng lượng kinh tế của một nơi, thu tài chính có thể xem chính quyền địa phương ở đó khống chế tình hình như thế nào, mà thu nhập bình quân lại có tính khoa học, nó đánh giá trình độ sống của dân chúng. Người xưa đã nói giàu nhờ dân, dân chúng giàu thì quốc gia mới phát triển, xã hội mới ổn định. Triệu Quốc Đống cười nói, thu nhập của nhân dân liên tục tăng lên có nghĩa là tiêu thụ của bọn họ sẽ không ngừng tăng lên, kích thích các ngành sản xuất khác đi theo, nó sẽ hình thành một vòng tròn tuần hoàn. Tương Uẩn Hoa không quá đồng ý với quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Ở thời kỳ này chính quyền đầu tư chủ yếu là xem động cơ thúc đẩy kinh tế một nơi phát triển, mà xuất khẩu chính là động lực chính khiến kinh tế Trung Quốc phát triển. Mà tiêu dùng trong nước lại chưa được đánh giá cao. Quốc Đống, ý tưởng này của cậu thì tốt nhưng không thực tế. Tương Uẩn Hoa lắc đầu nói. Ý tưởng tốt là đủ rồi. Ít nhất chúng ta có thể cố gắng về vấn đề này. Về phần trưởng Ban Tương nói không thực tế thì là do điều kiện chưa tới. Theo kinh tế quốc gia không ngừng phát triển thì rất nhanh ý tưởng này sẽ thành sự thật. Triệu Quốc Đống cũng không muốn giải thích nhiều. Dù sao bây giờ Trung Quốc đang dựa vào nước ngoài mà phát triển, mọi người đều nhìn chằm chằm vào xuất khẩu. Chẳng qua Hoa Lâm là huyện nông nghiệp, dân số nông thôn chiếm 90%, nếu muốn tăng thu nhập của nông dân thì phải tăng nguồn thu của nông dân, phát triển ngành chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả chính là vì vậy. Tương Uẩn Hoa hiểu ý gật đầu. Hoa Lâm là huyện nông nghiệp, không có trụ cột công nghiệp, phát triển kinh tế chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà Triệu Quốc Đống đã làm khá tốt ở việc này. Chính vì vậy mà Triệu Quốc Đống mới có tư cách nhòm ngó chức thường vụ thị ủy kia, chỉ là nếu dựa vào thành tích mà ngồi lên vị trí kia thì hơi ít hy vọng. Tương Uẩn Hoa cũng biết Triệu Quốc Đống đã đi con đường nào đó. Thành tích và thanh thế chẳng qua để làm cho cấp trên chú ý và đánh giá cao, làm cho kết quả nếu đạt được sẽ đủ lý do. Về phần đấu ngầm mới là điều quan trọng nhất. Tương Uẩn Hoa cũng chỉ có thể giúp Triệu Quốc Đống đến mức đẩy mạnh tuyên truyền hội nghị công tác du lịch toàn tỉnh mà thôi, để Triệu Quốc Đống có thể lên sân khấu, ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tuyên truyền mạnh cho Hoa Lâm. Còn lại phải xem bản lĩnh của Triệu Quốc Đống. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác du lịch toàn tỉnh cuối cùng đã diễn ra và kết thúc hoàn hảo. Trong hội nghị các thành phố, thị xã đã trao đổi với nhau và trao đổi với các chuyên gia làm như thế nào để phát triển du lịch. Đồng thời cũng đi thăm việc xây dựng và phát triển khu du lịch, cảm nhận sức hấp dẫn của nơi đây. Tổng Giám đốc Công ty Khai thác khu du lịch Đào Tông Tinh cũng đồng ý tới phát biểu trong hội nghị, giới thiệu việc thành lập công ty với chế độ cổ đông, từ quy mô đầu tư đến sự thay đổi cổ phần, đến việc khu du lịch bắt đầu thu lãi. Trong đó không tránh khỏi việc Đào Tông Tinh thừa nhận được chính quyền huyện Hoa Lâm mạnh mẽ ủng hộ, được lãnh đạo huyện quan tâm. Nhờ sự phối hợp của chính quyền huyện và dân chúng nên mới có thể khiến cho khu du lịch phát triển nhanh như vậy. Đại biểu các công ty du lịch cũng hỏi chi tiết về việc xây dựng giai đoạn 2 của khu du lịch, cũng khảo sát vấn đề giao thông, ăn uống và đồ lưu niệm của khu du lịch.
Bọn họ đều đánh giá cao về tương lai của khu du lịch, đều tỏ vẻ sau khi về sẽ lên một lịch trình đưa du khách tới khu du lịch. Phó Chủ tịch tỉnh Điền Đào cùng Giám đốc Sở Du lịch cũng nhiệt tình tới tham gia hội nghị. Nhật báo An Nguyên, báo Du lịch Trung Quốc, Nhật báo Ninh Lăng đều đưa tin về hội nghị công tác du lịch này, đều đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị. Điều này làm khu du lịch huyện Hoa Lâm trở thành điểm sáng trong ngành du lịch toàn tỉnh. Ngày 1 tháng 7, công trình đại lộ Quế Khê và phong cảnh hai bên đường đã được hoàn thành, cầu Quế Khê và đại lộ Quế Khê cũng thông xe ngay trong hôm đó. Phó Bí thư Thị ủy, quyền thị trưởng Thư Chí Cao mới nhận chức cũng tự mình tới tham gia lễ thông xe. Trẻ tuổi tài cao, Bí thư Triệu, tôi bằng tuổi cậu thì vẫn còn ngồi trong trường mà học. Thư Chí Cao trông rất nho nhã, tóc chải bóng mượt, giày không một hạt bụi. Triệu Quốc Đống đi cùng vội vàng nói. Thị trưởng Thư, tôi đây là nhờ vào Bí thư, bây giờ là chủ nhiệm La làm đường cho mình đi thôi. Quyển 7, chương 95. Thư Chí Cao cười cười, thanh niên này đúng là khiêm tốn, nó khác hẳn lời đồn. Ai cũng nói vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất này có tác phong làm việc hơi kiêu căng, khi làm chủ tịch huyện còn dám chống đối Thường vụ Thị ủy, là nhân vật tàn nhẫn, đối với các cơ quan trên thị xã đều không nể mặt. Nhưng bây giờ xem ra cũng không giống lời đồn. Bí thư Triệu, tôi nghe nói ngành du lịch Hoa Lâm phát triển rất tốt. Tháng trước hội nghị công tác du lịch toàn tỉnh diễn ra ở Hoa Lâm, đây là vinh dự khó đạt được. Thư Chí Cao cũng mơ hồ nghe Triệu Quốc Đống có chỗ dựa trên tỉnh, nhưng hình như bây giờ đã lên Bắc Kinh. Tôi hy vọng năm nay có thể thấy ngành du lịch Hoa Lâm phát triển nhanh hơn nữa. Ha ha, thị trưởng Thư, Hoa Lâm đây là nhờ may mắn thôi. Nếu thị trưởng Thư đã coi trọng ngành du lịch Hoa Lâm như vậy, Hoa Lâm thực ra không thể so sánh với hai nơi nổi tiếng ở An Đô và Lam Sơn, nhưng vượt các thắng cảnh du lịch khác trong tỉnh thì thừa sức. Triệu Quốc Đống cười nói. Thị trưởng Thư mới tới Ninh Lăng, Hoa Lâm chúng tôi không thể làm thị trưởng Thư mất mặt mà. Nói rất giỏi, Thư Chí Cao nhìn Triệu Quốc Đống. Thư Chí Cao nhìn đối phương và cười cười một tiếng. Một kẻ có thể nhảy phiếu đánh bay người tổ chức đã xác định mà lên chức, có can đảm chống đối Thường vụ Thị ủy thì là người dễ đối phó sao? Quốc Đống, không chỉ có ngành du lịch mà năm ngoái Hoa Lâm đều đứng đầu trong tăng trưởng các chỉ tiêu của Ninh Lăng. Năm nay sẽ không vì tôi tới mà giảm xuống đó chứ. Thư Chí Cao cũng có chuẩn bị mà đến. Hoa Lâm đã có cơ sở trụ cột tốt, tôi hy vọng Hoa Lâm không chỉ đột phá trong lĩnh vực du lịch, mà tăng tốc công nghiệp và thu nhập bình quân cũng phát triển mạnh, thúc đẩy các quận, huyện trong toàn thị xã noi theo. Triệu Quốc Đống nhìn Thư Chí Cao, xem ra Thư Chí Cao lần này tới không chỉ để tham gia nghi lễ. Vị này thị trưởng Thư không cam lòng rút tay rút chân khi sắp đại hội, xem ra cũng muốn làm một phen sự nghiệp. Thị trưởng Thư, tôi cũng không giấu ngài. Hoa Lâm hai năm nay phát triển nhanh nhưng xuất phát điểm kém, cho nên tăng tốc nhanh thì có nhanh nhưng không có sản xuất công nghiệp, chỉ dựa vào ngành chăn nuôi gia súc và các sản phẩm nông nghiệp để phát triển ngành công nghiệp thực phẩm mà thôi. Lúc đầu nó đúng là có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng rất nhanh sẽ dần bão hòa, không gian phát triển sẽ không dễ dàng. Thư Chí Cao gật đầu nói. Cậu nói đúng, Hoa Lâm có trụ cột kém, gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng không dễ nhưng phải duy trì được điều này. Quốc Đống, cán bộ Hoa Lâm bây giờ rất nhiệt tình. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm phải nghiên cứu chính sách, tìm điểm đột phá mới. Triệu Quốc Đống gật đầu. Thị trưởng Thư có thể tin vào Hoa Lâm như vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ không làm thị trưởng Thư thất vọng. Tôi và Lão Đường sẽ cẩn thận nghiên cứu ý kiến của thị trưởng, tìm điểm tăng trưởng kinh tế mới của Hoa Lâm. Thị trưởng Thư, tôi mời ngài một chén, du lịch Lam Sơn trong toàn tỉnh chỉ kém An Đô, là tấm gương cho Hoa Lâm học tập. Khi nào thị trưởng Thư đưa chúng tôi tới đó để mở rộng tầm mắt, cũng làm cho chúng tôi có thể học được kinh nghiệm tiên tiến phát triển lĩnh vực du lịch của Lam Sơn. Triệu Quốc Đống đứng lên cười ha hả mà nói. Ở Lam Sơn, thị trưởng Thư là địa chủ mà. Ha ha, Lam Sơn đúng là may mắn có tài nguyên thiên nhiên, nhưng tôi đánh giá cao Hoa Lâm dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng hơn. Thư Chí Cao cười nói. Chẳng qua mọi người muốn tới Lam Sơn, tôi có thể liên lạc với Lam Sơn, bố trí cẩn thận. Quốc Đống, ngồi đi, đừng khách khí như vậy. Ha ha, cái mông vừa động tỏ vẻ tôn trọng mà. Thị trưởng Thư, tôi và Lão Đường mời ngài một chén. Lão Đường uống hơn ít, tôi thay thế. Triệu Quốc Đống uống liền cả hai chén, Thư Chí Cao cũng không đùn đẩy mà uống cạn và nói. Quốc Đống, Diệu Văn, Hoa Lâm hai năm nay phát triển rất tốt, tôi rất vui mừng. Không giấu hai người, tôi đã tới Hoa Lâm từ một tuần trước. Hai người không nên hiểu lầm,
chỉ là mấy người bạn Ando muốn tới đây nghỉ dưỡng, tôi liền đi cùng. Tôi chỉ là dành chút thời gian đi quanh huyện thành Hoa Lâm mà thôi, đúng là rất thoải mái. Nói thật một huyện mới thoát mũ huyện nghèo có thể làm như vậy là không đơn giản. Tôi thấy ở thành phố Lam Sơn cũng không có mấy huyện quy hoạch tốt như vậy. Thư chí Cao không để ý tới phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã Tằng Khả Phàm ngồi bên không ngừng nháy mắt mà cứ nói theo ý mình. Một thành thị quy hoạch tốt hay xấu là quyết định được trình độ và năng lực của lãnh đạo phụ trách. Lời này do một vị lãnh đạo tỉnh Duyên Hải nói, đáng để tham khảo. Từ lời này, ai cũng có thể hiểu thư chí Cao rất không hài lòng với quy hoạch thành thị của Ninh Lăng, nhưng lại không thể nói thẳng do lãnh đạo khóa trước kém. Y chỉ nói có ý tham khảo, khéo léo thể hiện ý của mình. Thư chí Cao dám nói ra như vậy, chỉ riêng khí thế này thôi thì Mạch Gia Huy lúc mạnh nhất cũng không hơn là bao. Hơn nữa đây mới là một quyền thị trường, còn có nửa năm nữa tuyển cử mới chính thức làm thị trường. Thư chí Cao không sợ mình trượt sao? Thư chí Cao không phải kẻ ngốc, Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn không phải kẻ ngốc, lời này truyền vào tai Kỳ Dư Hồng thì sẽ có phản ứng gì? Kết thúc bữa tiệc, Thư chí Cao lên xe mà về. Lái xe được y mang từ Lam Sơn sang. Thư chí Cao ngồi đó mà suy nghĩ. Thị trưởng, Triệu Quốc Đống này tuy có vẻ hào sảng nhưng rất lợi hại. Quan hệ giữa hắn và Kỳ Dư Hồng thì người ngoài không rõ, kể cả tôi cũng vậy. Tằng Khả Phàm bây giờ đã là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã. Thư chí Cao từ Lam Sơn tới mang theo mỗi một lái xe, những người khác đều không quen. Y có thể có người quen đã công tác lâu ở Ninh Lăng là quá tốt. Hơn nữa Tằng Khả Phàm còn được bạn y giới thiệu. Trong các phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân, Tằng Khả Phàm xếp cuối cùng. Không ai ngờ khi trưởng ban thư ký ủy ban thị xã lên trường đảng học, thư chí Cao liền chỉ định Tằng Khả Phàm chủ trì công việc văn phòng ủy ban, thời gian này đi đâu cũng mang theo Tằng Khả Phàm. Hắn và Kỳ Dư Hồng có quan hệ như thế nào thì tôi không cần tìm hiểu, nhưng tôi có thể khẳng định hắn không phải người thân tín của Kỳ Dư Hồng. Thư chí Cao cười nói. Như vậy là đủ rồi. Ồ, Tằng Khả Phàm hơi nhíu mày. Hắn không biết sao thư chí Cao lại xác định như vậy. Hôm qua ban tổ chức cán bộ gửi văn bản và bức thư xin ý kiến. Văn bản do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phái xuống hỏi ý kiến về việc bí thư quận ủy Phát Triển Tiến vào thường vụ thị ủy. Nghiêm Lập Dân đến hỏi ý tôi, bọn họ đề cử Sử Chí Hòa và Hoàng Côn. Tào Tập phát triển bằng Hoa Lâm sao? Tôi thấy kém quá xa. Hoàng Côn mà vào đối tượng đề cử ư? Tôi không biết đám Nghiêm Lập Dân khảo sát đối tượng như thế nào. Khu khai phát cả năm không có hạng mục gì ra hồn. Hoàng Côn cũng gần 50, vượt qua tuổi quy định. Trên tỉnh muốn bí thư quận ủy tiến vào thường vụ thị ủy chính là muốn làm một tác dụng mẫu, tôi nghĩ có một số người vẫn mang nặng tư tưởng cá nhân. Tằng Khả Phàm cẩn thận phân tích tin này. Sử Chí Hòa là thân tín trung thành si co Kỳ Dư Hồng, lúc trước chính y và Sử Chí Hòa cạnh tranh chức chủ tịch Tào Tập thất bại. Bây giờ Sử Chí Hòa là người có lợi nhất tranh chức thường vụ thị ủy. Quyển 7, chương 96. Thư chí Cao không hài lòng với người mà Nghiêm Lập Dân đề cử. Làm phó bí thư thị ủy, quyền thị trưởng, nói về lý y không nên mâu thuẫn với Nghiêm Lập Dân và Kỳ Dư Hồng, nhịn một thời gian đợi đại hội đại biểu nhân dân thị xã kết thúc là tốt nhất. Chỉ là biểu hiện hôm nay của thư chí Cao lại không như vậy. Xu thế phát triển của Tào Tập khá tốt, chỉ là kém hơn Hoa Lâm nhưng trụ sở dược liệu cũng có tiếng vang trong tỉnh. Tằng Khả Phàm không muốn để thư chí Cao thấy mình có ấn tượng không tốt với Sử Chí Hòa cho nên khách quan nói. Vậy ư, tôi đã xem cái gọi là trụ sở dược liệu kia, trong cả trụ sở chỉ có hai nhà máy thuốc có chút quy mô, hiệu quả kinh doanh kém. Tuy nói các công ty phát triển và suy yếu là bình thường, nhưng tôi hỏi một chút thì giá trị và lợi nhuận quá kém, đây là do kinh tế Trung Quốc đang suy yếu hay do vấn đề phát triển của công ty có chuyện. Tôi hỏi Sử Chí Hòa, y không thể nói rõ. Nói đây là do nhiều nguyên nhân. Các công ty trong ngành đều như vậy cả. Anh có thể hy vọng trụ sở này tăng thu nhập cho nông dân sao? Thư chí Cao lắc đầu nói. Chơi quá đầu có thể hiểu, nhưng là bí thư huyện ủy thì anh phải nắm rõ khu vực mình quản lý, làm như thế nào đốc thúc sự phát triển. Ngành sản xuất dược Trung Quốc đang kém phát triển, vậy huyện ủy, ủy ban huyện các anh định làm gì, còn có ngành trụ cột nào khác không? Thư chí Cao nói làm cho Tằng Khả Phàm cảm thấy thị trưởng có ấn tượng không tốt với Tào Tập. Thư chí Cao này đến đâu đều chọn nơi phát triển và kém phát triển nhất mà xem, đến xem công ty nhà nước hoặc tư nhân có hiệu quả kinh doanh tốt nhất mà xem, qua đó nắm được không ít thứ. Nửa năm nay Ninh Lăng tăng trưởng đứng thứ 8 toàn tỉnh, bị vây ở trung đoạn, phải nói cục diện là khá ổn định. Lão Tằng,
khá ổn định có nghĩa là chúng ta lạc hậu hơn Ando, đồng thời so sánh với mấy nơi như Miên Châu Kiến Dương, Lam Sơn, Tân Châu thì đều có tổng GDP cao gấp trên 2 lần Ninh Lăng, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn chúng ta. Như vậy chúng ta càng lúc càng bỏ xa. Thư Chí Cao dựa lưng vào ghế mà nói. Ninh Lăng nếu như không thể đứng thứ 3 trong các chỉ tiêu tăng tốc, đó là quá kém. Triệu Quốc Đống xoay xoay điện thoại và không muốn nghe, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bất đắc dĩ nghe. Tiểu Triệu, tôi là Lưu Kiều, sao lâu như vậy mới nghe điện? Lưu tỷ, vừa nãy tôi để rung nên không chú ý. Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà nói. Sau lần gặp ở Bắc Kinh, Lưu Kiều đã gọi tới hỏi tình hình của hắn, Triệu Quốc Đống chỉ nói vài câu rồi hai người đã vài tháng không liên lạc. Ừ, thời gian này cậu có bận không? Lưu Kiều có chút do dự mà nói. Cũng được, Lưu tỷ có gì không? Ồ, tình hình là như vậy, chú ba chị lại hỏi tình hình giữa cậu và Daisy Lee, hỏi hai người liên lạc ra sao, gặp mấy lần, công việc của cậu như thế nào? Daisy Lee có chút không rõ cho nên nhờ tôi hỏi giúp một chút. Cậu cũng biết bố mẹ luôn quan tâm chuyện con cái nên. Lưu Kiều có chút ngại khi nói chuyện này. Không biết sao chú ba của cô lại thấy Triệu Quốc Đống này làm ăn rất tốt ở tỉnh An Nguyên, có tương lai nên hứng thú, vì thế liền hỏi Lưu Nhược Đồng, làm Lưu Nhược Đồng không thể chịu được mà phải cầu cứu Lưu Kiều. Lưu Kiều đây là mua dây buộc mình, muốn thoát cũng không được nên thành cầu nối giữa hai bên. Không có gì, tôi hiểu. Lưu tỷ, chỉ cần hiểu vấn đề gì thì có thể nói tôi sẽ nói hết. Triệu Quốc Đống cười nói, Thái Chánh Dương sau khi về nước cũng không ngừng hỏi tiến triển giữa hắn và Lưu Nhược Đồng. Ha ha, cậu hiểu như vậy là tốt rồi, không chừng hai người có duyên thì sao? Lưu Kiều cũng có chút vui vẻ, Triệu Quốc Đống này biết điều. Cái khác không cần, chỉ là muốn biết tình hình công tác của cậu trong thời gian này, ừ, còn cả tình hình gia đình. Công việc thì dễ nói, chẳng qua tình hình gia đình có cần không? Dù dựa theo tốc độ phát triển bình thường thì cũng chưa tới mức cần tìm hiểu nhà đối phương chứ. Chúng ta nói dối cũng không nên bị nghi ngờ. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, cậu nói đúng, tôi cho cậu số điện thoại của Daisy Lee, hai người trực tiếp trao đổi. Tôi đoán bên cậu cũng đang hỏi phải không? Cậu nhớ một chút, 139. Tôi đỡ phải đứng giữa chịu mệt. Vậy có thích hợp không? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Thanh niên sao lại như vậy, chẳng qua chỉ là gọi điện mà thôi. Nếu không như vậy, tôi gọi trước cho Daisy Lee, bảo nó chuẩn bị tư tưởng trước. Lưu Kiều có chút buồn cười, mình thành người làm mối. Triệu Quốc Đống gọi số kia mà có chút khẩn trương, hắn không sợ chỉ thấy nó hơi lạ, không ngờ lại có chuyện làm mối với hắn. Alo, ai đó? Âm thanh to rõ làm Triệu Quốc Đống giật mình. Ờ, chào cô, tôi là Triệu Quốc Đống, cô là tiểu thư Lưu Nhược Đồng phải không? Ừ, chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của anh. Lưu Nhược Đồng ngồi trong văn phòng thở dài một tiếng, giọng đối phương rất trầm ổn, không hề có vẻ nhẹ nhàng như cô nghĩ, cũng không có vẻ già nua. Ừ, nói như thế nào nhỉ, chính là vẻ như đang nói chuyện công việc. Ha ha, Lưu tiểu thư khách khí rồi, chúng ta là người sống trong cùng thế giới, cũng đều có ý tốt muốn lừa người xung quanh mình. Triệu Quốc Đống cười nói. Lưu Nhược Đồng một bên bật máy tính xem tài liệu, một bên nghe điện không nhịn được nở nụ cười. Ừ, khó trách có thể làm bí thư huyện ủy, xem ra có trình độ. Được rồi, chúng ta nói luôn nhé, bố mẹ tôi nghĩ chúng ta đã tiếp xúc lâu như vậy. Tôi cũng nên hiểu rõ một chút về anh, như vậy dễ cho tôi đối phó bố mẹ cho nên. Không vấn đề gì, Lưu Tiểu Thư muốn biết tình hình gì thì tôi nói. Ngoài ra cũng nhờ Lưu Tiểu Thư nói qua về công việc hàng ngày và sở thích gì gì đó của cô cho tôi, chúng ta đều cần mà. Triệu Quốc Đống thấy khá thú vị. Bên kia truyền đến tiếng cười tỏ vẻ cô gái cũng thích trò chơi này. Lưu Nhược Đồng lắc đầu, không biết mọi người sao lại thích mấy cái trò này nhỉ. Hai người nói chuyện gần nửa tiếng. Đến khi Lâm Đan gõ cửa tiến vào mới làm Triệu Quốc Đống phát hiện mình gọi điện lâu như vậy. Được rồi, Lưu Tiểu Thư, tôi rất thích tiếp tục đề tài này. Hy vọng hai chúng ta có thể dựa theo quỹ đạo của mình mà sống, không nên bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Cũng chào mừng Lưu Tiểu Thư và Tiểu Thư Lưu Kiều đến Hoa Lâm du lịch, tôi sẽ mời khách. Cảm ơn ý tốt của anh, chẳng qua trong thời gian này tôi không rảnh, công việc cần mà. Lưu Nhược Đồng khéo léo từ chối. Triệu Quốc Đống ở đầu bên kia ngẩn ra, cô gái này đúng là nói chuyện không khách khí, trực tiếp từ chối, hiếm thấy. Triệu Quốc Đống lắc đầu và không nói việc này nữa. Chuyện gì vậy? Trưởng ban địch hỏi ngài có thời gian không? Trưởng ban địch muốn báo cáo với ngài về chuyên đề điều chỉnh cán bộ.
Ừ, anh mời trưởng ban địch đến văn phòng tôi, ngoài ra mời chủ tịch Đường, bí thư Lỗ và bí thư Bàng một tiếng nữa tới văn phòng tôi. Quyển 7, chương 97. Triệu Quốc Đống vốn muốn phá thông lệ vua nào thần đó, nhưng rất nhanh hắn phát hiện chiêu này của mình chẳng có tác dụng gì, không thể thay đổi gì cả. Hơn nữa còn mang tới phiền phức cho công việc của hắn, nên hắn rất sáng suốt chọn việc theo trào lưu. Trên thực tế thời đại của La Đại Hải khá ngắn ngủi, cán bộ Hoa Lâm phần lớn được đề bạt từ thời Châu Trì Trường, ngoài vài vị trí khá mẫn cảm thì khi Triệu Quốc Đống làm chủ tịch huyện đã bắt đầu đánh vào, còn đâu quy mô lớn thì 2-3 năm nay không thay đổi. Bây giờ thời cơ đã tới. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ vấn đề này, có nên điều chỉnh cán bộ không? Làm như vậy có khởi sắc không? Cuối cùng hắn kết luận là phủ định, trên thực tế dùng chế độ người giỏi lên chức, kém xuống mới là quan trọng nhất, đây là ý kiến của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không muốn làm quá lớn, hắn chủ trương điều chỉnh từng nhóm nhỏ. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng đợi thị xã đưa ra phương án xóa bỏ cấp khu, kết hợp với tình hình thực tế của Hoa Lâm mà tiến hành. Chẳng qua phương án này trên tỉnh chưa phê duyệt, nghe tin từ sở dân chính thì tỉnh có ý điều chỉnh nhưng đợi đến sau đại hội đảng và đại hội đại biểu nhân dân diễn ra mới tiến hành, tránh cho nhân tố không ổn định. Lão Địch, 12 cán bộ này đã khảo sát chưa? Triệu Quốc Đống một bên đọc mấy cán bộ, một bên xem lời nhận xét của ban tổ chức cán bộ đối với mấy cán bộ này. Ừ, đã tiến hành xong trình tự và kết hợp đặc điểm công tác của bọn họ mà điều chỉnh, về cơ bản bọn họ đều có đủ điều kiện. Địch Hóa Dũng làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhiều năm, qua vài đời bí thư huyện ủy nên hiểu rõ tư tưởng của các bí thư huyện ủy. Hướng Hoa Vĩ kế nhiệm thì có ảnh hưởng tới công tác tiếp theo của khu phổ độ không? Triệu Quốc Đống gập tập tài liệu rồi nói. Hướng Hoa Vĩ đã công tác nhiều năm, đủ để gánh vác trọng trách. Địch Hóa Dũng nhướng mà. Bí thư đảng ủy khu phổ độ mãi vẫn chưa xác định, Lỗ Đạt nhiều lần đề cử Hướng Hoa Vĩ này đảm nhiệm nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cứ kéo dài. Bí thư Lỗ cũng đề nghị đồng chí Lâm Đan đến xã Lương Sơn làm phó bí thư đảng ủy. Triệu Quốc Đống hơi nhíu mày. Lỗ Đạt đây là muốn giao dịch với mình. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, mình còn cần như vậy sao? Nhưng hắn nghĩ nếu phó bí thư huyện ủy nếu như không có quyền lên tiếng về nhân sự, vậy phó bí thư huyện ủy đó chẳng có tác dụng gì. Triệu Quốc Đống liền đồng ý đề nghị của Địch Hóa Dũng. Được rồi, anh đưa phương án này cho chủ tịch Đường, bí thư Lỗ và bí thư Bàng. Hỏi ý kiến của bọn họ. Nếu không có gì biến hóa thì có thể đưa ra thảo luận trong hội nghị thường ủy tuần sau. Địch Hóa Dũng do dự một chút rồi cẩn thận nói. Chủ tịch Đường sợ rằng có ý kiến về lựa chọn trưởng phòng tài chính và trưởng phòng giáo dục, chủ tịch Đường cũng nói với tôi vấn đề này. Tôi nói tạm thời chưa tính tới hai vị trí này nhưng chủ tịch Đường nói muốn đưa vào phương án. Triệu Quốc Đống ngửa lưng ra sau và không nói gì. Đường Diệu Văn trong công việc thì không có gì đáng nói. Nhưng trong cách dùng người thì cũng có chút khác nhau với Triệu Quốc Đống. Trên thực tế Triệu Quốc Đống ở vấn đề nhân sự đã hỏi ý kiến của Đường Diệu Văn, nhưng lựa chọn vài chức vụ quan trọng thì Triệu Quốc Đống không nhường. Ở một vài vị trí quan trọng nếu hắn nhường thì về sau sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai công việc. Trưởng phòng tài chính và giáo dục là hai vị trí tâm điểm, nhất là vị trí trưởng phòng tài chính là khá mẫn cảm và mấu chốt. Về lý nó thuộc bên chính quyền, do chủ tịch huyện phụ trách. Nhưng trên thực tế nó nhất định cần phải do bí thư huyện ủy nắm trong tay. Có thể nói các quyết định và hành động của huyện không thể tránh khỏi liên quan tới phòng tài chính. Nếu như không nắm giữ chức trưởng phòng tài chính, vậy bí thư huyện ủy ở nhiều chuyện không thể làm, không thể đạt quy mô lớn. Ngay khi Triệu Quốc Đống còn đang suy nghĩ điều chỉnh nhân sự trong huyện, tin tức điều chỉnh nhân sự trên thị xã làm hắn mất hứng thú với điều chỉnh nhân sự Hoa Lâm. Trương Thiệu Văn được bầu làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trong lần đại hội là thứ tư. Cùng ngày hôm đó Trương Thiệu Văn đã trình đơn xin từ chức bí thư quận ủy Tây Giang lên thị ủy Ninh Lăng. Thị ủy đã chấp nhận đơn từ chức của Trương Thiệu Văn. Công tác của Tây Giang tạm thời do phó bí thư quận ủy Tây Giang, chủ tịch quận Tăng Lệnh Thuần chủ trì. Triệu Quốc Đống phân biệt nói tin này cho Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên, Hùng Chính Lâm và Lưu Triệu Quốc và được nói ngồi ngoài xem động tĩnh. Lúc này việc cần làm đã làm, dùng quan hệ đã dùng. Như Liễu Đạo Nguyên nói bây giờ mặc dù y có tìm Phan Viên Chiêu cũng không có tác dụng. Lúc này Phan Viên Chiêu không phải Phan Viên Chiêu trước đây. Phan Viên Chiêu đã không phải lo lắng tới vấn đề bản thân nữa, cũng không ngại nhân tố bên ngoài, có thể thành hay không thì phải chờ đợi. Kỳ Dư Hồng thật không ngờ trong hội nghị bí thư lại gặp khiêu chiến mạnh như vậy. Thư Chí Cao không hề khách khí tỏ ý phản đối. Hơn nữa là chối bỏ hoàn toàn làm Kỳ Dư Hồng rất giật mình.
Thị trưởng Thư, sự phát triển của Tào Tập mấy năm nay thì mọi người đều thấy. Đồng chí Sử Chí Hòa từ chức phó chủ tịch tiến lên làm bí thư huyện ủy, có thể nói đã có cống hiến không thể xóa bỏ trong sự phát triển kinh tế Tào Tập. Tôi cho rằng do thị ủy đề cử đồng chí Sử Chí Hòa lên tỉnh ủy để lựa chọn làm thường vụ thị ủy, đây cũng là do tôi và Lão Trương cẩn thận nghiên cứu và báo cáo với bí thư Kỳ. Nghiêm Lập Dân rất bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết nói. Nếu đã nói rõ thì y cũng không hề lo ngại gì. Thư Chí Cao chẳng qua mới tới mà thôi, lúc này cũng không có nhiều thứ làm Nghiêm Lập Dân phải e ngại. Đối với chuyện này thì y đã sớm chuẩn bị về tư tưởng. Theo y nghĩ trong hội nghị thường ủy thì không cần phải báo với Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân, như vậy chính là làm hai người kia có thêm uy phong. Nhưng Kỳ Dư Hồng lại nghĩ nếu chuyện lớn như vậy mà không thông báo sẽ có thể khiến các thường vụ phản ứng mạnh, Thư Chí Cao cũng phản ứng rất mạnh. Mà một khi lộ ra thì Lục Kiếm Dân, Lam Quang từ ngoài tới sẽ có thể ủng hộ Thư Chí Cao, mà thái độ của ba người Kim Vĩnh Kiệt, Chu Xuân Tú, Mao Bình là như thế nào, Kỳ Dư Hồng cũng chưa thể xác định. Một khi xuất hiện thành kiến, ý kiến bị phủ định thì sẽ là đả kích lớn đối với uy tín của y. Tôi không phản đối đồng chí Sử Chí Hòa được chọn vào danh sách đề cử, dù sao hai năm qua Tào Tập phát triển cũng rất rõ ràng. Nhưng đồng chí Hoàng Côn thì tôi cho rằng không thích hợp được đưa vào danh sách đề cử. Mặc dù chỉ là người được lựa chọn nhưng vẫn không thích hợp. Đồng chí Hoàng Côn năm nay đã 50, không phù hợp tiêu chuẩn của thị ủy. Thứ hai theo tôi biết về kinh nghiệm công tác của đồng chí Hoàng Côn chưa hiểu nhiều về cơ sở. Trong yêu cầu của tỉnh ủy là phải làm việc ở cơ sở 2 năm, điều này đồng chí Hoàng Côn cũng không phù hợp. Thư Chí Cao rất bình tĩnh nói. Ý của tỉnh ủy thực ra là nắm cơ hội này khiến cho một nơi làm điểm sáng trong phát triển. Mà nếu là như vậy thì tôi cho rằng đồng chí Triệu Quốc Đống, bí thư huyện ủy Hoa Lâm càng thích hợp hơn. Câu nói cuối cùng này của Thư Chí Cao như quả đấm đánh mạnh vào ngực Nghiêm Lập Dân. Triệu Quốc Đống là tâm bệnh của y, Thư Chí Cao này có phải là chơi mình không? Nghiêm Lập Dân hơi tái mặt, y nhìn Kỳ Dư Hồng rồi trầm giọng nói. Thị trưởng Thư, đồng chí Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm công tác, hơn nữa đồng chí này làm bí thư huyện ủy chưa lâu, điều chỉnh ra khỏi Hoa Lâm là không thích hợp. Tại sao phải điều chỉnh? Đề cử làm thường vụ thị ủy cũng không nhất định phải điều chỉnh khỏi vị trí công tác mà. Thư Chí Cao cười nói. Hoa Lâm hai năm nay phát triển rất nhanh, tôi thấy Triệu Quốc Đống là lựa chọn thích hợp nhất. Về vấn đề tuổi tôi chỉ thấy tỉnh ủy yêu cầu không quá 48 tuổi, nhưng đâu có yêu cầu trên tuổi gì. Bí thư Kỳ, tôi cảm thấy ý kiến của thị trưởng Thư đáng để suy nghĩ. Đồng chí Hoàng Côn dù là tuổi hay kinh nghiệm công tác đều không thích hợp đề cử. Ngược lại đồng chí Triệu Quốc Đống thích hợp hơn nhiều. Tôi đề nghị liệt đồng chí Sử Chí Hòa và đồng chí Triệu Quốc Đống vào danh sách đề cử với tỉnh ủy. Lục Kiếm Dân lạnh nhạt nói. Nhiệt độ trong phòng hội nghị thoáng cái giảm đi nhiều. Trương Thiên Phóng vùi đầu ghi chép, trong hội nghị ba người thì y đã khéo léo từ chối đề cử Hoàng Côn, mặc dù Hoàng Côn chỉ là thêm cho có nhưng cũng đại biểu thái độ. Quyển 7, chương 98. Kỳ Dư Hồng nhíu mày. Y đang nghiên cứu xem tại sao Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân lại cùng phản đối Hoàng Côn. Theo lý bọn họ phải biết Sử Chí Hòa là lựa chọn chính cơ mà. Ý đồ của Kỳ Dư Hồng là muốn Sử Chí Hòa lên, Hoàng Côn vào chỉ cho có mà thôi. Hoàng Côn không phải lựa chọn thích hợp thì cả Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân đều hiểu. Trương Thiên Phóng lúc trước cũng ý kiến nhưng Kỳ Dư Hồng đã giải thích chỉ là vào cho đủ danh sách. Kỳ Dư Hồng đây là muốn Sử Chí Hòa được tỉnh ủy thông qua. Chẳng qua trình tự thì phải đủ. Cho nên Trương Thiên Phóng mới không nói gì. Nhưng hai người kia cùng nhắc tới đề cử Triệu Quốc Đống làm cho Kỳ Dư Hồng có chút lo lắng. Mặc kệ hai người xuất phát từ công tác Hoa Lâm làm tốt, hay là do Triệu Quốc Đống nhanh như vậy đã quan hệ với bọn họ cũng đáng để cảnh giác. Thư Chí Cao mới đến một tháng mà mơ hồ tỏ vẻ không chịu yếu thế, điều này càng làm Kỳ Dư Hồng chú tâm hơn. Lão Thư, Lão Lục, nếu không ai ý kiến về đồng chí Sử Chí Hòa thì tôi thấy ức lựa chọn người mà báo cáo lên trên đi. Mặc dù trên tỉnh yêu cầu Ninh Lăng báo cáo hai người, trong đó một làm dự bị nhưng trong thời gian này suy nghĩ về hai đồng chí Sử Chí Hòa và đồng chí Hoàng Côn, tôi thấy hai đồng chí này đều phù hợp điều kiện. Mặc dù đồng chí Hoàng Côn hơn nhiều tuổi hơn một chút nhưng cũng không vượt qua hạn mức tối đa của tỉnh quy định. Về phần kinh nghiệm công tác cơ sở thì tôi thấy cũng không có gì không ổn. Đồng chí Hoàng Côn đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy khu khai phát, đây là đầu cầu kinh tế của Ninh Lăng chúng ta. Đồng chí Hoàng Côn làm bí thư đảng ủy thì chính là ngọn cờ đầu. Chẳng qua tỉnh quyết định như thế nào đó là do tỉnh. Tôi thấy hai đồng chí này phù hợp điều kiện, tôi đề nghị cứ do ban tổ chức cán bộ báo cáo lên.
Kỳ Dư Hồng mặc dù nói rất bình tĩnh nhưng lại không cho phản đối. Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân đều cảm nhận được DDPS có chút khó chịu và tức giận. Lục Kiếm Dân không thèm nói gì, mà Thư Chí Cao lại im lặng. Trương Thiên Phóng ở bên ghi chép mà thôi. Phan Viên Chiêu sa sầm mặt ra khỏi văn phòng Dương Thiên Minh. Y thật không ngờ Dương Thiên Minh lại có thái độ cứng rắn như vậy trong vị trí thường vụ thị ủy Ninh Lăng. Dương Thiên Minh trực tiếp bác bỏ đề cử của thị ủy Ninh Lăng, điểm danh thẳng Triệu Quốc Đống. Phan Viên Chiêu nghĩ đến đây liền có chút tức giận, Dương Thiên Minh này quá ngông cuồng, ngay cả bổ nhiệm một thường vụ thị ủy mà cũng can thiệp vào. Phan Viên Chiêu tự nhận mình vẫn đủ tôn trọng Dương Thiên Minh, ở hầu hết các công việc thì vẫn phối hợp tốt. Bây giờ trước khi y lui về sau thì đề cử một thường vụ thị ủy cũng không có gì quá đáng mà, sao Dương Thiên Minh lại dám ngang nhiên phản đối như vậy? Nghĩ vậy, Phan Viên Chiêu quyết định cứ dựa theo phương án đã thống nhất mà báo cáo lên bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công. Mặc dù Quý Thành Công không chuyên môn hỏi về nội dung phương án lần này, nhưng cũng từng hỏi đến vài thị xã, chẳng qua không nhắc gì tới bên Ninh Lăng. Điều này làm cho Phan Viên Chiêu bình tĩnh và tự tin hơn nhiều. Dù cho sau đại hội đảng, Quý Thành Công sẽ rời khỏi tỉnh An Nguyên nhưng tuổi của Quý Thành Công chưa đến, như vậy Quý Thành Công ủng hộ thì dù Dương Thiên Minh có phản đối cũng vô ích. Phan Viên Chiêu cũng không lo nhiều cho chính mình. Sang năm y sẽ tới Đại hội đại biểu nhân dân, đây là điều được tổ chức xác định. Dương Thiên Minh có lẽ cũng rời khỏi tỉnh An Nguyên, cụ thể đi đâu không rõ. Mặc dù Phan Viên Chiêu thấy Triệu Quốc Đống cũng được nhưng nếu đã đáp ứng Kỳ Dư Hồng, hơn nữa đây là người thị ủy Ninh Lăng đề cử thì xuôi dòng đẩy thuyền đi. Phan Viên Chiêu không tin một mình Dương Thiên Minh có thể lật trời. Ngay khi Phan Viên Chiêu còn đang cân nhắc trình bày phương án điều chỉnh này với Quý Thành Công, Dương Thiên Minh đã nhàn nhã cầm chén trà đi vào văn phòng của Quý Thành Công. Lão Dương, ngồi đi. Thấy Dương Thiên Minh tới, Quý Thành Công cũng không hề ngạc nhiên. Quan hệ hai người mặc dù không quá mật thiết nhưng có nhiều điểm tương đương nhau, có tiếng nói chung. Đương nhiên có tiếng nói chung không có nghĩa hoàn toàn nhất trí trong xử lý công việc, cũng không chấp nhận nhường bước khi có tranh đoạt về lợi ích. Bí thư có cái uy của mình, mà phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng có phạm vi của công việc của y. Trong phạm vi công việc thì Dương Thiên Minh cũng có sức ảnh hưởng lớn, đây là do quyết định cơ cấu tổ chức của đảng. Dương Thiên Minh nhìn bức tranh chữ treo trong văn phòng Quý Thành Công. Tôi không muốn gì, dân làm chủ. Đây là câu trong Đạo Đức Kinh. 5 năm trước Dương Thiên Minh được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy. Y làm ở vị trí này 5 năm, mà Quý Thành Công lúc đó cũng vừa tới. Ai cũng nói tình cảm quân tử nhạt như nước, Dương Thiên Minh thật ra cảm giác quan hệ của mình và Quý Thành Công cũng có mùi. Y tới văn phòng Quý Thành Công liền nhìn vào bức tranh kia đầu tiên, nghe nói là do bạn tốt của Quý Thành Công tặng. Mặc dù không phải danh gia gì nhưng Quý Thành Công lại thích nó. Quý Thành Công cũng chú ý đến vẻ mặt có chút phức tạp của Dương Thiên Minh nên cười nói. Sao thế lão Dương, tôi thấy anh đầy cảm xúc, có phải thấy gì không? Ừ, bức tranh chữ này viết rất hay. Tôi nhớ bức tranh này đã treo ở đó 5 năm, ngay cả vị trí cũng chưa từng đổi. Dương Thiên Minh gật đầu nói. Thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái đã 5 năm, đời người có mấy lần 5 năm, mà có thể công tác cùng nhau được mấy lần như vậy. Đúng thế. Công tác 5 năm với nhau là có duyên. Lúc còn trẻ thì không nhận thấy, chỉ cần có chút tuổi là thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Quý Thành Công gật đầu nói. Bí thư Quý, anh nói đúng. Chúng ta công tác ở An Nguyên cùng nhau 5 năm, rốt cuộc chúng ta đã lưu được gì cho dân chúng An Nguyên? Dương Thiên Minh cười nói. Để lại gì ư, lời này đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Quý Thành Công suy nghĩ một chút rồi nói. Nói để lại mấy thứ như phát triển kinh tế thì đó là công việc bên chính quyền. Mặc dù có quan hệ với chúng ta nhưng không trực tiếp. Tôi cảm thấy chúng ta chỉ có thể lưu lại chế độ và tác phong làm việc, còn là một đám cán bộ có năng lực. Dù Quý Thành Công hay Dương Thiên Minh đều biết rõ một điều cả hai không thể tiếp tục làm bí thư tỉnh ủy và phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên. 5 năm thoáng cái trôi qua, đã là lúc bọn họ rời đi. Mỗi một vị lãnh đạo đều có phong cách làm việc của mình. Quý Thành Công và Dương Thiên Minh thực ra cũng không ghen ghét gì Ninh Pháp, cơn sóng cải cách đang và sẽ diễn ra. Bí thư nói đúng, chúng ta có thể lưu lại chỉ là tác phong làm việc và cán bộ có năng lực. Về phần chế độ tôi thấy ở đâu chẳng giống nhau. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư, theo ý kiến của tỉnh ủy thì đã có phương án điều chỉnh thêm thường vụ thị ủy cho 4 thị xã, trưởng ban Phan và tôi có ý kiến khác nhau. Tôi muốn nói chuyện với anh về ý kiến của mình. Quý Thành Công kiên nhẫn nghe Dương Thiên Minh giới thiệu, Quý Thành Công nghe khá cẩn thận,
nếu Dương Thiên Minh đã đến tận nơi nói về phương án kia thì cũng có đạo lý nhất định. Nhất là khi nói tới đề cử của thị ủy Ninh Lăng, Quý Thành Công liền hiểu ra một chút. Lão Dương, tôi đồng ý quan điểm của anh. An Nguyên đang đứng trước cơ hội phát triển, chúng ta cần phải dùng cán bộ có năng lực làm kinh tế tốt cho khóa sau. Anh bảo lão Phan điều chỉnh lại phương án. Quý Thành Công gật đầu nói. Lần trước tôi lên Bắc Kinh vừa lúc gặp phải Lưu Thác, bạn học của anh ở trường đảng. Lưu Thác còn hỏi tôi về anh, tôi cũng thay anh mời anh ta tới An Nguyên chơi. Dương Thiên Minh hơi giật mình mà nói. Ừ, tôi và anh ta đã lâu không liên lạc, anh ta còn bận hơn tôi, không có thời gian mà gọi điện. Lão Dương, bạn học phải thường xuyên liên lạc mới giữ được tình cảm. Ai cũng nói bạn càng đi càng gần mà. Quý Thành Công cười nói. Sau này chúng ta công tác khác tỉnh cũng thường xuyên liên lạc. Từ ngày 12 đến 18 tháng 9 năm 1997, Đại hội Đảng lần 15 của Trung Quốc thuận lợi diễn ra tại Bắc Kinh. Trong hội nghị bầu ra các ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết. Bí thư tỉnh ủy Hoàn Trung, Tô Giác Hoa được chọn làm ủy viên Bộ Chính trị. Quý Thành Công, Ninh Pháp, Dương Thiên Minh, Trương Nghiễm Lan, Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên được chọn làm ủy viên Trung ương Đảng. Hùng Chính Lâm được chọn làm ủy viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ngày 12 tháng 10, Thị ủy Ninh Lăng nhận được thông báo của Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống làm thường vụ Thị ủy Ninh Lăng. Quyển 8, chương 1. Kỳ Dư Hồng lúc này rất buồn bực. Đối với việc tỉnh ủy phủ định đề cử của Thị ủy Ninh Lăng mà trực tiếp xác định Triệu Quốc Đống làm thường vụ, đây không chỉ là một việc bổ nhiệm, mà bao gồm cả việc tỉnh ủy chối bỏ công tác của Thị ủy Ninh Lăng do y lãnh đạo. Kỳ Dư Hồng cho là như vậy. Phan Viên Chiêu lúc gọi điện cũng không vui vẻ gì. Phan Viên Chiêu nói rõ Quý Thành Công không chấp nhận người mà Thị ủy Ninh Lăng đề cử, có hướng nghiêng về Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy. Phan Viên Chiêu không rõ điều này có phải là do nửa năm nay Hoa Lâm thường xuyên xuất hiện trên truyền thông hay còn vấn đề gì khác. Nhưng có một điểm dám chắc Quý Thành Công biết Triệu Quốc Đống, hơn nữa còn coi trọng. Quý Thành Công không biết gì về Sử Chí Hòa, ngoài việc biết đó là bí thư huyện ủy nào đó ở Ninh Lăng, thậm chí ngay cả tuổi và thành tích của Sử Chí Hòa cũng không biết. Sau khi nhận được tin này, Kỳ Dư Hồng cả đêm không thể ngủ. Y biết Phan Viên Chiêu đã cố hết sức. Ở tình hình bình thường thì trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có quyền lên tiếng đối với một thường vụ thị ủy bình thường, nhưng không ngờ bí thư tỉnh ủy lại coi trọng Triệu Quốc Đống. Ngoài việc Kỳ Dư Hồng thầm mắng Triệu Quốc Đống biết tạo thế thì chỉ chủ tịch tỉnh trách Sử Chí Hòa số đen. Nếu không phải yêu cầu thường vụ thị ủy bắt buộc phải sinh ra trong địa phương đó thì Phan Viên Chiêu có thể điều chỉnh Sử Chí Hòa đến nơi khác. Trên thực tế sau khi tin tức này truyền ra làm rất nhiều người Ninh Lăng phải suy nghĩ. Đau nhất chính là Nghiêm Lập Dân. Y vốn nghĩ rằng quyết định của hội nghị thường ủy rồi trình lên tỉnh ủy là không vấn đề gì. Nhưng không ngờ tỉnh ủy lại quyết định như vậy, đây là điều hiếm thấy trong cả tỉnh, đây là một sự nhắc nhở đối với phó bí thư thị ủy mới nhận chức như y. Nghiêm Lập Dân không hiểu tại sao Triệu Quốc Đống lại được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng như vậy. Theo y thấy nó là nhờ trước đó Tương Uẩn Hoa không ngừng yêu cầu truyền thông đưa tin về Hoa Lâm. Trước một tuần khi ban tổ chức cán bộ chính thức bổ nhiệm thì Triệu Quốc Đống đã biết. Đó là do Lưu Triệu Quốc gọi đến báo cho Triệu Quốc Đống. Sau khi được biết Dương Thiên Minh và Quý Thành Công đồng ý trong việc để Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng, Lưu Triệu Quốc đoán vấn đề này đã không có việc gì nên gọi cho Triệu Quốc Đống. Trình Nhược Lâm có chút ngạc nhiên Triệu Quốc Đống nghe điện đến nửa tiếng, hơn nữa còn tránh cô, điều này làm cô có chút tò mò. Bình thường khi Triệu Quốc Đống ở bên cô thì không muốn nghe điện, dù nghe cũng chỉ nói vài câu là xong. Trình Nhược Lâm vốn không muốn nghe trộm nhưng tò mò không nhịn được. Nhưng cô chỉ thấy Triệu Quốc Đống lẳng lặng đứng trước cửa sổ mà nghe, thi thoảng hỏi một hai câu với ý không rõ. Nửa tiếng sau Trình Nhược Lâm mới phát hiện Triệu Quốc Đống dừng điện thoại, trong mắt lộ rõ sự hưng phấn và kích động. Đêm đó Trình Nhược Lâm mới phát hiện người đàn ông trên người mình lại phóng đãng như vậy, không hề chấp nhận lời cầu xin của cô, không ngừng đẩy cô lên đỉnh. Ngay cả cô cũng không ngờ thể lực của mình lại điên cuồng như vậy. Triệu Quốc Đống cũng kinh ngạc vì biểu hiện của mình. Hắn muốn tìm người chia sẻ. Điều này hơi giống so với năm trước hắn cùng Từ Xuân Nhạn. Chẳng qua cảm giác hai lần là hoàn toàn khác nhau. Sau khi ân ái, Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh. Trình Nhược Lâm mệt mỏi và thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Thời tiết Ninh Lăng vào tháng 10 rất đẹp, nhiệt độ lạnh dần lên, hai người nằm ôm nhau trên giường là rất tuyệt. Với tính cách của Lưu Triệu Quốc thì không tuyệt đối nắm chắc sẽ không nói chuyện với hắn.
mà tính cách của Dương Thiên Minh thì khi đã nói với Lưu Triệu Quốc thì chuyện cũng đã thành. Tỉnh bác bỏ đề cử của thị ủy Ninh Lăng, trực tiếp bổ nhiệm người không phải không có, nhưng nó đại biểu cái nhìn của tỉnh ủy. Đó chính là đề cử của Ninh Lăng không phù hợp ý đồ của tỉnh ủy, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hắn. Triệu Quốc Đống cũng không rõ nhưng bây giờ hắn không cần lo tới việc này. Tỉnh ủy chỉ là xác định thân phận thường vụ thị ủy của hắn, nhưng hắn đảm nhiệm công việc gì là phải do thị ủy quyết định. Mình có điều chỉnh hay không? Triệu Quốc Đống thực tế muốn ở lại Hoa Lâm, nhưng hắn biết khả năng này rất hiếm. Quận ủy Tây Giang đang thiếu bí thư, mà quận Tây Giang có tổng GDP cao nhất Ninh Lăng, hơn nữa còn cả cơ cấu nữa, Triệu Quốc Đống biết trọng trách ở quận Tây Giang sẽ khó thoát khỏi tay mình. Nếu để hắn ở lại Hoa Lâm là tốt nhất, Hoa Lâm có trụ cột tốt như vậy, theo tốc độ bây giờ thì 2-3 năm vượt qua quận Tây Giang cũng là bình thường. Hắn tốn 5 năm là có thể biến một huyện nghèo cấp quốc gia trở thành đứng đầu thị xã, hơn nữa giai đoạn một công trình cải tạo thành cũ đã hoàn thành, bây giờ huyện thành Hoa Lâm phù hợp người ta sống. Bí thư quận ủy quận Tây Giang, khả năng này là rất lớn. Bây giờ quận Tây Giang có nhiều vấn đề khó khăn, chủ tịch Tăng Lệnh Thuần bận như đội viên cứu hỏa, không có tinh lực triển khai công việc khác. Thu tài chính tăng quá chậm, thu hút đầu tư còn kém nhiều. Tăng Lệnh Thuần lại mới được bầu, lòng người ở quận đang tan rã, sa sút. Như Quế Toàn Hữu nói đây là giai đoạn hỗn loạn nhất của quận Tây Giang, các cán bộ đều chờ đợi xem ai có thể tới. Cũng có một khả năng là Hoàng Côn đến làm bí thư quận ủy Tây Giang, mà hắn điều tới làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Kết quả này cũng được, mặc dù khu khai phát 2 năm qua phát triển chậm nhưng dù sao nó không có gánh nặng lịch sử. Hơn nữa khu khai phát là cánh cửa kinh tế của thị xã Ninh Lăng, dù là ai làm ở đó thì thị xã cũng toàn lực ủng hộ, có ưu thế hơn hẳn các quận, huyện khác. Triệu Quốc Đống đoán đến 3 hôm sau mới bắt đầu có quyết định chính thức. Trương Thiên Phóng chính thức thông báo với Triệu Quốc Đống là thị ủy muốn điều chỉnh công việc của hắn. Bí thư Kỳ Dư Hồng muốn nói chuyện với hắn. Sau khi nhận được điện của Trương Thiên Phóng, Vưu Liên Hương cũng gọi cho Triệu Quốc Đống. Khi lựa chọn bí thư quận ủy Tây Giang, Kỳ Dư Hồng đã hỏi ý kiến của Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương đã đề cử Hoàng Côn nhưng Kỳ Dư Hồng cho rằng Hoàng Côn thiếu sự sáng tạo. Tây Giang bị bệnh nặng nên cần thuốc mạnh, Vưu Liên Hương liền đề cử Sử Chí Hòa và Triệu Quốc Đống. Sau đó khi Kỳ Dư Hồng báo với Vưu Liên Hương là tỉnh ủy cơ bản xác định Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng, Vưu Liên Hương không tỏ thái độ mà nói cần suy nghĩ. Cậu giấu sâu thật đó, vào thường vụ thị ủy mà còn giấu Vưu tỷ. Vưu Liên Hương cười nói. Vưu tỷ, tôi sao dám nói láo với chị, tôi mới nghe được từ hôm trước mà thôi, nhưng chưa có quyết định rõ ràng thì sao tôi dám nói lung tung. Chuyện này chị biết mà, một ngày chưa có văn bản thì chưa tính mà, có thể có biến hóa. Hừ, đừng miệng lưỡi với chị, tôi thấy bí thư Kỳ đang rất buồn bực, bị cậu gõ cho cú này quá mạnh rồi, làm hỏng hết kế hoạch. Vưu Liên Hương cười cười một tiếng. Vưu tỷ, nói thật tôi muốn ở lại Hoa Lâm, tôi không dám mạnh miệng nhưng để tôi ở Hoa Lâm, dù cho bí thư quận ủy Tây Giang là ai, trong 2 năm GDP, thu tài chính và thu nhập dân chúng của Hoa Lâm không vượt qua Tây Giang, tôi mang họ tên kia. Triệu Quốc Đống đổi chủ đề. Trụ cột của Hoa Lâm đã tốt. Bây giờ có người muốn lên hái đào thì sao được? Cậu đó, được lợi mà còn kêu than, địa vị của Tây Giang thì Hoa Lâm có thể so sánh sao? Vưu Liên Hương cười mắng. Mặc dù bây giờ Tây Giang có chút khó khăn nhưng trụ cột còn đó, chỉ cần khởi động lại thì tôi nghĩ kinh tế Tây Giang sẽ một lần nữa có tác dụng đầu tàu của Ninh Lăng. Được rồi, tôi ở lại Hoa Lâm, ai muốn đến Tây Giang thì đến, tôi không đến. Sử Chí Hòa không phải muốn tới Tây Giang sao? Để hắn tới đó đi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Được rồi, tôi chỉ thông báo với cậu mà thôi, chờ cậu vào thường vụ thì chỉ là phân công mà thôi. Cậu chỉ cần phục tùng tổ chức là được. Vưu Liên Hương mắng. Cậu bây giờ đừng có mà chọn béo bỏ gầy, không thể có chuyện tốt cậu chiếm hết mà. Quyển 8, chương 2. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi cẩn thận suy nghĩ. Tin tức của Kỳ Dư Hồng nhanh thật, hắn biết tin chưa đầy 2 ngày. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy chưa tiến hành mà y đã biết được việc này. Kỳ Dư Hồng đương nhiên hiểu rõ quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương rất tốt, có thể hỏi ý kiến Vưu Liên Hương chính là muốn truyền tin tức. Mặc dù bí thư thị ủy và phó bí thư thị ủy một lòng muốn đẩy Sử Chí Hòa lên nhưng đã bị Triệu Quốc Đống đánh bay, chỉ sợ điều này sẽ làm Kỳ Dư Hồng phải suy nghĩ. Tin kia truyền tới chính là có ý muốn hòa giải đôi chút. Tất cả đã là quá khứ, nếu đã xác định thì không nên phải so đo chuyện lần trước.
Dù sao Kỳ Dư Hồng cũng là một bí thư thị ủy khá được, mặc dù y toàn lực đẩy hai người kia, nhưng dù sao cũng không gây khó dễ gì cho hắn. Có ai không có thân tín, ai có thể không có bạn bè thân thiết, Triệu Quốc Đống thấy điều này là rất bình thường. Chỉ cần không chơi đều sau lưng là được, còn quang minh chính đại cạnh tranh thì Triệu Quốc Đống có thể hiểu. Đương nhiên muốn chơi sau lưng thì Triệu Quốc Đống không phải không làm được. Trong tay hắn cũng nắm giữ một vài tin tức, chẳng qua hắn không cần phải làm như vậy sẽ phá vỡ quy định ngầm của chính trị, mà còn đẩy vào ngõ cụt, cấp trên kiêng nhất là vấn đề này. Một khi đi vào con đường đó thì tiền đồ chính trị của anh sẽ dừng lại. Tin Kỳ Dư Hồng truyền tới có ý gì? Làm cho mình tới Mỹ ca hay là cho mình chọn một vị trí thích hợp? Triệu Quốc Đống chưa thể xác định, chẳng lẽ mình và Hoàng Côn đổi vị trí cho nhau? Triệu Quốc Đống hiểu nếu Kỳ Dư Hồng đã rõ ràng trưng cầu ý kiến của Vưu Liên Hương, như vậy khả năng hắn lại Hoa Lâm gần như không thể. Dù là ai làm bí thư quận ủy Mỹ ca thì vị trí của hắn phải động. Khả năng giữa khu khai phát và Mỹ ca là ngang nhau. Thành tích của khu khai phát là rất bình tĩnh, Hoàng Côn quen làm việc ở thị ủy nên thiếu ý tưởng mới, tìm đủ đường để mở cục diện nhưng không ăn thua. Điều này làm Kỳ Dư Hồng cũng rất thất vọng. Nhưng Hoàng Côn lại trung thành theo Kỳ Dư Hồng vài năm nên không thể vì không làm tốt mà dễ dàng điều chỉnh được. Nếu không như vậy chính là Kỳ Dư Hồng tự tát vào miệng mình. Bây giờ có cơ hội thích hợp, Hoa Lâm về cơ bản đã vào quỹ đạo, con đường phát triển là rõ ràng, Hoàng Côn có thể đảm nhiệm ở Hoa Lâm hay không thì Kỳ Dư Hồng cũng cần suy nghĩ. Chẳng qua hắn đến làm ở khu khai phát thì ai tới làm bí thư quận ủy Mỹ ca? Sử Chí Hòa, Tiêu Phượng Minh, có thể nhưng không giống. Triệu Quốc Đống cũng phải tốn thời gian cân nhắc nhưng có một điều khẳng định được đó là hắn rời khỏi Hoa Lâm mà Đường Diệu Văn không thể có cơ hội lên làm bí thư huyện ủy. Đường Diệu Văn mới tới, thành tích gần như chưa có thì sao có thể thực hiện. Nếu như vậy Hoàng Côn có thể có cơ hội tới Hoa Lâm làm bí thư huyện ủy. Lúc này Vương Phủ Mỹ gọi tới. Ồ, Mỹ ca, cảm ơn Mỹ ca, hôm nào em mời khác. Được, đương nhiên rồi, anh phải thay bố trí giúp em, chúng ta không say không về. Vương Phủ Mỹ gọi tới thông báo cho Triệu Quốc Đống biết hội nghị thường vụ tỉnh ủy vừa diễn ra và thông qua phương án điều chỉnh thường vụ thị ủy. Tên Quốc Đống bất ngờ được đưa vào. Có lẽ 2-3 ngày nữa ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ chính thức gửi tới thị ủy Ninh Lăng. Xem ra hiệu quả đúng là nhanh, hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua thì không thể có biến hóa nữa. Chỉ sợ trong vài hôm tới là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ gửi văn bản tới. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Thời buổi này đúng là không dễ dàng gì. Vân Đạt, anh đang ở đâu vậy? Bí thư Triệu, tôi đang ở nhà máy thiết bị, một vài đồng chí công nhân phản ánh vấn đề, tôi đang trao đổi với bên nhà máy. Ừ, vấn đề không lớn, tôi có thể giải quyết được. Bí thư Triệu, tôi lập tức về, ở đây cũng không có chuyện. Tôi giao lão Khổng xử lý là được. Hoắc Vân Đạt nghe giọng Triệu Quốc Đống có vẻ khác bình thường nên có chút kinh ngạc. Quan hệ giữa y và Triệu Quốc Đống đã tốt hơn nhiều. Ngoài việc nghe nói Triệu Quốc Đống rất cứng rắn ở Hoa Lâm ra, Hoắc Vân Đạt có thể hiểu về Hoa Lâm chỉ là mấy chỉ tiêu kinh tế mà thôi. Lưu Như Hoài mặc dù có quan hệ tốt với Hoắc Vân Đạt nhưng lại chưa tới mức cực thân. Hơn nữa Lưu Như Hoài không hiểu nhiều về Triệu Quốc Đống, chỉ có thể giới thiệu qua. Vì thế đến khi Hoắc Vân Đạt tới Hoa Lâm thì mới coi như tạo được quan hệ khá hòa hợp với Triệu Quốc Đống. Trong gần nửa năm công tác, hai bên có nhiều điểm nhất trí. Xử lý công việc đều giống nhau khiến hai người có quan hệ mật thiết. Không ít lần Triệu Quốc Đống thậm chí bỏ qua Phó Chủ tịch Thường trực Miêu Nguyệt Hoa mà trực tiếp bố trí Hoắc Vân Đạt đi làm. Hoắc Vân Đạt cũng có thể cảm nhận được việc Triệu Quốc Đống coi trọng mình. Mặc dù Triệu Quốc Đống nhỏ hơn y mười mấy tuổi nhưng y không thể thừa nhận rất nhiều vấn đề vị bí thư huyện ủy quá trẻ tuổi này có quan điểm vượt quá thời đại. Mà mọi chuyện diễn ra thường theo đúng suy đoán của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên quan điểm. Tác phong làm việc của hai người không hoàn toàn nhất trí. Triệu Quốc Đống đúng là đánh giá cao Hoắc Vân Đạt, vị phó chủ tịch huyện vẫn luôn làm công tác cơ sở người mấy năm, từ một cán bộ cơ sở lên làm bí thư đảng ủy xã, khu, nếu không có bản lĩnh thì sao được. Hơn nữa liên tục 3 năm được bầu làm cán bộ tiêu biểu, chỉ riêng uy tín đã đủ nói rõ vấn đề. Mà Hoắc Vân Đạt công tác ở Hoa Lâm cũng không làm Triệu Quốc Đống thất vọng. Chỉ riêng vấn đề cải cách mấy công ty nhà nước đã được Hoắc Vân Đạt đẩy mạnh, mặc dù trong quá trình xuất hiện vài vấn đề nhỏ nhưng Hoắc Vân Đạt có thể nhanh chóng xử lý tốt, về cơ bản không tạo thành cơn sóng quá lớn, không cần Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn phải quan tâm. Sau đó mấy hạng mục thu hút đầu tư cũng là điểm sáng của Hoắc Vân Đạt.
Hoắc Vân Đạt vội vàng vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Trong điện thoại Triệu Quốc Đống mặc dù không nói gì nhưng Hoắc Vân Đạt có thể cảm nhận ra Triệu Quốc Đống có thể có việc lớn cần bàn. Về phần chuyện gì thì trên đường Hoắc Vân Đạt vẫn đang suy nghĩ. Chuyện công việc thì Hoắc Vân Đạt lập tức bác bỏ. Trong thời gian này y làm việc khá thuận lợi, dù là hạng mục đầu tư của tập đoàn Elite hay là hạng mục nhà máy xử lý nước thải với tổng vốn 80 triệu cũng đều tốt, hạng mục mặc dù có tranh cãi nhưng cuối cùng vẫn được xác định. Dự tính năm sau hạng mục này có thể đi vào tiến hành. Chẳng lẽ là, sớm có lời đồn Triệu Quốc Đống đang cạnh tranh chức bí thư quận ủy Tây Giang? Chẳng lẽ nói là Triệu Quốc Đống vượt qua Sử Chí Hòa? Còn có lời đồn trên tỉnh sẽ thêm một thường vụ thị ủy, chủ yếu là bí thư quận ủy quận phát triển, tạo thành tấm gương đi đầu. Nhưng hình như vẫn chưa có phản ứng mà, không biết là thật hay giả. Hơn nữa nghe nói thị ủy đề cử Sử Chí Hòa với tỉnh ủy. Trong lúc nhất thời Hoắc Vân Đạt rất khó hiểu, y đúng là không nghĩ ra Triệu Quốc Đống gọi mình về làm gì. Khi Hoắc Vân Đạt vào văn phòng Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đang ngồi sau bàn đọc Đạo Đức Kinh. Hắn đã đọc quyển này vài lần, nhưng mỗi lần đọc đều có một cảm nhận riêng. Hoắc Vân Đạt giúp Triệu Quốc Đống nhiều việc thậm chí hơn cả Quế Toàn Hữu. Nếu nói Quế Toàn Hữu giúp Triệu Quốc Đống xử lý công việc hàng ngày, như vậy Hoắc Vân Đạt chính là đại tướng của hắn. Vân Đạt, ngồi đi. Triệu Quốc Đống bỏ sách xuống và cười nói. Bí thư Triệu, có chuyện gì quan trọng phải không? Hoắc Vân Đạt có chút khó hiểu nói. Vân Đạt, tôi có thể được điều đi. Triệu Quốc Đống xua tay ngăn Hoắc Vân Đạt đang định nói chuyện. Anh ngồi đi, tôi cũng không giấu gì anh. Hôm nay hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thông qua việc tôi làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng. Mà ý của thị ủy có lẽ điều chỉnh vị trí của tôi bây giờ, có lẽ không phải khu khai phát thì là Tây Giang. Quyển 8, chương 3. Hoắc Vân Đạt rất giật mình nhìn Triệu Quốc Đống. Thường vụ thị ủy, không phải nói thị ủy đề cử Sử Chí Hòa, Hoàng Côn là nhân viên dự bị sao? Tỉnh ủy không chấp nhận đề cử của Ninh Lăng mà chọn người khác, điều này Hoắc Vân Đạt chưa bao giờ nghe nói tới. Bí thư Triệu, ý của ngài là ngài sẽ rời khỏi Hoa Lâm. Theo lý Triệu Quốc Đống lên làm thường vụ thị ủy đó là bước tiến mà bao cán bộ cấp chính huyện không thể vượt qua. Mà vị bí thư huyện ủy này mới 27 tuổi đã vượt qua, bây giờ tiến vào cấp phó giám đốc sở, đây là một điều chưa từng có trong lịch sử. Quan trọng nhất chính là Triệu Quốc Đống thay đổi vị trí sẽ ảnh hưởng gì đối với mình. Triệu Quốc Đống vào thị ủy tức là có quyền tham gia các quyết định. Có thể nói sau này khi mình lên chức thì Triệu Quốc Đống sẽ có quyền lên tiếng. Hoắc Vân Đạt biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Trương Thiên Phóng, có quan hệ này hơn nữa Triệu Quốc Đống còn là thường vụ thị ủy thì cũng làm khả năng của hắn được nâng cao. Nhưng Triệu Quốc Đống lại đi khỏi Hoa Lâm, điều này có nghĩa Hoắc Vân Đạt mất cơ hội dựa vào Triệu Quốc Đống, mất cơ hội tăng cường quan hệ. Triệu Quốc Đống đến Hoa Lâm đã được 3 năm, có thể nói nơi đây có nhiều tình cảm với hắn. Hắn cũng không muốn đi. Khi tôi mới tới thì Hoa Lâm còn nghèo khó, đến bây giờ tuy không dám nói Hoa Lâm thay đổi do tôi hết, nhưng coi như tôi bỏ ra không ít tâm huyết, có không ít tình cảm. Bây giờ sẽ rời đi, tôi thực lòng cũng không muốn. Bí thư Triệu, chẳng lẽ ngài lên làm thường vụ thị ủy nhất định phải rời Hoa Lâm sao? Tôi nghe nói tỉnh ủy bố trí thêm thường vụ thị ủy ở các quận, huyện có kinh tế phát triển, mục đích là làm mẫu cho các nơi khác. Mà Hoa Lâm chúng ta chỉ cần giữ xu thế này thì trong 2-3 năm nhất định sẽ vượt qua Tây Giang, làm lá cờ đầu của kinh tế Ninh Lăng là chuyện sớm muộn. Hoắc Vân Đạt cũng biết khả năng Triệu Quốc Đống ở lại gần như bằng không, nhưng y vẫn không nhịn được mà nói. Vân Đạt, Triệu Quốc Đống đang định nói chuyện thì có điện thoại gọi tới. Phóng ca, ha ha, cảm ơn, tôi cũng mới biết, tôi sao dám giấu quan anh, không phải chờ có văn bản tới thì mới dám xác định sao. Ha ha. Một ngày văn bản chưa xuống thì chưa tính. Đương nhiên rồi, phóng ca ra chiêu thì thằng em dù phá sản cũng phải tiếp. Nhất định như vậy đi. Triệu Quốc Đống vừa đặt máy xuống thì lại có người gọi tới. Bí thư Lục, ồ, chuyện này ngài cũng biết rồi sao? Cảm ơn ngài đã quan tâm và ủng hộ tôi. Ừ, bí thư Lục bố trí tôi đương nhiên sẽ đến, nhất định như vậy. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi dập máy. Một lần nói chuyện mà không ngừng có người gọi điện đến phá đám. Điện thoại một lần nữa đổ chuông. Quốc Đống, cậu được đó. Tôi nói thị xã đề cử mà cậu không có động tác gì, ngoài việc tạo thế. Thì ra cậu đã sớm có hành động rồi, cậu quá âm hiểm. Lam Quang cười phá lên nói. Động tác trên thị xã như thế nào thì anh biết mà, không phải giống cách làm bên Miên Châu cùng Kiến Dương sao. Kinh tế trên hết,
chỉ tiêu đệ nhất, trùng hợp là hai năm nay Hoa Lâm may mắn phát triển nhanh một chút nên lọt vào mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Lam ca không nên hại tôi như vậy chứ. Triệu Quốc Đống cũng theo địa vị thay đổi mà xưng hô khác hơn. Lam Quang rất hài lòng với cách gọi của Triệu Quốc Đống, y cười nói. Quốc Đống, cậu đừng có ra vẻ với tôi. Sử Chí Hòa dễ bị đánh ngã như vậy sao? Bây giờ Bí Thư Kỳ sợ là rất buồn bực mà. Được rồi, cậu lần này làm mất lòng quá nhiều người rồi. Cậu sang vị trí mới làm cho tốt, để Bí Thư Kỳ nở mày nở mặt nếu không cậu chờ xem. Triệu Quốc Đống cũng đang cân nhắc lời Lam Quang nói. Lam Quang và Lục Kiếm Dân không cùng phía, tác phong làm việc của hai người khác nhau. Lục Kiếm Dân đi lại gần với Thư Chí Cao, còn Lam Quang lại lắc lư. Anh rất khó biết y đứng phía nào. Chẳng qua có thể khẳng định Lam Quang có căng thẳng với Nghiêm Lập Dân. Trong hệ thống chính pháp Lam Quang đã có vài điều chỉnh nhỏ, đây là nhằm vào bộ máy mà Nghiêm Lập Dân đã tạo ra từ trước. Ví dụ như để bà Trần Lôi làm phó cục trưởng cục công an thị xã. Triệu Quốc Đống không biết Lam Quang đây là tỏ ý tốt với mình, hay là muốn đánh mạnh vào hệ thống công an Ninh Lăng. Cục trưởng cục công an thị xã, Mã Nguyên Sinh được Nghiêm Lập Dân mạnh mẽ đề cử, mặc dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng thị ủy vẫn thông qua. Trong hệ thống công an có thể nói Nghiêm Lập Dân đang khống chế hoàn toàn. Lam Quang gần như không cho tay được vào hệ thống công an Ninh Lăng. Nhất là Nghiêm Lập Dân còn làm phó bí thư thị ủy, Lam Quang muốn đứng vững trong hệ thống chính pháp là không dễ. Bây giờ Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân về cơ bản đi chung đường, nhất là khi Thư Chí Cao cùng Lục Kiếm Dân rõ ràng qua lại cùng nhau, Kỳ Dư Hồng càng phải liên minh với Nghiêm Lập Dân. Chỉ là như vậy cũng có không ít vấn đề. Thứ nhất, Nghiêm Lập Dân có quan hệ không tốt với mấy thường vụ khác. Dù là Trương Thiên Phóng, Vưu Liên Hương là người theo Kỳ Dư Hồng thì cũng chỉ có quan hệ bình thường với Nghiêm Lập Dân. Mà Kim Vĩnh Kiện, Chu Xuân Tú, Mao Bình càng đối đầu với y. Điều này làm Kỳ Dư Hồng muốn hợp nhất thế lực của Mạch Gia Huy có chút khó khăn. Ngoài ra Nghiêm Lập Dân có quan hệ khá khẩn trương với cấp huyện. Lúc trước mạnh mẽ đề bạt trưởng phòng công an khiến không ít lãnh đạo chủ yếu cấp huyện phản đối. Nhưng động tác này khiến y có điểm trong cục công an thị xã. Nhưng y cũng có mâu thuẫn với chính quyền huyện, mà Triệu Quốc Đống là ví dụ rõ nhất. Lam Quang ở trạng thái này liền tỏ ý muốn đưa Trần Lôi lên, Triệu Quốc Đống cũng rất ủng hộ nhưng vẫn có điều cần suy nghĩ. Mà Lam Quang có lẽ cũng thấy thời cơ chưa tới nên chưa áp dụng vào thực tế. Mấy cuộc điện thoại gọi tới, Hoắc Vân Đạt cũng có thể đoán ra Triệu Quốc Đống nói chuyện với ai. Cách gọi phóng ca là rất thân thiết, Hoắc Vân Đạt nghĩ đó là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Trương Thiên Phóng. Bảo sao Triệu Quốc Đống cũng nói sau này vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau này Triệu Quốc Đống đi đâu muốn tạo uy tín thì phải điều chỉnh nhân sự. Mà cán bộ cấp phó huyện muốn điều động thì dù Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy thì không có ban tổ chức cán bộ thị ủy ủng hộ, vậy anh rất khó thực hiện. Bí thư Lục, trên thị ủy chỉ có một người họ Lục đáng được Triệu Quốc Đống gọi như vậy. Hoắc Vân Đạt cũng có thể đoán ra đối phương là phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lục Kiếm Dân. Từ cách nói chuyện hai người cũng có thêm một điểm trên công việc. Về phần người cuối cùng họ Lam thì không nhiều mấy, cả thị xã chỉ có một họ Lam là Lam Quang. Nhất là Câu Miên Châu Kiến Dương càng xác định thân phận của đối phương. Lam Quang không phải từ bên Miên Châu sang Ninh Lăng sao? Hoắc Vân Đạt cảm thấy quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lam Quang tuy không thân bằng Trương Thiên Phóng nhưng quen thuộc hơn với Lục Kiếm Dân nhiều. Vân Đạt, chúng ta nói tới đâu rồi? Ôi, một cuộc nói chuyện mà bị phá ngang nhiều quá, mất hết cả hứng. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ nói. Hoắc Vân Đạt cười cười đầy ẩn ý mà nói. Bí thư Triệu. Thân phận của ngài bây giờ đã khác, bọn họ gọi tới đều là chúc mừng. Ừ, sau này ngài cũng là người cùng cấp với bọn họ. Ha ha, sao giống như thời phong kiến vậy nhỉ? Vân Đạt, anh học khoa văn à? Tôi học khoa lý, học là ngành máy móc, nhưng sau khi tốt nghiệp kiến thức trả thầy rồi. 10 năm rồi mà. Hoắc Vân Đạt cười nói. Ồ, Vân Đạt, nếu có cơ hội thì anh nên học nhiều vào, đề cao một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tôi chắc không thể ở lại Hoa Lâm, nếu có cơ hội thì anh có muốn điều đi không? Ừ, tôi nói đây là rời khỏi Hoa Lâm. Hoắc Vân Đạt do dự một chút rồi nói. Nếu Bí Thư Triệu coi trọng Hoắc Vân Đạt tôi xin nghe Bí Thư Triệu nói. Ừ, bây giờ sợ còn chưa được. Nói thật hợp tác với anh, tôi rất hài lòng. Ai cũng hy vọng có một đồng nghiệp hòa hợp với mình mà. Quyển 8, chương 4. Triệu Quốc Đống không gọi cho Quế Toàn Hữu vì chưa rõ hắn đến khu khai phát hay là Tây Giang.
Thứ hai, Triệu Quốc Đống biết tin này chỉ 1-2 ngày là Quế Toàn Hữu biết. Trên thực tế loại tin này truyền rất nhanh. Cùng ngày hôm đó các thành viên trong huyện ủy Hoa Lâm như Đường Diệu Văn, Lỗ Đạt, Bàng Quân, Giản Hồng đều biết tin Triệu Quốc Đống được quyết định làm thường vụ thị ủy Hoa Lâm. Đường Diệu Văn thậm chí còn biết Triệu Quốc Đống có thể điều tới ban quản lý khu khai phát làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm. Đường Diệu Văn đề nghị nhà khách huyện ủy tổ chức nhân viên bộ máy tụ tập chúc mừng Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ dù sao chưa có văn bản chính thức nên khéo léo từ chối. Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đã ngồi nói chuyện với nhau. Triệu Quốc Đống cũng nói rõ với Đường Diệu Văn là khả năng đối phương thay mình làm bí thư huyện ủy gần như không có. Đường Diệu Văn cũng hiểu điều này. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng phân tích qua với Đường Diệu Văn về ai có thể thay thế mình. Nếu Hoàng Côn đến làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm thì là lựa chọn tốt nhất. Tính cách Hoàng Côn khá dễ gần, không phải người quá mạnh, hơn nữa không có ưu thế về tuổi. Kỳ Dư Hồng nếu đặt Hoàng Côn ở Hoa Lâm, vậy chính là hy vọng Hoa Lâm dễ ra thành tích. Như vậy Hoàng Côn sẽ có tâm trạng như La Đại Hải, sau đó có thể thay La Đại Hải làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Mà như vậy là quá tốt đối với Đường Diệu Văn. Hoa Lâm muốn ra thành tích thì Hoàng Côn nhất định phải nhờ Đường Diệu Văn trong 2-3 năm. Như vậy sau đó Đường Diệu Văn không phải không thể được điều đến quận, huyện khác làm bí thư. Ngồi trong xe, Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Kỳ Dư Hồng. Trong cuộc nói chuyện này Kỳ Dư Hồng không nói rõ Triệu Quốc Đống đi đâu, chỉ xác định Triệu Quốc Đống sẽ rời khỏi Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống tỏ vẻ hy vọng ở Hoa Lâm nhưng Kỳ Dư Hồng đã nhắc hắn phải có cái nhìn ở góc độ khác. Hắn bây giờ không còn là một bí thư huyện ủy mà còn là thường vụ thị ủy, mặc dù chưa chính thức công bố nhưng hầu như mọi người cũng biết. Chính xác mà nói Triệu Quốc Đống phải đứng ở góc độ thị ủy mà suy nghĩ. Kỳ Dư Hồng khéo léo phê bình như vậy, Triệu Quốc Đống chỉ có thể cúi đầu nói chấp nhận phân công công việc của thị ủy. Về phần đến khu khai phát hay Tây Giang thì Kỳ Dư Hồng không nói rõ nên làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Cứ hết một quý là thị xã sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh tế. Lần này Triệu Quốc Đống đến sớm hơn nửa tiếng. Khi xe Triệu Quốc Đống tới trụ sở thị ủy, Đường Diệu Văn sáng lên thị xã làm việc đã sớm đứng trong sân đợi Quốc Đống. Bí thư Triệu, có phải hôm nay sẽ tuyên bố không? Tôi cũng không rõ, có lẽ là như vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Cơn hưng phấn đã trôi qua, người thay thế hắn là ai thì cũng có đủ người suy đoán. Ngay cả Trương Thiên Phóng cũng không rõ Kỳ Dư Hồng đang suy nghĩ cái gì. Chẳng qua Nghiêm Lập Dân có vẻ không có quyền lên tiếng trong vấn đề này. Xem ra lần này Triệu Quốc Đống đi đâu sẽ do chính Kỳ Dư Hồng tự quyết định. Ha ha, bí thư Triệu, vậy không phải lát nữa ngài sẽ lên bàn chủ tịch sao? Đường Diệu Văn trêu một chút, hai hôm nay y đã bình tĩnh lại nhiều. Hâm mộ thì hâm mộ nhưng điều cần làm vẫn phải làm. Hơn nữa Triệu Quốc Đống lên chức thì còn có thể nói giúp y vài câu. Nửa năm qua hai người quan hệ khá tốt. Điều này cũng khó nói. Chỉ là một thường vụ được giơ tay mà thôi nhưng có quyền lên tiếng như thế nào thì tôi rõ. Nhiều lắm chỉ là mang theo tai đi vào phòng hội nghị thường vụ thị ủy, có thể sớm biết kết quả hơn người bên ngoài. Chẳng lẽ anh cảm thấy thêm tôi là có thể thay đổi quyết định của thị ủy sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu, vì cái chức thường vụ giơ tay của ngài mà biết bao người cả đời tranh cũng không được đó. Đường Diệu Văn mặc dù thừa nhận chức vụ thường vụ thị ủy của Triệu Quốc Đống bây giờ khá nhẹ, nhưng tòa nhà nào chẳng phải xây dựng từ móng, không có bước đầu tiên thì sao anh sao có thể tiến thêm. Cái này coi như cơ duyên mà thôi. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Có thể gặp hoặc là nắm bắt cơ hội này, anh là có thể thay đổi mình. Nếu anh không bắt được thì có lẽ cơ hội sẽ không bao giờ nhìn tới anh nữa. Đường Diệu Văn đang định nói chuyện thì cửa phòng hội nghị có một người phụ nữ xuất hiện. Quốc Đống. Bí thư Triệu, trưởng ban thư ký Vưu gọi ngài. Đường Diệu Văn nhìn ra Vưu Liên Hương. Ừ, tôi đi trước, anh phải nhớ vào đúng giờ đó. Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ thị ủy chính là muốn mình quen trình tự. Vốn nên tổ chức hội nghị thường ủy để gặp mặt, nhưng thứ nhất hai hôm nay không có thời gian, các thường vụ khó có thể đến đông đủ. Thứ hai Triệu Quốc Đống thì ai cũng biết. Trong hội nghị công tác kinh tế này công bố cũng được mà. Phía sau phòng hội nghị có một phòng nghỉ chứa được 20 người. Đây bình thường là phòng dành cho các thường vụ thị ủy nghỉ ngơi. Vưu Liên Hương vẫy vẫy Triệu Quốc Đống, hắn vội vàng đi lên nói. Vưu tỷ, tìm tôi có việc gì? Quốc Đống, cậu đúng là nhịn được đó. Vào đi, mọi người đều biết cậu, nhưng lần này đã khác. Ừ, cậu cũng phải quen theo quy định,
nếu không sau này làm trò cười đó. Vưu Liên Hương cười nói. Triệu Quốc Đống theo Vưu Liên Hương vào phòng trong. Triệu Quốc Đống đã vào đây một hai lần nhưng đều là vào báo cáo công việc với lãnh đạo. Hai vị Kỳ Dư Hồng, Thư Chí Cao chưa tới, Nghiêm Lập Dân cũng chưa xuất hiện. Chu Xuân Tú và Lam Quang vì lý do nên không tham gia hội nghị. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng khá tích cực, bắt đầu từ Lục Kiếm Dân, Kim Vĩnh Kiệt, Trương Thiên Phóng, sang bên ủy ban thị xã là Hàn Phong, Mạnh Nguyên, Phù Quyên đều đến đông đủ. Mọi người đều chúc mừng Triệu Quốc Đống lên chức. Triệu Quốc Đống vốn định ra vẻ sợ hãi nhưng lại thấy hơi dối trá, vì thế thà thoải mái nhận lời chúc mừng còn hơn. Thư Chí Cao đến trước, thấy Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói vài câu. Triệu Quốc Đống cũng ra vẻ cung kính lắng nghe, tỏ vẻ cảm ơn sự tin tưởng của thị ủy, nhất định làm tốt công việc. Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân cùng xuất hiện, hai người có lẽ đang thảo luận vấn đề gì đó, chẳng qua vẻ mặt hai người rất bình thường. Nghiêm Lập Dân thậm chí còn vừa cười vừa nói, không hề có vẻ bị ảnh hưởng khi Triệu Quốc Đống lên chức. Quốc Đống tới rồi à? Ồ, chị Vưu đã nói chuyện với Quốc Đống rồi chứ? Lát nữa trong hội nghị lão Nghiêm tuyên bố quyết định thị ủy thì cậu lên trên ngồi. Kỳ Dư Hồng gật đầu nói. Đứng ở vị trí khác thì phải học cách nhìn nhận ở góc độ mới, phải phục tùng đại cuộc. Cảm ơn Bí Thư Kỳ đã quan tâm và nhắc nhở. Tôi nhất định nghiêm túc chấp hành quyết định của thị ủy. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều. Cần nói thì trước đó Kỳ Dư Hồng đã nói với hắn, đó chính là yêu cầu hắn nghiêm túc chấp hành quyết định của tổ chức, không được nói điều kiện. Thấy Kỳ Dư Hồng đến, các thường vụ thị ủy và phó thị trưởng khác đều bắt đầu đi ra ngoài. Rất nhanh trong phòng chỉ còn Kỳ Dư Hồng và Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, còn mấy phút nữa sẽ họp thì tôi hỏi một chút. Cậu cảm thấy cậu thích hợp đến ban quản lý khu khai phát hay Tây Giang? Kỳ Dư Hồng nghiêm túc nói. Quá khứ đã qua thì để nó qua đi. Bây giờ cậu đã là thường vụ thị ủy, phải tuyệt đối nhất trí với thị ủy, không nên gây chuyện hay dở trò. Tôi muốn nghe cậu nói thật. Bí thư, vấn đề này không tiện trả lời. Tôi chỉ có thể nói cá nhân tôi tới khu khai phát, ở đó không có gánh nặng gì, các điều kiện cơ bản có đủ, chỉ là thiếu suy nghĩ phát triển rõ ràng, triển khai công việc ở đó thuận lợi cho tôi, hơn nữa tôi tin có thể nhanh chóng đạt được thành tích. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Hắn biết Kỳ Dư Hồng nói câu kia là có ý gì, đây cũng là điều hắn hy vọng. Hắn không muốn mình thành quân cờ của người. Ồ, vậy còn Tây Giang? Tây Giang có trụ cột tốt nhưng gánh nặng rất nhiều, vấn đề rất phức tạp, muốn giải quyết thì không phải một sớm một chiều là xong. Nhưng nếu có thể tìm được cách giải quyết mấy vấn đề này, nhất là tìm đường ra cho các công ty nhà nước khó khăn thì tôi nghĩ Tây Giang hoàn toàn có thể sáng tạo sự huy hoàng trước đây. Triệu Quốc Đống nói làm cho Kỳ Dư Hồng phải suy nghĩ 2-3 phút. Được rồi, tôi hiểu, cậu ra trước đi. Quyển 8, chương 5. Triệu Quốc Đống khi vào phòng hội nghị thì không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn đã vào phòng hội nghị này không ít lần nhưng lần này lại khác hẳn. Khi Triệu Quốc Đống vào phòng hội nghị đã sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng có không ít người nhìn tới làm hắn run lên. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt hắn đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên ngồi đến vị trí trước đây của mình. Gần như cứ đi một bước là Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được ánh mắt đầy hâm mộ và ghen ghét của người xung quanh với mình. Mặc dù trên mặt mỗi người là rất bình thường nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy suy nghĩ trong lòng bọn họ. Vị trí vẫn ở bên cạnh Khuê Dương, Lưu Như Hoài cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Lưu Như Hoài nhỏ giọng nói nên Triệu Quốc Đống chỉ có thể gật đầu đáp trả. Ngay khi Triệu Quốc Đống ngồi xuống, Kỳ Dư Hồng cũng vừa lúc xuất hiện ở chính giữa bàn chủ tịch. Hội nghị do trưởng ban thư ký thị ủy Vưu Liên Hương chủ trì. Nghiêm Lập Dân đứng lên phát biểu. Ngày 12 tháng 10 năm 1997, Hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đã quyết định bầu đồng chí Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng, mọi người chúc mừng. Tiếng vỗ tay vang lên, Vưu Liên Hương nói tiếp. Mời đồng chí Triệu Quốc Đống lên trên. Triệu Quốc Đống cười cười đứng dậy, cầm cốc trà và cặp đi lên trên. Mặc dù là thường vụ thị ủy nhưng do xếp vị trí cuối cùng nên Triệu Quốc Đống chỉ có thể ngồi ở hàng 2. Bàn 2 có chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và mấy phó thị trưởng đều ngồi đây. Chẳng qua vị trí sắp xếp rất chú ý, ngồi ở giữa là các vị thường vụ thị ủy, bên ngoài là mấy vị phó thị trưởng. Chu Xuân Tú và Lam Quang không tham gia, tư lệnh quân khu thị xã mặc dù cũng là thường vụ nhưng về cơ bản không tham gia. 12 thường vụ thị ủy thì chỉ có 9 người tham gia. Trương Thiên Phóng ở giữa, Mao Bình, Triệu Quốc Đống ngồi hai bên. Mà bên cạnh Triệu Quốc Đống là Phó Thị trưởng Phù Quyên,
trong các phó thị trưởng, Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với Phù Quyên. Nhất là sau khi hội nghị công tác du lịch toàn tỉnh lần đó làm Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt hơn không ít với nữ phó thị trưởng Phù Quyên. Phù Quyên chỉ hơn Triệu Quốc Đống có tầm 7-8 tuổi. 35, 36 tuổi đã lên làm phó thị trưởng thì ngoài việc đảng cần có phái nữ tham gia thì còn có nguyên nhân là do năng lực xuất sắc của cô. Bắt đầu do Kim Vĩnh Kiện thông báo tình hình kinh tế toàn thị xã trong quý 3, không khí hội nghị bắt đầu thoải mái hơn. Tất cả vẫn phải tiến hành. Hoa Lâm phát triển nhanh nhất, đó là điều mọi người đều xác định rõ ràng. Triệu Quốc Đống mặc dù nhìn vào quyển sổ trước mặt nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ miên man. Không biết sắp tới sẽ được phân tới đâu, nhưng dù là đâu thì hắn vẫn có thể thản nhiên đối mặt. Nếu là khu khai phát thì nó có điều kiện tốt để thu hút đầu tư, làm đầu tàu của cả nền kinh tế Ninh Lăng. Nếu là Tây Giang thì mặc dù nó có nhiều gánh nặng nhưng cho hắn 2 năm là đủ có thể tạo thành tích, chẳng qua vất vả hơn nhiều mà thôi. Phù Quyên ngồi bên cẩn thận quan sát vị thường vụ thị ủy mới này. Vốn tưởng rằng cô ở từng này tuổi làm cấp phó giám đốc sở đã là hiếm có trong toàn tỉnh, không ngờ người này mới 27 đã thành thường vụ thị ủy. Hơn nữa hắn còn không được thị ủy Ninh Lăng đề cử, tỉnh ủy trực tiếp bác bỏ đề cử của Ninh Lăng mà chọn hắn, điều này làm không ít người sợ hãi. Phù Quyên cũng hiểu Triệu Quốc Đống này không phải người bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng chọn. Từ hội nghị du lịch toàn tỉnh Kỳ Dư Hồng không tham gia mà Bảo Mạch Gia Huy tham gia là biết được. Sau đó mấy công trình lớn của Hoa Lâm khánh thành, Kỳ Dư Hồng cũng không tham gia là có thể biết được quan hệ hai bên là như thế nào. Nhưng Triệu Quốc Đống này đã phá vỡ thông lệ, làm tỉnh ủy bác bỏ ý kiến của thị ủy. Ha ha, đây là lần đầu tiên xảy ra ở Ninh Lăng. Bí thư Triệu thích uống trà trúc diệp thanh sao? Phù Quyên nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Tôi là động vật ăn tạp, trà gì cũng có thể uống, đây là trà một người bạn mang từ Nga Mi về. Thị trưởng Phù cũng thích sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu không hôm nào tôi mang một chút tới cho chị. Trúc diệp thanh quý ở chỗ không ô nhiễm, nếu thật sự là của Nga Mi thì rất quý. Thời này còn có bao nhiêu hàng thật chứ? Có thể lấy được trà trong một góc ở chân núi Nga Mi đã là tốt rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây là do Vương Phủ Mỹ mang đến cho Triệu Quốc Đống, uống hơi nhạt nên Triệu Quốc Đống không quá thích. Trà Hoa Lâm uống đậm hơn, nếu chị thích thì hôm nào tôi mang tới cho chị một chút, cũng coi như để thị trưởng Phù thay Hoa Lâm quảng cáo một chút giúp Hoa Lâm. Tôi đã đề nghị nhà máy chè Hà Khẩu và công ty khai thác khu du lịch cùng kết hợp tuyên truyền chè cao cấp của Hoa Lâm. Như vậy vừa phong phú được sản phẩm kỷ niệm của khu du lịch, vừa có thể tìm con đường tiêu thụ cho nhà máy chè Hà Khẩu. Phù Quyên nghe xong liền cười nói. Bí thư Triệu, ý tưởng này rất tốt, tôi thấy năm nay khu du lịch Hoa Lâm sẽ đột phá 150.000 người phải không? Tôi đã xem số liệu mà phòng du lịch Hoa Lâm gửi lên, đến bây giờ đã vượt qua 120.000 người. Chỉ riêng 3 tháng 6, 7, 8 đã vượt qua 100.000, chia hàng tháng đã là trên 30.000 người. Tôi thấy giá trị ngành du lịch của Hoa Lâm năm nay phải vượt qua 80 triệu. Ngành du lịch Hoa Lâm phát triển mạnh không chỉ khiến Triệu Quốc Đống là bí thư huyện ủy được vinh dự, Phú Quyên làm phó thị trưởng phụ trách lĩnh vực du lịch cũng thấy vinh dự. Sau hội nghị lần trước khiến nhiều các công ty du lịch trong toàn tỉnh đều có chương trình tới khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, thậm chí mấy tỉnh thành xung quanh cũng có không ít công ty du lịch mở tour đến đây. 3 ngày lễ đợt Quốc Khánh đã tiếp đón 15.000 người. Chẳng qua sau kinh nghiệm đợt 1/5 khiến cho rất nhiều người đến đầu tư xây dựng nhà nghỉ và khách sạn lớn xung quanh khu du lịch. Ngành du lịch Hoa Lâm đang phát triển rất mạnh. Theo dự đoán của Tân Tồn Hoán thì chỉ riêng ngành du lịch năm nay có thể thu được 100 triệu. Đây là con số đối với Hoa Lâm vài năm trước thì đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, cũng nhờ phúc của thị trưởng Phù, chúng tôi đang cố gắng đột phá 100 triệu, cũng không biết có được hay không. Nếu có thể xếp mấy ngành liên quan vào thì sẽ vượt được. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu, tôi thấy ý của bí thư Kỳ chỉ sợ là muốn anh làm đại tướng phụ trách việc khó. Phù Quyên cười nói. Tôi hiểu mà, vấn đề khó đều vứt cho tôi, sợ là muốn cho tôi tới Tây Giang rồi, nhưng làm đại tướng thì không phải là khu khai phát sao. Đó là chuyện tốt, sao có thể là việc khó giải quyết. Bí thư Triệu, anh không biết hay giả vờ vậy. Khu khai phát mấy năm nay làm quá kém, bí thư Kỳ không hài lòng, nhưng lại không có người thích hợp. Anh nếu đến khu khai phát thì chỉ sợ không chỉ đạt chút thành tích là được. Tôi nghe Bí Thư Kỳ nói mục tiêu là muốn khu khai phát Ninh Lăng đứng tầm giữa trong 14 thành phố, thị xã toàn tỉnh. Khu khai phát Ninh Lăng bây giờ đang xếp ở đáy, cùng khu khai phát Thiên Châu cạnh tranh một trong hai vị trí cuối cùng.
Lời này của Phù Quyên làm Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, Kỳ Dư Hồng này sao tham như vậy? Nằm trong top giữa, ngoài khu khai phát An Đô là khu khai phát cấp quốc gia, mấy khu khai phát của Miên Châu Kiến Dương Tân Châu Lam Sơn đều có vài ba ngành chính, giá trị gấp ít nhất Ninh Lăng 5 lần. Bỏ qua bốn nơi kia thì đường Giang Vinh Sơn Lô Hóa cùng Vĩnh Lương đều có giá trị ở khu khai phát vượt qua Ninh Lăng. Dù là Nam Hoa Hoài Khánh cũng hơn xa Ninh Lăng, muốn hắn tới Ninh Lăng và đòi cao như vậy ư, hắn có phải đáng cứu thế đâu. Quyển 8, chương 6. Tâm trạng Triệu Quốc Đống đang tốt lại bị lời này của Phù Quyên làm giảm bớt đôi chút. Bảo sao Kỳ Dư Hồng vẫn suy nghĩ về vị trí của hắn. Nếu đẩy hắn đến khu khai phát, sau đó cho hắn mục tiêu không thể đạt được vậy thì có khác gì đào hố chôn hắn. Vậy còn không bằng cố đến Tây Giang. Sau khi hội nghị kết thúc chính là hội nghị thường vụ thị ủy. Triệu Quốc Đống lần đầu tham gia với tư cách thường vụ, chẳng qua chút thần bí đã nhanh chóng bị nội dung quét sạch. Đề tài chính của hội nghị thường ủy chính là nghiên cứu tinh thần của đại hội đảng, kết hợp tình hình thực tế của Ninh Lăng, đẩy mạnh cải cách, giải phóng tư tưởng để kinh tế Ninh Lăng phát triển hơn nữa. Sau khi đại hội kết thúc tới đại hội của tỉnh diễn ra rồi nhắn xuống bên dưới chỉ là vài ngày mà thôi. Thị xã cũng cần kết hợp tình hình thực tế của tỉnh mà tiến hành điều chỉnh, học tập. Triệu Quốc Đống cố nhịn không cho mình ngáp, nếu như có thể ngồi đây nghiên cứu chỉ thị tinh thần của Trung ương rồi áp dụng được vào công tác thực tế mới là lạ. Chẳng qua hình thức này ai dám không đi, nếu không giác ngộ chính trị của anh ở đâu Triệu Quốc Đống cũng hiểu nên chỉ có thể mang tai mà ra vẻ chăm chú lắng nghe. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Kỳ Dư Hồng giữ thư chí cao, nghiêm lập dân lại để hỏi xem nên điều Triệu Quốc Đống tới khu khai phát hay là Tây Giang. Thư chí cao và nghiêm lập dân có cái nhìn khá thành thục, Kỳ Dư Hồng hy vọng muốn xem quan điểm của bọn họ mà mình có thể tham khảo. Quan điểm của nghiêm lập dân là để Triệu Quốc Đống đến khu khai phát. Theo y thấy điều kiện khu khai phát tốt, gánh nặng không nhiều, nếu tìm được con đường thì dễ đi vào quỹ đạo. Mặc dù khởi đầu chậm nhưng chỉ cần bộ máy ổn định thì 2-3 năm có thể tiến lên mấy bậc thang. Nhưng thư chí cao lại có hướng để Triệu Quốc Đống tới Tây Giang. Lý do tình hình Tây Giang rất phức tạp, gánh nặng lịch sử nhiều nhưng trụ cột tốt, chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt là mở được cục diện. Hơn nữa GDP Tây Giang cao nhất Ninh Lăng, một khi khởi động sẽ lôi kéo các nơi trong toàn tỉnh phát triển. Sau một phen tranh luận, cuối cùng vẫn phải do Kỳ Dư Hồng tự quyết định. Kỳ Dư Hồng đúng là rất mâu thuẫn, nói thật bây giờ y đã bỏ qua sự không vui khi Triệu Quốc Đống đánh bay Sử Chí Hòa mà lên chức. Là bí thư thị ủy, y không thể chỉ nghĩ đến ân oán cá nhân, y coi trọng tiền đồ chính trị của mình hơn cả. Nếu tỉnh ủy xác định Triệu Quốc Đống vào thường vụ, vậy dùng Triệu Quốc Đống như thế nào, làm thế nào để Triệu Quốc Đống tăng điểm cho tiền đồ chính trị của mình mới là quan trọng nhất. Nếu có thể, Kỳ Dư Hồng hy vọng Triệu Quốc Đống đến Tây Giang làm bí thư quận ủy kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát. Chỉ là như vậy hơi quá, giống như Ninh Lăng không thể không có Triệu Quốc Đống vậy. Nếu nói Triệu Quốc Đống lên làm thường vụ thị ủy, người vui mừng nhất ngoài Triệu Quốc Đống thì kẻ tiếp theo chính là Quế Toàn Hữu. Từ lần trước gọi điện cho Triệu Quốc Đống, Quế Toàn Hữu liền lập tức về Hoa Lâm gặp Triệu Quốc Đống. Quế Toàn Hữu ở Tây Giang cũng không thoải mái, làm tránh văn phòng quận ủy. Bí thư quận ủy Trương Thiệu Văn vẫn không yêu ái y, nhiều chuyện quan trọng bị đẩy ra ngoài. Trương Thiệu Văn đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, mà bí thư quận ủy mãi không xác định. Chủ tịch huyện Tăng Lệnh Thuần là cán bộ có tính cách khá ôn hòa. Bí thư Triệu, Tây Giang là một đầm lầy, không cẩn thận sẽ bị lún vào đó. Điều này tôi cảm nhận rất rõ ràng. Quế Toàn Hữu uống ngụm rượu rồi thở dài nói. Trước đây ở Hoa Lâm thì không thấy. Bây giờ đến Tây Giang mới hiểu thế nào là đầm rồng hang hổ. Ha ha, không đến mức như vậy chứ. Dù sao cũng là đất của đảng mà, chẳng lẽ nói Tây Giang là thiên hạ của Trương Thiệu Văn, không ai có thể tiến vào sao? Triệu Quốc Đống gắp miếng thịt bỏ miệng rồi nói. Cái này thì khác, Tăng Lệnh Thuần đến Tây Giang hơn nửa năm nhưng vẫn không thể triển khai công việc, đủ chuyện quấn vào người y làm y không còn tâm trí làm việc khác. Càng không cần nói tới phát triển kinh tế. Quế Toàn Hữu lắc đầu nói. Ồ, y không phải là một mình đó chứ? Chẳng lẽ không có phó chủ tịch giúp sao? Triệu Quốc Đống hỏi. Có 6 phó chủ tịch huyện, phó chủ tịch thường trực Đinh Cao Thọ, một trong tứ đại thiên vương của Trương Thiệu Văn, căn bản không nể mặt Tăng Lệnh Thuần. Thường vụ quận ủy, phó chủ tịch Hạ Đồng bị bệnh nên phải ở nhà. Trong 4 phó chủ tịch còn lại thì phó chủ tịch huyện Tiền Trì Quốc là một trong 4 tứ đại thiên vương, mắt cao hơn trán. Tăng Lệnh Thuần từng yêu cầu chỉnh đốn an ninh trật tự quận, y nói người Tây Giang vốn là như vậy muốn chỉnh đốn cũng khó.
Quế Toàn Hữu thở dài nói. Ồ, tứ đại thiên vương còn hai vị nữa là ai? Vậy không phải cũng có bát đại kim cương sao? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nhấp ngụm rượu. Xem ra Tây Giang này rất phức tạp, nó liên quan lợi ích vô số người. Hai người khác là phó bí thư quận ủy, Lôi Bằng, trưởng ban tổ chức cán bộ Tiếu Chiêu Quý. Bát đại kim cương thì có chánh văn phòng ủy ban quận, Ngô Ứng Cương, trưởng phòng tài chính La Minh, trưởng phòng công nghiệp Mã Chiêm Bưu, bí thư đảng ủy khu Việt Tú Mạc Vinh, chủ nhiệm ủy ban xây dựng, Tôn Định Trung, trưởng phòng giao thông Lý Hiểu Bình, phó trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc đài truyền hình Vương Lệ Mai, chánh án tòa án Lưu Chí Hoa. Trương Thiệu Văn này đúng là bá đạo, đám người kia không phải khống chế hết lực lượng và vị trí quan trọng của đảng ủy và chính quyền sao? Ừ, tôi xem nào, cũng chỉ có ủy ban kỷ luật là không dính vào. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đầu năm nay điều tới làm phó bí thư quận Đông Giang. Đây là thân tín của Trương Thiệu Văn, nếu không phải lên chức thì sợ khó dao động vị trí của y. Y vốn là một trong tứ đại thiên vương, sau đó do Tiền Trì Quốc thay thế. Lưu Chí Hoa cũng nhờ đó mà thành kim cương. Quế Toàn Hữu cười nói. Trương Thiệu Văn làm được như vậy đúng là giỏi. Ai đến làm bí thư hay chủ tịch quận cũng khó chịu, nếu động là động hết, đều là nhân vật quan trọng, nếu xử lý hết sẽ khiến Tây Giang hỗn loạn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tăng Lệnh Thuần có thể chống lâu như vậy mà không xảy ra chuyện coi như là may mắn. Đúng thế, Tăng Lệnh Thuần coi như dễ gần, chuyện này cũng tự đứng ra gánh trách nhiệm, căn bản không hy vọng vào ai khác. Hơn nữa Trương Thiệu Văn đến làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì lại giống Thái Thượng Hoàng, không biết ai cho y quyền lực lớn như vậy. Quế Toàn Hữu cười nói. Thị xã cũng không phải không biết tình hình này, Tăng Lệnh Thuần cũng phản ánh vài tình hình, thị xã không biết là sợ ném chuột vỡ đồ hay thấy thời cơ chưa đến mà vẫn không có câu nói rõ ràng. Điều này làm Tăng Lệnh Thuần cũng buồn chán. Bí thư Triệu, nếu ngài tới Tây Giang thì phải chuẩn bị tư tưởng mới được. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Ích cùng bí thư đảng ủy công an Lạc Dục Thành thì như thế nào? Vương Ích đến chưa lâu, sau khi Quách Liên Hải đi 3 tháng mới tới, trước làm phó chánh thanh tra thị xã, bình thường không nhìn ra gì, không nói nhiều, làm việc chăm chỉ, trong hội nghị thường ủy gần như không lên tiếng. Lạc Dục Thành trước là viện trưởng viện kiểm sát quận, là người duy nhất dám chống đối Trương Thiệu Văn. Lúc ấy y và Mã Chiêm Bưu cạnh tranh chức bí thư đảng ủy chính pháp. Nhờ bí thư Tương và trưởng ban Mục cố gắng nên y mới tiến lên. Nghe nói điều này làm Trương Thiệu Văn đập bàn trong văn phòng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Quyển 8, chương 7. Sau bữa ăn, Triệu Quốc Đống coi như hiểu được đôi chút về bộ máy đảng ủy, chính quyền Tây Giang. Sau đó hắn liền hỏi về tình hình phát triển kinh tế của Tây Giang. Quế Toàn Hữu cũng báo cáo khá chi tiết, thực ra Ninh Lăng cũng có vài công ty lớn, nhưng bây giờ chỉ còn công ty rượu Ninh Lăng là còn làm ăn được. Nhưng bây giờ đã bị công ty rượu Tam Nguyên và tập đoàn Hồng Mao cùng ngành ném ra xa, mặc dù trước đây các bên là tương đương nhau. Đương nhiên hai công ty kia đều đang muốn niêm yết lên thị trường chứng khoán, còn công ty rượu Ninh Lăng lại chỉ nói có thể đảm bảo bữa ăn cho 2.000 công nhân mà thôi. Còn ba công ty lớn khác của Ninh Lăng đều đang giãy giụa trong đau đớn. Nhà máy dệt Ninh Lăng trước đây là nhà máy lớn nhất Ninh Lăng, 3.000 công nhân là những anh hùng nhưng bây giờ đã sớm rơi vào tầng dưới cùng của xã hội. Tòa án đã niêm phong phần lớn tài sản của nhà máy, hơn 3.000 nữ công nhân anh hùng thành những anh hùng rơm rác đang vây quanh thị ủy ban thị xã để kiện cáo. Mà nhà máy đồ hộp vốn có hiệu quả kinh doanh tốt nhất Ninh Lăng thì lại nợ quá nhiều đến độ sắp phá sản. Đây đang là cơn ác mộng đối với chính quyền thị xã. Còn có một nhà máy được coi là thùng thuốc nổ của thị xã Ninh Lăng. Enema này mặc dù không lớn chẳng qua lại có tới 500 công nhân, nhà máy nằm trong trạng thái nửa chết nửa sống. Công nhân nhà máy chỉ có thể lấy được tiền sinh hoạt cơ bản, một năm có thể đi làm 3, 4 tháng, còn đâu hầu hết thời gian chỉ có thể ngừng sản xuất. Đây vốn là bốn nhà máy lớn hàng đầu của thị xã. Nhưng theo hiệu quả kinh doanh đi xuống, thị xã liền rất thoải mái trao quyền sở hữu 3 nhà máy ngoài nhà máy rượu cho Tây Giang quản lý, khiến trên lưng Tây Giang gánh vác một bao quần áo quá lớn. Công nhân của 3 nhà máy đều biết Tây Giang quá nhỏ, không thể nuôi sống bọn họ nên thường xuyên tụ tập lên vây lấy chính quyền thị xã. Tây Giang mặc dù bị áp lực trên thị xã là phải tiếp người về, cũng thường xuyên bị đám công nhân mắng chửi nhưng coi như vẫn có thể yên tâm. Ít nhất hàng năm thị xã đều cấp cho 3 nhà máy lớn này một khoản tiền lớn. Nếu không chỉ riêng Tây Giang chịu trách nhiệm thì đã sớm làm Tây Giang phá sản. Ngoài 3 nhà máy khổng lồ này ra, trong quận còn có mấy nhà máy của riêng mình.
mấy nhà máy này đều đầy bệnh tật, tất cả đều dựa vào vay vốn ngân hàng và tài chính của quận mà chống đỡ. Nghe Quế Toàn Hữu nói như vậy, Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Nơi này có gì mà cơ sở tốt, đây là chát vàng lên mặt mà thôi. Anh sang Tây Giang đã gần một năm, anh cảm thấy nguyên nhân khiến mấy nhà máy này kinh doanh không tốt là gì? Ý tôi là anh cảm thấy hiện trạng các nhà máy này có thể thay đổi được không? Ừ, tôi nói nếu mình làm bí thư quận ủy Tây Giang thì nên làm như thế nào để thay đổi hiện trạng đó? Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói, nếu quả thật Tây Giang như vậy, Kỳ Dư Hồng cũng hiểu rõ thì chỉ sợ vị trí bí thư quận ủy Tây Giang sẽ không thoát khỏi tay hắn. Cái này tôi đúng là không dễ nói. Dù sao tôi không phụ trách mảng này, không có quyền điều tra. Nhưng có một điểm khẳng định là đờ chế các nhà máy không thích hợp cơn sóng phát triển. Ba nhà máy lớn kia không nói, nhưng mấy nhà máy nòng cốt thì đúng là có bộ máy quá kém. Ngài nếu muốn làm rõ thì đúng là không biết nên bắt tay từ đâu. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống lại hỏi qua tình hình nông thôn của Tây Giang. Quế Toàn Hữu cũng đoán Triệu Quốc Đống nhiều khả năng sẽ tới Tây Giang nhận chức thì vừa mừng vừa lo. Mừng là đi theo nhân vật một lòng làm việc như Triệu Quốc Đống, trong lòng tự tin hơn, nhưng lo là nơi đây có hoàn cảnh rất phức tạp, làm tốt không dễ dàng gì. Hơn nữa dù y và Triệu Quốc Đống đồng tâm hiệp lực nhưng mạng lưới quan hệ của đối phương quá chặt, kết nối nhiều năm nên muốn triển khai công việc là không dễ. Đây khác hẳn Hoa Lâm, chỉ cần anh phát triển kinh tế thì chiếc cánh quạt sẽ khởi động. Nhưng Tây Giang lại ở ngay trong mắt thị ủy, ủy ban thị xã, động một là động tất cả. Hơi không chú ý sẽ chạm vào lợi ích các cơ quan trên thị xã. Một hai năm qua số lượt người của Tây Giang vượt cấp kiện cáo lên thị xã càng lúc càng tăng, trong đó ngoài các công nhân về hưu thì còn một quần thể quan trọng khác là nông dân. Ngoài nông dân ngoại ô mất đất, vấn đề ô nhiễm môi trường và giá thu hồi đất cũng là một nhân tố gây mất ổn định cho Tây Giang. Đây cũng là một nguyên nhân mà thị ủy, ủy ban thị xã không hài lòng với công việc của Tây Giang. Bữa ăn kéo dài tới 8 giờ tối. Quế Toàn Hữu còn phải về Tây Giang, Triệu Quốc Đống liền tự lái xe đưa Quế Toàn Hữu về Tây Giang, trên đường cũng có hơn tiếng có thể nói chuyện. Xe rất nhanh tiến vào quận Đông Giang, sau đó qua cầu Thúy Hà tiến vào khu khai phát. Khu khai phát lúc này đang tối om, không hề cảm nhận được không khí của ngọn cờ đầu về kinh tế của thị xã. Xe chạy nhanh trên quốc lộ 915, không có mấy xe chạy qua khu khai phát mà vào thị xã, ánh đèn mờ nhạt như người bệnh đang hấp hối. Khu khai phát bây giờ càng lúc càng không ra hồn, cả năm nay chưa có công ty nào có thực lực tiến vào, áp lực của Hoàng Côn Lý Trạch Hải là rất lớn. Lần trước thị trưởng Thư đi thị sát khu khai phát đã phê bình bọn họ, nói là thị xã muốn suy nghĩ có nên duy trì khu khai phát này không. Nuôi một đám người mà không có chút thành tích nào, lãng phí tiền nộp thuế của nhân dân. Thị trưởng Thư nói làm hai người bọn họ không dám ngẩng đầu. Nhìn khu khai phát dần lui vào bóng tối, Quế Toàn Hữu nói. Theo tôi từ thị trưởng Chu đến Hoàng Côn cùng Lý Trạch Hải thì vẫn chưa tìm được chìa khóa mở cục diện, không có mục tiêu để tìm các công ty, có công ty nào cũng muốn thu vào, bỏ qua việc tạo dựng hoàn cảnh khu công nghiệp tốt đẹp thì mới thu hút các công ty vào được, hoàn cảnh cứng không theo kịp, hoàn cảnh mềm cũng không thể nào đạt được, anh hấp dẫn người ta như thế nào. Anh xem khu khai phát Tân Châu, Vĩnh Lương đi, chỉ riêng khu khai phát Ninh Lăng như đầm lầy, bảo sao thị trưởng Thư lại rất tức giận. Triệu Quốc Đống nhìn về phía trước. Chỉ cần lướt qua cầu Ô Giang là tiến vào địa bàn Tây Giang. Qua cầu Tây Giang có thể cảm nhận tiếng ồn ào mang tới. Hơn 9 giờ tối nhưng Tây Giang vẫn rất náo nhiệt và phồn hoa. Quốc lộ 915 đây là vành đai thứ hai của nội thành Ninh Lăng nhưng vẫn có thể cảm nhận sự phồn hoa của nó. Xe tải chạy phía trước hơi đi chậm lại làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Quốc lộ 915 sau khi sửa có thể nói rất thông suốt, xe cộ đi qua rất nhiều. Theo đường này chạy về đông là tới Vĩnh Lương, rẽ về nam là tiến vào nội thành Ninh Lăng. Sao vậy nhỉ, ở đây mà tắc đường sao? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu thò đầu ra nhìn, đằng trước có một đoàn xe dài, đều là xe tải lớn. Chỉ sợ là đợt thanh tra tải trọng xe. Quế Toàn Hữu do dự một chút rồi nói. Kiểm tra tải trọng xe. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn có thể nghe ra giọng không bình thường của Quế Toàn Hữu. Các xe chạy trên quốc lộ thường hay chở quá tải trọng, khiến quốc lộ 915 bị xuống cấp, cho nên ở đây bố trí một điểm kiểm tra lưu động về tải trọng xe. Quế Toàn Hữu nói, là đội cảnh sát giao thông thị xã sao? Triệu Quốc Đống nói, tôi không rõ, phải xem đã. Triệu Quốc Đống bật đèn và vượt qua đoàn xe tải, hắn đi chậm lại thông qua đoàn xe kiểm tra.
Một xe Santana, một xe Sarat cùng hai xe máy cảnh sát dừng ở ven đường. Hai cảnh sát giao thông đang nói chuyện với hai lái xe tải. Một xe phạt 500 tệ, giao tiền rồi đi. Ông anh, phạt nhiều thế, như vậy chuyến đi này không còn ăn uống gì, bỏ qua đi mà. Một lái xe đưa một điếu thuốc tới rồi nói. Cảnh sát giao thông cầm lấy rồi nói. Ừ, sang bên kia, hiểu chuyện một chút, hiểu không? Em hiểu, bọn em đi mãi đường này mà, không trở nặng hơn chút thì sao bù lại tiền dầu. Hai lái xe vội vàng cúi đầu châm thuốc cho đối phương, sau đó nhét hai bao hồng sơn vào túi hai cảnh sát giao thông. Hai cảnh sát giao thông không nói nhiều mà nói. Đi nhanh đi, lát nữa mới đi thì cứ theo quy định mà làm. Vâng, bọn em chỉ mang theo từng này, ra ngoài không mang nhiều. Hai lái xe nhìn hai tên cảnh sát giao thông rời đi liền nhổ nước bọt. Mẹ nó chứ, chuyến này ăn cám rồi. Bỏ đi, hai xe của chúng ta đã giảm được 500 rồi. Đi, lát nữa mới đi gặp nhị ca thì đen rồi. Quyển 8, chương 8. Triệu Quốc Đống nhìn Quế Toàn Hữu rồi đột nhiên tăng tốc, chỉ thấy từ trong một căn nhà nhỏ gần đó có mấy lái xe đang đi ra. Nhị ca là ai? Triệu Quốc Đống hỏi. Cái này tôi không rõ, hình như là một ai đó, có thể là người có quan hệ mật thiết với cảnh sát giao thông, giúp bọn họ thu tiền bên ngoài. Quế Toàn Hữu ấp úng nói. Hừ, hoàn cảnh như vậy sao có thể thu hút đầu tư? Triệu Quốc Đống khinh thường hừ một tiếng. Triệu Quốc Đống dừng xe Santana cách đó mấy trăm mét, tắt đèn. Quế Toàn Hữu không dám nói nhiều. Một lát sau vài chiếc xe chạy qua, Triệu Quốc Đống nhìn chúng hai lái xe vừa rồi. Xe của bọn họ có biển Vĩnh Lương, hắn liền cho xe chạy theo. Triệu Quốc Đống biết thị trường Hải Yến ngoại ô Tây Giang là nơi các lái xe tải chạy qua hay vào ăn đêm. Quả nhiên hai xe này dừng trước cửa một quán cơm, hai lái xe tiến vào. Triệu Quốc Đống thấy lái xe đã ngồi xuống, nhân viên phục vụ chạy tới rót trà, hắn liền cùng Quế Toàn Hữu kiếm bàn xa xa ngồi xuống. Bà chủ, mau mang đồ ăn lên. Sao vậy, hôm nay không uống rượu ư? Bà chủ quán có vẻ khá quen hai lái xe này. Uống cái rắm, tiền rượu nộp vào bụng cảnh sát giao thông Ninh Lăng rồi, còn có chút đủ để ăn. Một lái xe mở miệng mắng. Lại bị mắng ư, sao không tìm nhị ca? Bà chủ rất quen mấy việc này, nơi đây chủ yếu bán hàng ăn cho lái xe chạy từ Bắc sang Nam, cho nên cũng hiểu rõ mấy việc ăn tiền kia. Tìm, nhưng cảnh sát giao thông Ninh Lăng quá đen, vừa mở miệng nói đã là 500, các nơi khác chỉ có 200. Nói tốt thì 100 là xong. Tìm nhị ca cũng đòi hai xe 500, mẹ nó chứ, còn cho ai sống không? Nếu không phải quốc lộ 915 bây giờ chạy xe nhanh thì ai thèm qua đây? Một lái xe tức giận nói. Hiểu mà, ai bảo các người không sang Ninh Lăng làm quan? Bên quản lý đường bộ còn đang canh ở đó đấy, các người nếu đến sớm lúc 5 giờ sáng, đám quản lý đường bộ chưa ra thì còn có thể thoát. Bà chủ nhỏ giọng nói. Đồ ăn được mang lên. Chờ bà chủ quán đi ra, Triệu Quốc Đống liền đi tới ngồi xuống đối diện với bọn họ. Bác Tài, ngồi cùng được chứ? Có việc gì? Hai lái xe có chút cảnh giác nhìn Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu. Ha ha, tôi muốn hỏi xem 915 có nguy hiểm không? Tôi vừa tới nên không rõ tình hình. Triệu Quốc Đống cười cười lấy lòng rồi lấy một bao hồng sơn đưa tới, sau đó châm thuốc cho đối phương. Nguy hiểm hay không ư? Chú em, đừng để ý mấy việc này. Chú vừa đi xe Santana theo bọn này phải không? Chúng tôi không có gì để nói, xe con cũng chẳng bao giờ gặp việc đó đâu. Một tên lạnh lùng nói. Triệu Quốc Đống không ngờ lái xe giỏi quan sát như vậy, hắn vội vàng cười nói. Thật đó, tôi chỉ muốn hiểu chút thôi, không có ý gì khác. Chú mày muốn hiểu điều gì? Hiểu thì có thể làm gì? Lái xe nói câu này làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Sao? Chú mày thấy mọi người bị đối xử không công bằng nên định kêu thay sao? Hay là chuẩn bị viết bức thư tố cáo? Đâu có, tôi chỉ muốn biết mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng không biết nói như thế nào. Đám lái xe đường dài giỏi quan sát người, chỉ vài câu là có thể biết anh đang làm gì. Anh muốn tìm tin từ miệng bọn họ là không dễ dàng. Chú mày, đừng có tìm việc không liên quan tới mình. Chuyện trên đường thì ai chẳng biết nó là như thế nào, đừng hỏi bọn này. Dựa vào núi thì ăn núi, dựa vào nước thì ăn nước, đám kia canh quốc lộ 915 thì cũng phải kiếm gì đó chứ. Một lái xe khác có lẽ thấy Triệu Quốc Đống không giống người bình thường nên nói. Chú mày về sớm đi, bọn này quen rồi, nghề nào chẳng có quy định của nó. Chẳng qua bên Ninh Lăng hơi ác một chút mà thôi.
Cảnh sát giao thông ở đây đều như vậy sao? Cảnh sát giao thông nào mà chẳng thế? Còn cả đám quản lý đường bộ nữa chứ? Bọn chúng chia làm ba đoạn, đầu tiên là thị trấn Hải Yến, rồi là Hà Thanh, cuối cùng là ở Mã Đầu, cả đoạn từ Trường Sa về thì qua đây là bị phạt nhiều nhất. Tên lái xe số 1 bĩu môi nói. Tam Hải của Ninh Lăng thì bọn này không biết, nhưng Tam Hải thì đám lái xe đường dài ai cũng biết. Tam Hải. Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Lão Tam, đừng nói mấy lời đó. Lái xe số 2 nhíu mày nói. Được rồi, không nói nữa, hai người đi làm gì thì làm đi, đừng có mà làm bọn này không còn hứng ăn cơm. Lái xe số 1 xua tay nói. Triệu Quốc Đống cũng không muốn làm bao thanh thiên hay gì gì đó. Hắn chỉ muốn hiểu rõ tình hình này ở Tây Giang nghiêm trọng như thế nào. Thấy đối phương có chút khó chịu liền đứng lên nói. Bên Vĩnh Lương có như vậy không? Hừ, ở đó tốt hơn Ninh Lăng nhiều. Cảnh sát giao thông cũng hiểu cho bọn này. Bọn này mặc dù cũng chở quá tải nhưng không ra tay nặng như vậy. Đủ rồi, tôi nói chú mày có ý gì mà cứ hỏi mãi bọn này. Tên lái xe kia có vẻ nghe thấy tiếng gì đó nên vội vàng cắt ngang lời. Triệu Quốc Đống cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cửa bị đẩy ra, một người từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có mấy cảnh sát giao thông. Đội trưởng Trì, đây là thằng vừa đi con Santana qua trạm kiểm tra, tôi thấy không đúng nên đuổi tới đây. Tên đàn ông có hơi men chừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống và hai tên lái xe đang lo lắng đứng lên. Thằng kia định làm gì? Tìm tao sao? Mày chán sống hay ăn no rừng mỡ? Sao? Tôi và hai người bạn ngồi ăn cũng chọc vào cảnh sát giao thông ư? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Ăn cơm, mày nghĩ tao mù à? Thằng kia tức giận nói. Mày muốn biết gì thì hỏi tao là được, để tao nói với mày là được chứ gì? Anh muốn nói gì với tôi? Muốn biết thì tôi tự hỏi, không cần ai chỉ tay chỉ chân. Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn tức giận trong lòng mà nói. Ồ, kiêu căng nhỉ, lần trước cũng có thằng như mày đó. Sao? Thằng ở Hoa Lâm mà thích nhúng tay vào Tây Giang ư. Mày chán sống hả? Tên này ngẩn ra rồi kêu căng nói. Biển số xe của Triệu Quốc Đống đã được chuyển sang cho Đường Diệu Văn, hắn lấy một biển bình thường ở Hoa Lâm. Đám cảnh sát giao thông này nhìn rất chuẩn, NN-Hanai ngay ra đó là xe Hoa Lâm. Tôi chán sống ư, sao, cảnh sát định làm gì tôi? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Thấy Triệu Quốc Đống hơi cứng miệng, tên kia cũng không rõ. Y nhìn Triệu Quốc Đống thấy đối phương mặc rất bình thường, chỉ là khí thế hơi mạnh làm y có chút nghi ngờ. Xử mày thì có gì khó, lấy chứng minh thư ra đây, tao kiểm tra. Tôi không mang. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Không mang chứng minh thì tao nghi mày là tội phạm bỏ trốn, mày làm sao chứng minh thân phận của mày? Tên đàn ông hung dữ nói. Anh lấy thân phận gì mà đòi xem chứng minh thư của tôi? Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Nếu anh là cảnh sát mặc thường phục thì đầu tiên phải lấy thẻ cảnh sát ra, sau đó mới có tư cách hỏi. Triệu Quốc Đống nói làm đối phương rất tức giận, đây là y mất mặt trước đám lái xe bên ngoài. Hơn nữa y thấy đối phương còn trẻ thì không giống quan chức, đám con cháu lãnh đạo trên thị xã thì y cũng biết mặt. Nếu là phóng viên từ ngoài sớm chỉ sợ đã sớm lộ thân phận rồi, không cần phải lắm mồm với mình như vậy. Y nghĩ đối phương là kẻ không có thân phận gì. Được. Mày muốn xem thẻ cảnh sát của tao cũng được, về tao cho mày xem. Mang nó về. Quế Toàn Hữu từ WC đi ra thấy một đám cảnh sát giao thông hung dữ đứng đó, mấy tên cảnh sát giao thông đang muốn kéo Triệu Quốc Đống, có mấy tên đứng sau còn đang lặng lẽ muốn đấm trộm Triệu Quốc Đống từ sau lưng. Thằng say rượu đang hùng hổ nói. Mẹ mày, không ngờ dám xen vào chuyện của ông không cho mày một trận mới là lạ. Chỉ đại hổ, anh làm gì thế hả? Quế Toàn Hữu có chút giật mình quát lên. Tên kia ngẩn ra vì có người gọi mình, y cẩn thận nhìn lại thì thấy Quế Toàn Hữu đang chạy tới. Y vội vàng nói. Tránh văn phòng Quế, sao anh lại ở đây? Quế Toàn Hữu lạnh lùng nói. Anh đang làm gì? Tên kia có chút giật mình, từ giọng của Quế Toàn Hữu thì có vẻ có quan hệ với tên thanh niên này. Chẳng lẽ là con cháu của Quế Toàn Hữu? Quế Toàn Hữu mặc dù đến Tây Giang đã gần năm nhưng bình thường không ra mặt. Y gặp đối phương là vì đối phương hay bố trí đội cảnh sát giao thông mở đường khi có lãnh đạo tới. Thấy Quế Toàn Hữu đang rất tức giận, chỉ đại hổ cũng bớt men say. Tránh văn phòng Quế biết người này ư, tôi thấy nó cố ý đến Tây Giang gây chuyện nên đưa về đồn xử lý. Chỉ đại hổ mặc dù hơi giật mình nhưng không quá sợ. Quế Toàn Hữu mặc dù là lãnh đạo quận nhưng chỉ là cho có, kính trọng thì có nhưng muốn xen vào việc của ông ư.
Thấy Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu, Quế Toàn Hữu liền nuốt lời định nói vào bụng. Đó là bạn tôi, anh bỏ qua đi. Thả ư, tránh văn phòng Quế, bạn của anh đây là muốn gây chuyện, không cho hắn một bài học thì hắn còn không biết điều. Chỉ Đại Hổ tức giận nói. Đưa hắn về điều tra. Quế Toàn Hữu rất tức giận, thằng này quá ngông cuồng, không thèm để ý tới thân phận thường vụ quận ủy của mình. Anh có phải muốn tôi gọi điện cho Mã Chiêm Bưu? Tránh văn phòng Quế, chúng tôi chấp pháp công bình, anh đây là can thiệp vào công việc của tôi. Chỉ Đại Hổ nói. Công bằng chấp pháp, Chỉ Đại Hổ, anh là phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, dựa vào cái gì mà vào quán cơm chấp pháp? Quế Toàn Hữu lạnh lùng nói. Lập tức thả bạn tôi ra, nếu không tôi gọi cho Bí Thư Lam. Quế Toàn Hữu cũng biết Bí Thư Đảng ủy chính pháp quận Lạc Dục Thành không đủ để uy hiếp đối phương nên phải đưa người ở cấp thị xã. Bí Thư Lam nào cơ? Tên kia trong lúc nhất thời không có phản ứng. Anh muốn gọi thì gọi đi. Triệu Quốc Đống thấy chuyện thành như vậy thì có chút hối hận. Nhưng tình hình này muốn hắn nhịn cơn tức giận mà cho qua thì hắn không thể chấp nhận. Anh gọi điện cho Bí Thư Lam, tôi nói chuyện. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Quế Toàn Hữu nhanh chóng gọi điện rồi đưa cho Triệu Quốc Đống. Bí Thư Lam, xin lỗi, là tôi. Ừ, tôi bị đội cảnh sát giao thông Tây Giang bắt, nói tôi nghe lén bí mật của bọn họ. Ha ha, tôi không biết là chuyện gì, còn bị đánh vài đấm. Được, anh nói chuyện với bọn họ, để tôi đi trước được không? Triệu Quốc Đống cười cười đưa điện thoại cho tên Chỉ Đại Hổ kia. Chỉ Đại Hổ lúc này đã tỉnh lên nhiều, y vừa nghe điện đã bị mắng. Tôi không cần biết anh là ai, lập tức thả người. Mã Nguyên Sinh cũng được, Mã Chiêm Bưu cũng được, có chuyện gì cứ tìm tôi. Quyển 8, chương 9. Quốc Đống nhìn hai xe tải rời đi rồi mới cùng Quế Toàn Hữu lên xe. Lão Quế, anh làm thường vụ quận ủy mà như vậy sao? Một phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông mà dám kiêu căng như vậy, có thể không nể mặt lãnh đạo quận. Vậy không biết đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trưởng phòng công an kiêu căng như thế nào nữa? Triệu Quốc Đống vừa lái xe vừa có chút buồn cười mà nói. Thị trấn Hải Yến, Hà Thanh, tên hay đó, tên họ Chỉ đó sao kiêu căng như vậy? Còn chưa là cán bộ cấp phó trưởng phòng mà có thể không nể mặt bí thư đảng ủy cục công an thị xã, tôi lần đầu thấy cảnh sát kiêu căng như vậy. Chỉ Đại Hổ là cháu của Chỉ Thành Phong. Quế Toàn Hữu nhỏ giọng nói. Là phó bí thư chính pháp ủy thị xã, Chỉ Thành Phong. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Chỉ Thành Phong là người của Nghiêm Lập Dân, nghe nói cục chiêu thương sang bên tòa án thị xã làm chánh án. Quế Toàn Hữu gật đầu nói. Chỉ Thành Phong có quan hệ rất tốt với Mã Nguyên Sinh. Mã Chiêm Bưu. Bảo sao, hừ, xem hắn còn có thể được bao lâu nữa. Quế Toàn Hữu biết Triệu Quốc Đống đang rất tức giận. Triệu Quốc Đống bị đấm trúng vài cú, mà bản thân y là tránh văn phòng quận ủy cũng không còn chút mặt mũi gì. Hầu hết lãnh đạo của công an quận đều là người của họ Mã. Hơn nữa có không ít họ hàng nhà này làm cán bộ trên thị xã. Phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy Mã Thiên Lý cũng là người Mã gia. Quế Toàn Hữu biết Triệu Quốc Đống cần thêm thông tin nên tự nói. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tây Giang, phó trưởng phòng công an quận Lương Sùng Thái là bạn thân của Mã Chiêm Bưu. Công an quận Tây Giang không có ai tốt ư. Triệu Quốc Đống rất tùy ý nói. Về cơ bản trong công an quận đều là người của Mã Chiêm Bưu, ngoài Lão Vân là phó trưởng phòng ra, chẳng qua y chỉ phụ trách lực lượng phòng cháy và cảnh sát vũ trang, không dính tới nghiệp vụ gì. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Gần năm y tới Tây Giang không làm gì được nhưng mà cũng hiểu không ít các phòng ban trong quận. Chính ủy công an quận là ai? Triệu Quốc Đống hỏi, trong hệ thống công an ngoài trưởng phòng thì còn có chính ủy cũng rất quan trọng. Nếu chọn nhân vật này tốt thì có thể kiềm chế trưởng phòng. Chính ủy đã điều sang làm trưởng phòng công an Phong Đình, vốn xác định rồi nhưng Trương Thiệu Văn bị điều đi nên bị kéo dài. Lôi Bằng cùng Tiếu Chiêu Quý mấy lần muốn xác định trong hội nghị thường ủy nhưng đều bị chủ tịch Tằng cùng Lạc Dục Thành ngăn lại. Triệu Quốc Đống gật đầu không nói nữa. Hắn trực tiếp đưa Quế Toàn Hữu đến nhà tập thể quận ủy. Trên đường về Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ. Tuy nói Trương Thiệu Văn có thế lực ở Tây Giang, nhưng ai cũng biết chủ yếu là do quyền lực của y mang tới. Mà cục diện Tây Giang ác liệt như vậy thì thị ủy, ủy ban thị xã không thể không biết. Nếu lãnh đạo chủ yếu của thị ủy nếu hạ quyết tâm giải quyết vấn đề của Trương Thiệu Văn thì cũng không phải không có gì khó. Nhưng khó là sợ Trương Thiệu Văn lộ ra gì đó sẽ làm thị ủy mất mặt. Vì thế Kỳ Dư Hồng cũng có chút lo lắng.
nhưng càng chậm giải quyết thì sẽ càng phiền phức. Kỳ Dư Hồng không phải không biết điểm này, y đã đứng vững ở Ninh Lăng thì sao mãi không thực hiện. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Nhìn đồng hồ, Triệu Quốc Đống gọi điện cho Tương Uẩn Hoa. Cuộc điện này kéo dài một tiếng, đến khi về đến huyện thành Hoa Lâm thì Triệu Quốc Đống mới bỏ máy ra, tâm trạng của hắn rất nặng nề. Trầm Thụ Hòa, Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trầm Thụ Hòa. Bảo sao Nghiêm Lập Dân có thể đánh bại Kim Vĩnh Kiện mà lên làm Phó Bí Thư Tỉnh ủy, bảo sao Trương Thiệu Văn có thể đứng vững không ngã, cuối cùng còn có thể sang Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân làm Phó Chủ tịch. Bảo sao Kỳ Dư Hồng sợ ném chuột vỡ đồ rồi mãi không động tới Tây Giang. Bảo sao bây giờ Kỳ Dư Hồng mới chuẩn bị ra tay. Trầm Thụ Hòa đã đến tuổi, trong danh sách ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 15 không có Trầm Thụ Hòa. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Hùng Chính Lâm. Hùng ca, chưa ngủ sao? Ừ, em có chuyện muốn hỏi anh. Chủ nhiệm Trầm sẽ sang Đại hội đại biểu nhân dân phải không anh? Hả, Phó Chủ nhiệm, Phó Bí Thư Đảng ủy Đại hội đại biểu nhân dân. Về cơ bản đã xác định, lúc nào đi, ha ha, em quan tâm là có lý do mà. Bây giờ em chưa được xác định đi đâu, có lẽ chỉ là mấy ngày thôi. Nhưng chắc chỉ một trong hai nơi là khu khai phát và Tây Giang thôi, hai nơi này thì em muốn đến khu khai phát, quen việc dễ làm, không có gánh nặng, coi như đặt mục tiêu cao một chút thì có thành tích em cũng được vinh dự mà. Mọi người đều biết Tây Giang có nước quá sâu, không chừng bị lún vào đó không thể bò lên được. Lúc ấy chắc phải nhờ Hùng ca kéo em một chút mới được. Hả, Hùng ca biết rồi sao? Thái ca nói với anh. Cái gì, anh vừa lên Bắc Kinh? Ừ. Xem ra anh được chọn làm ủy viên ủy ban kỷ luật Trung ương là có chỗ tốt, không có việc là có thể lên Bắc Kinh. Có phải là muốn ở lại Bắc Kinh không? Thật sao? Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Anh vào ban nào của ủy ban kỷ luật, 8 ban đều cầm thượng phương bảo kiếm, vừa xuống liền chém quan chức từ cấp giám đốc sở trở lên. Chưa xác định sao, vậy lúc nào đi, sang năm sao, sau này em muốn gặp anh không phải cần lên ủy ban kỷ luật Trung ương ư? Hay là cho em một thẻ bên anh đi cho em được oai phong? Triệu Quốc Đống trêu chọc mấy câu. Ừ, cô ấy hiểu 3 ngoại ngữ. À, tiếng Anh thì em biết, các tiếng khác thì không hiểu gì. Cô ấy thì không biết em nói tiếng tỉnh An Nguyên có nghe hiểu không nữa. Hùng Chính Lâm đang hỏi Triệu Quốc Đống về Lưu Nhược Đồng. Thực tế Triệu Quốc Đống chỉ nói chuyện với Lưu Nhược Đồng vài lần qua điện thoại, còn mặt thì chỉ nhìn qua ảnh, nhưng đối phương trông như thế nào thì hắn chỉ nhớ mơ hồ một chút. Chuyện này nếu người thân quen một chút là ra ngay vấn đề. Hùng Chính Lâm không quá biết đối phương nên mới qua cửa. Tiến triển thì khó nói, dù sao vẫn trẻ mà, công việc của cô ấy cũng bận. Chuyện bên Bộ Ngoại giao thì em không hiểu mấy mà, chuyện gì cũng liên quan đến chủ quyền và danh dự quốc gia. Gặp mấy lần ư, em tính xem nào, hình như 3-4 lần thì phải. Đều là ở Bắc Kinh, em bay lên đó, cô ấy chẳng lẽ còn có thể tới Ninh Lăng ư? Tình hình nhà cô ấy thì em không rõ, hỏi để làm gì. Em làm việc thoát nghèo, cô ấy làm việc quốc gia, hai bên không can thiệp vào nhau. Hùng ca, anh đừng dục và nghĩ phức tạp được không? Bọn em rất hòa hợp, có nhiều tiếng nói chung mà, thật đó, vừa gặp liền như quen từ lâu đó. Ừ, cô ấy rất ủng hộ quan điểm của em, đó là thanh niên phải dồn tâm trí vào sự nghiệp. Đúng, bọn em tạm thời còn chưa nghĩ xa như vậy, tình cảm cũng phải tiến dần mà. Đúng. Em và cô ấy đều nghĩ như vậy. Cái gì, để anh gặp cô ấy? Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Cô ấy rất hay xấu hổ nên sợ không đồng ý đâu. Cái gì, anh biết chú tư của cô ấy? Quốc Đống thầm cười khổ một tiếng, Hùng Chính Lâm sao có quan hệ với người nhà cô ấy? Thôi đợi sang năm có cơ hội rồi nói đi anh. Trong năm nay sợ là không được đâu. Hay là em xem lúc nào được sẽ gọi cho anh? Triệu Quốc Đống gọi điện xong mà đổ mồ hôi. Sao những người này quan tâm tiến triển chuyện của mình và Lưu Nhược Đồng thế? Nói dối càng lúc càng giống, điều này có nghĩa bị lộ ra càng lúc càng lớn. Lúc ấy hắn không biết ăn nói như thế nào với Thái Chánh Dương. Chẳng qua Triệu Quốc Đống rất nhanh bỏ việc này mà nghĩ tới Tây Giang. Trầm Thụ Hòa mặc dù lui về tuyến 2 nhưng lại làm Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, chính xác mà nói bố trí này có thể khiến y vẫn còn có quyền. Chẳng qua nếu hắn đã bị đẩy vào vị trí kia thì dù sợ cũng không có đường lui. Không thể vì đối phương có chỗ dựa mà hắn phải lui chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 8, chương 10.
Triệu Quốc Đống về đến nhà khách nghỉ một lát thì nhận được điện gọi tới, là Trương Thiên Phóng gọi. Lúc này Trương Thiên Phóng gọi thì chắc là có chuyện gì đó khẩn cấp. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, hắn khá mẫn cảm với số điện thoại này. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm mà trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy gọi tới thì không phải là thông báo với hắn rằng ngày mai diễn ra hội nghị thường vụ thị ủy đó chứ. Quốc Đống, chuyện của cậu về cơ bản đã xác định. Trương Thiên Phóng trầm giọng nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà nói. Bảo tôi đi đâu? Cậu đoán xem. Trương Thiên Phóng nói. Khu khai phát. Triệu Quốc Đống cũng đoán không phải điều này. Đoán nữa xem. Vậy chỉ có thể là Tây Giang, còn có gì cần đoán chứ? Dù sao cũng không thể đến Tào Tập hay ở lại Hoa Lâm mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Không, Bí Thư Kỳ quyết định để cậu đến làm Bí Thư Quận ủy Tây Giang, đồng thời tạm thời kiêm chức Bí Thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu khai phát. Ha ha, kiêm hai chức, hiếm có. Trương Thiên Phóng cười cười đầy am hiểm. Lần này cậu không chết cũng bị thương nặng, tôi xem cậu còn thoải mái như ở Hoa Lâm không? Mẹ nó chứ, Triệu Quốc Đống gần như muốn chửi to. Ai đưa ra ý tưởng kém như vậy? Ha ha, đây là Bí Thư Kỳ đề cử cậu tới khu khai phát, thị trưởng Thư lại đề cử cậu tới Tây Giang, hai bên tranh chấp nên Bí Thư Kỳ quyết định. Ừ, Lục Kiếm Dân cũng ủng hộ ý của Bí Thư Kỳ, chuyện này coi như đã xong. Mai sẽ có thông báo cho cậu. Trương Thiên Phóng trêu Triệu Quốc Đống. Sao, cảm thấy thế nào? Một loạt cơn sét đánh trúng đầu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, hắn không thể ngờ kết quả lại là như thế nào. Thân kiêm hai trước đây chính là muốn bóc lột sức lao động của hắn. Sao có thể làm như vậy chứ? Thân kiêm hai trước là vi phạm quy định mà. Ai nói vậy, Chu Xuân Tú không phải là phó thị trưởng kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát một thời gian dài sao? Trương Thiên Phóng hỏi lại một câu. Nhưng y là phó thị trưởng nên bình thường mà. Triệu Quốc Đống chưa nói xong thì Trương Thiên Phóng đã cắt ngang. Ý cậu phó thị trưởng là lãnh đạo thị xã, vậy thường vụ thị ủy không phải sao? À, tôi không có ý này. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Thân kiêm hai chức vậy thị ủy có phải cho tôi hai phần tiền lương không? Hừ, cậu nằm mơ đi. Tôi nghe ý của Bí Thư Kỳ là công tác bên Tây Giang là chính. Công tác bên khu khai phát thì cậu tạm thời kiêm nhiệm. Hoàng Côn làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm thay cậu. Trương Thiên Phóng cười nói. Lão Hoàng rất vui mừng, y cũng biết biểu hiện của mình ở ban quản lý là không tốt. Bí thư Kỳ coi như là cố gắng giúp y hết mức rồi. Bây giờ Hoa Lâm có xu thế phát triển quá tốt, chỉ cần theo quỹ đạo cậu đặt ra thì trong 2 năm kinh tế Hoa Lâm nhảy lên top 3 của cả Ninh Lăng là không vấn đề gì. Hoàng Côn thì tốt nhưng tôi thì khổ rồi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Chỉ riêng Tây Giang đã làm tôi đau đầu, còn có cả ban quản lý khu khai phát, lợi ích hai bên sao có thể cân bằng. Chiếm thêm một vị trí không biết làm bao người hận đây. Bí Thư Kỳ sao lại nghĩ vậy chứ? Ha ha, làm nhiều mới tốt mà. Người khác muốn đi thì phải xem có ăn được hay không. Mai Anh Hoa đi, Hoàng Côn cũng đi, không nói là xám xịt thì cũng là buồn bã rời đi. Tôi thấy khu khai phát cũng là khúc xương cứng không mấy người dám gặp. Bây giờ khoảng cách giữa khu khai phát Ninh Lăng và các nơi khác càng lúc càng xa, thị xã cũng rất lo lắng. Ai ngồi vào vị trí này chỉ một năm không có thành tích thì chỉ sợ sẽ thành câu hỏi lớn trong tiền đồ chính trị của người đó. Lần này là Hoàng Côn, nếu là người khác thì đâu có kết quả tốt như vậy. Hừ, thế nên mới đổ lên lưng tôi sao? Một năm không làm tốt thì tôi không phải cúi đầu khi gặp người sao? Cái này thì không phải, cậu đã là thường vụ thị ủy nên không phải lo vấn đề đó. Tôi thấy Bí Thư Kỳ và thị trưởng Thư đều đang sốt ruột nên khó tránh khỏi việc vì lợi ích trước mắt. Khu khai phát các thành phố, thị xã khác làm ăn rất tốt, nhưng bên chúng ta gần như bị chết, Bí Thư Kỳ cũng rất tức giận. Cho nên mới vậy. Trương Thiên Phóng cười nói. Cái người ta không muốn nhận thì dồn cho mình. Triệu Quốc Đống thầm chửi trong lòng. Quan to một bậc đè chết người. Phóng ca, mai tuyên bố sao? Ừ, sáng mai họp hội nghị thường ủy công bố quyết định này. Đồng thời cũng bãi nhiệm Hoàng Côn, thời gian có lẽ không dài. Sau khi hội nghị kết thúc sẽ có văn bản, ý của Bí Thư Kỳ là sáng cậu có thể tới Tây Giang gặp mặt bộ máy, không được thì chiều, sau đó sang gặp bộ máy bên khu khai phát. Tôi đây không cần được nói chuyện tổ chức sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Chắc không cần, được rồi, tôi nói cho cậu chuẩn bị tư tưởng trước, có lẽ chậm nhất là ngày kia cậu phải hoàn thành bàn giao công việc và đi nhận chức. Ha ha! Khu khai phát và Tây Giang đều khó giải quyết mà giao hết cho cậu.
Ý của Bí Thư Kỳ là chỉ cần có lợi cho triển khai công việc thì cậu có yêu cầu gì đều có thể nói ra để nghiên cứu. Cậu đừng làm Bí Thư Kỳ thất vọng đó. Bí Thư Kỳ nói như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, nếu như vậy thì tốt quá. Ừ, chẳng qua cửa Lão Nghiêm có qua được hay không thì khó nói. Tôi đã nói chuyện với Bí Thư Kỳ, một hảo hán phải có ba người giúp, một người không thể không có ba chân. Cậu tay không tới Tây Giang, còn phụ trách cả bên khu khai phát thì nếu không có vài trợ thủ đắc lực là không được. Bí Thư Kỳ cũng đồng ý, cậu tự suy nghĩ đi. Trương Thiên Phóng nói, nhớ là nợ tôi việc này đó, ít nhất phải đến Hỷ Lai Đăng hay Văn Hoa ăn một bữa. Ha ha, Phóng ca nói gì thế, 10 bữa cũng được mà. Ân tình này thằng em nhớ kỹ, sau này còn mong Phóng ca ủng hộ nhiều. Lão Nghiêm không hài lòng với tôi có chuyện gì thì y nhất định sẽ phải thắp đèn tìm lỗi. Tôi coi như hoàn toàn mâu thuẫn với y. Triệu Quốc Đống cười ha hả mà nói. Chỉ cần Bí Thư Kỳ và Phóng ca ủng hộ thì không ngại gì Lão Nghiêm cả. Trương Thiên Phóng ở bên kia không khỏi lắc đầu và đi vào một căn phòng. Mấy người thấy Trương Thiên Phóng lắc đầu, một người phụ nữ khoảng hơn 30 nói. Trưởng ban Trương, sao muộn như vậy mới tới? Vừa họp xong, Bí Thư Kỳ đi thì tôi mới có thể đi mà. Một người phụ nữ đi tới cầm cặp cho Trương Thiên Phóng rồi đặt xuống ghế ở bên. Chuyện gì mà nghiên cứu muộn như vậy? Mấy người đang đánh mặt trước nghe Trương Thiên Phóng nói như vậy liền hỏi. Không phải vấn đề điều chỉnh nhân sự sao? Trương Thiên Phóng cũng không thích đánh mặt trước mấy, chẳng qua y thích náo nhiệt. Trưởng ban Trương, thị xã lại có thay đổi gì sao? Một người đàn ông cười nói.